Làm xong tất cả chuyện này thì Lý Vân Tiêu gác hết sang một bên, bắt đầu tu luyện. Một tay bắt ấn trước mặt, đầu ngón tay hiện ra một vòng sáng vàng do bốn ma kha cổ tự tổ thành xoay tròn trước ngón tay Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu ngồi xếp bằng không nhúc nhích trong hư không. Đó là thủ ấn từ chỗ Thái Sơ Chân Quyết, lúc trước Bách Luân Kết Y cưỡng ép rót Thái Sơ Chân Quyết và lĩnh ngộ bản thân cho Lý Vân Tiêu, giống như nhét nguyên cái bánh bao vào mồm, cần tiêu hóa dần. Càng tu luyện Thái Sơ Chân Quyết thì lĩnh ngộ thiên đạo càng sâu thêm một tầng, như có cái gì quanh quẩn trong lòng Lý Vân Tiêu rồi mãi mà không nắm bắt được. Loại cảm giác mông lung tràn ngập trong lòng Lý Vân Tiêu, có một vấn đề luôn khốn nhiễu trong lòng hắn. Phải làm sao để vũ giả ma hóa thoát khỏi ma trường? Cần lĩnh ngộ thiên đạo cao hơn nữa mới tìm ra đáp án. Từ xưa đến nay trong vô số cường giả đại năng lĩnh ngộ thiên đạo sâu sắc nhất là ma kha cổ thần, để lại ma kha cổ thần quyết càng là thần quyết số một thiên hạ đương thời. Cách thoát khỏi ma trường chỉ có thể tìm ra đáp án từ ma kha cổ thần quyết. Lý Vân Tiêu đã nắm giữ nhiều về hai thiên thần quyết đại giới, đại diễn, hai bên xác minh giả mở nhiều ý nghĩa ma kha cổ tự. Hiện tại tu luyện Thái Sơ Chân Quyết vì Lý Vân Tiêu muốn càng giỏi nữa. Mấy ngày bình yên, mọi thứ trong thiên vũ giới sắp xếp đâu ra đấy, các đại tông phái trong thiên hạ lục tục phái cường giả tiến đến tu luyện, bao gồm Thiên Thiên Ưng Thần Miếu, Mai Gia, những môn phái có qua lại với Lý Vân Tiêu. Đã mấy ăn ngày Lý Vân Tiêu chưa nhúc nhích chút nào, giữ một tư thế, ánh sáng trên đầu ngón tay xoay tròn như bánh xe chẳng có một chút biến hóa. Hôm nay đầu ngón tay Lý Vân Tiêu run nhẹ, mấy ma kha cổ tự ẩn vào, ánh sáng vàng tán đi. Lý Vân Tiêu mới tỉnh táo lại từ nhập đỉnh, đầu mày chứa giận dữ ngước nhìn trời. Lý Vân Tiêu đang tu luyện trên bầu trời đất phong ma, cách thành viêm vũ một khoảng nhưng dao động nguyên lực nhẹ nhàng từ thành viêm vũ truyền đến vẫn bị hắn cảm nhận được. Xa như vậy cũng có thể truyền đến dao động thì dĩ nhiên là đánh nhau rất kịch liệt, không biết thần thánh phương nào thực lực có thực lực như vậy. Đương thời không nhiều người dám xông vào thành viêm vũ. Lý Vân Tiêu trầm ngâm một lúc, ánh sáng xanh chợt lóe, hắn biến mất tại chỗ. Trên bầu trời thành viêm vũ mây đen nặng nề giáng xuống như bình yên trước cơn bão, nhưng mưa mãi không rơi xuống, không khí nặng nề làm người khó thở. Mấy bóng người nhỏ xíu đứng rải rác trên bầu trời, từ trong thành nhìn ra như các đốm đen nhỏ bằng con kiến. Các đốm đen mỗi lần va chạm sẽ lan tràn ánh sáng chói lòa khuếch tán bốn phương tám hướng. Có đám người linh mục địch, tân thần, bàn nghị chiến đấu nhưng lộ dấu hiệu không đánh lại, bị ép liên tục thụt lùi. Chỉ có hai kẻ xâm nhập, chiến giáp che toàn thân, chiêu thức cương mãnh bá đạo, phù hợp thiên đạo, mỗi một chiêu đều có thật nhiều phù văn bay quanh người. Giọng Lý Vân Tiêu từ trên bầu trời vọng xuống. Ta còn tưởng là ai, thì ra là oan gia ngõ hẹp. Ánh sáng xanh chợt lóe, Lý Vân Tiêu xuất hiện trong chiến trường. Dao động chiến đấu truyền đi khá xa. Có vài cường giả đang bế quan bị bừng tỉnh hóa thành cầu vồng bay đến. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn hai người kia, trong mắt lóe sát khí. Chiến phách, chiến du, các ngươi cố ý đến chịu chết sao? Hai cường giả mặc giáp vàng kín mít chính là hai huynh đệ chiến phách, chiến du. Bọn họ cũng ra từ vĩnh sinh chi giới, truy tìm tung tích quy tắc thập phương đến đây nhưng bị thành viêm vũ ngăn lại. Là ngươi? Nét mặt chiến du xa sầm hỏi. Ngươi chính là chủ thành viêm vũ. Lý Vân Tiêu nói. Không phải oan gia không gặp nhau, hai vị đã đến rồi thì yên tâm ở lại đi. Lý Vân Tiêu nói câu này đã tỏ thái độ. Đám người linh mục địch, những cường giả mới đến lập tức tản ra bao vây hai huynh đệ vào giữa. Dù có mắt đều thấy hai huynh đệ thực lực cường đại nhưng nơi này là thành viêm vũ. Sân nhà của họ, dù là cường giả tạo hóa cảnh đến cũng phải nằm xuống. Chiến du âm trầm nói. Không ngờ tiểu tử nhà ngươi là nhân tài, hai huynh đệ ta tiến đến chỉ muốn tham ngộ quy tắc thập phương, không cố ý đối địch với quý phái. Lý Vân Tiêu ung dung nói. Quy tắc thập phương này là của thành viêm vũ, hoặc nên nói là quy tắc thập phương của Nam Vực. Ta là chủ thành viêm vũ cũng là chủ Nam Vực, nơi này không hoan nghênh các ngươi, mời đi ba vực khác tham ngộ. Chiến phách tức tối nói. Đó là lực lượng quy tắc thiên vũ giới, không phải một mình ngươi sở hữu. Lý Vân Tiêu liếc chiến phách, khinh thường nói. Bất cứ một tòa linh sơn bảo địa nào đều là của chúng sinh thiên vũ giới. Các ngươi kêu các đại phái nhường lại cho mọi người cùng hưởng chung đi. Như phiên thiên phúc địa ấn trong tay các ngươi là kết tinh trí tuệ của tiền bối thiên vũ giới, nên thuộc về mọi người,
sao có thể bị hai người các ngươi ích kỷ chiếm làm của riêng? Hàng loạt câu khiến Chiến Du, Chiến Phách á khẩu. Chiến Du hừ mũi. Ta không muốn cãi bướng với ngươi. Huynh đệ ta nhất định phải tham ngộ quy tắc thập phương, nhưng nếu ngươi là địa chủ thì chúng ta không muốn đối địch với ngươi, hãy nói cách hai ba bên vừa ý đi. Lý Vân Tiêu nói. Cách hai bên vừa ý rất đơn giản, các ngươi tham gia Thiên Vũ Minh là có thể tùy ý hưởng thụ tài nguyên biến mất 10 vạn năm, thứ khác miễn bàn. Cái gì, tham gia thành Viêm Vũ? Chiến Du nổi giận nói. Ngươi muốn hai huynh đệ ta làm thuộc hạ của ngươi, nghe lệnh của ngươi sao? Quá cản rỡ, quá tự phụ. Chiến Phách sắc mặt khó xem nói. Dù là Diệp Kình Vũ Đông Vực Chi Vương ngày xưa cũng không thể thu phục huynh đệ ta, ngươi dựa vào cái gì? Lý Vân Tiêu phất tay nói. Không dựa vào cái gì, ta cũng không làm khó dễ huynh đệ các ngươi, mời trở về đi. Chiến Du, Chiến Phách không nhúc nhích, đứng ngây như phỗng trên cao, bọn họ nên làm sao? Lý Vân Tiêu cười khẩy hỏi. Sao, muốn ở lại ăn đòn? Đừng quên chúng ta có xích mích chưa giải quyết, bản thiếu gia bận nhiều việc không rảnh để ý các ngươi. Nếu các ngươi có nhu cầu ăn đòn thì ta không ngại hoàn thành ước mơ giúp người. Sát khí từ người Lý Vân Tiêu lan tràn, mấy người khác con ngươi hơi co rút, bắt đầu vận chuyển nguyên công, chờ Lý Vân Tiêu ra lệnh một tiếng là tấn công ngay. Đột nhiên một cầu vồng bay tới, nhấp nháy vài cái đã đáp xuống một góc chiến trường biến thành hình dạng nam nhân, là Liêu Tinh Thần của đảo Huyền Ly. Liêu Tinh Thần sửng sốt kêu lên. Thì ra là huynh đệ Chiến gia. Chiến Du chắp tay chào. Tinh Thần đại nhân. Liêu Tinh Thần chắp hai tay đáp lễ, hỏi. Chắc hai vị cũng đến vì lực lượng quy tắc. Chiến Du đáp. Đúng vậy, đại nhân đã ở đây thì đảo Huyền Ly cũng nên thẩm thấu vào. Xin đại nhân phân xử cho, Lý Vân Tiêu chiếm cứ quy tắc thập phương chiếm làm của riêng, trong thiên hạ làm gì có chuyện hoang đường như vậy. Liêu Tinh Thần hiểu ngay ngọn nguồn, mỉm cười, nói. Quy tắc do con người, thật ra đảo Huyền Ly cũng chịu thua. Chúng ta ở thành Viêm Vũ tham ngộ quy tắc cũng phải nghe theo hiệu lệnh Vân Minh Chủ, đây là hiệp ước giữa đảo Huyền Ly và Thiên Vũ Minh. Hai huynh đệ kinh ngạc. Cái gì? Vẻ mặt Chiến Du không tin lạc giọng hỏi. Đảo Huyền Ly cũng phải nghe lệnh Thiên Vũ Minh. Liêu Tinh Thần trả lời. Không phải đảo Huyền Ly nghe theo hiệu lệnh mà là người tu luyện trong thành Viêm Vũ cần tuân theo quy định thành Viêm Vũ. Khi thành Viêm Vũ gặp ngoại địch có nghĩa vụ, trách nhiệm trợ giúp một tay. Ta mới bế quan ra xong liền cảm nhận nguyên lực dao động vì vậy chạy đến xem, không ngờ là hai người. Huynh đệ Chiến gia hoàn toàn lạnh lòng, hết sức giật mình. Nếu đảo Huyền Ly cũng thỏa hiệp với Thiên Vũ Minh thì Chiến Phách, Chiến Du dựa vào cái gì tranh chấp? Nếu không tranh chẳng lẽ không tham ngộ quy tắc thập phương? Không bao giờ. Sắc mặt hai huynh đệ âm trầm vô cùng, trong phút chốc khó thể quyết định. Vậy đi, ta nhường một bước cho hai vị. Lý Vân Tiêu nói. Nếu tham gia Thiên Vũ Minh, miễn không dính đến ma chiến thì hai người không cần tuân theo. Nhưng nếu đụng cuộc chiến ma tộc thì nhất định phải nghe theo hiệu lệnh, nếu không bản thiếu gia tuyệt không nương tay, giết không tha. Thực lực của Chiến Du, Chiến Phách rất mạnh. Lý Vân Tiêu cực kỳ mong mỏi kéo hai người nhập bọn, hắn không muốn ép buộc quá đáng. Liêu Tinh Thần cười nói. Lần đầu tiên Vân Minh Chủ ngoại lệ, hai huynh đệ hãy suy nghĩ kỹ đi. Tuy lực lượng quy tắc sẽ khuếch tán nhưng trong khoảng thời gian ngắn rất khó tán ra Nam Vực, cơ hội khó được phải nắm cho chắc. Tốt, chúng ta đồng ý. Chiến Du ngẫm nghĩ, đây là kết cuộc tốt nhất, cứ tiếp tục rằng co thì khó chiếm được điều kiện tốt hơn nữa. Chiến Du không phải loại người cứng đầu ngoan cố, hiểu cách xuống bậc thang. Chiến Du nói. Nhưng ta phải nói rõ ràng, miễn là không đụng đến ma chiến, dù thành Viêm Vũ bị diệt thì huynh đệ chúng ta cũng sẽ không ra tay. Lý Vân Tiêu cười cười, ăn ý ánh mắt giao nhau với Liêu Tinh Thần. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Yên tâm đi, nếu không vì ứng đối ma kiếp thì ta cũng không rảnh ra lệnh cho hai người. Chỉ cần hai người lập tâm thề là có thể mãi mãi ở Nam Vực. Tâm thề. Hai huynh đệ biến sắc, hiển nhiên không vui. Nhưng ngó sắc mặt đám người Lý Vân Tiêu, Chiến Du, Chiến Phách biết không thương lượng gì nữa. Hai người đành lập tâm thề, vẻ mặt khó chịu. Tâm tình Lý Vân Tiêu sung sướng vỗ tay hoan nghênh. Hoan nghênh, hoan nghênh hai vị chính thức tham gia Thiên Vũ Minh. Hừ. Mặt Chiến Du lạnh băng lạnh lùng nói. Mau sắp xếp một chỗ cho chúng ta tu luyện, không có ma chiến thì đừng quấy rầy hai ta.
Lý Vân Tiêu cười cười, quay sang nhìn Linh Mục Địch. Linh Mục Địch liền sai người đi sắp xếp. Hai huynh đệ mặt âm trầm đi theo người hướng dẫn đáp xuống thành Viêm Vũ. Tâm tình Linh Mục Địch vui vẻ khen. Tuy hai huynh đệ này không phải người lương thiện nhưng rất giỏi, dễ bọn họ bế quan trong thành Viêm Vũ cũng tốn, miễn cho gây sự bên ngoài. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Hiện tại quy tắc thập phương dần dần khuếch tán, sợ là đám lão quái vật trong vĩnh sinh chi giới nghe tiếng tìm đến. Phải nhờ Mục Địch đại nhân cố gắng hút bọn họ vào Thiên Vũ Minh, ước độ thấp nhất thì như huynh đệ chiến gia, ít ra đồng ý góp sức trong ma kiếp, nếu không kiên quyết không cho tiếp nhận. Linh Mục Địch gật đầu nói. Rõ. Đột nhiên hai luồng sáng từ thành Viêm Vũ bay lên, chớp mắt đến bên cạnh Lý Vân Tiêu, là Thủy Tiên và Đoan Mộc Hữu Ngọc. Thủy Tiên kêu lên, Vân Tiêu ca ca. Thủy Tiên thân thiết chạy lại gần. Lý Vân Tiêu cười với Thủy Tiên, quay sang kinh ngạc hỏi Đoan Mộc Hữu Ngọc. Có chuyện gì? Mặt mày Đoan Mộc Hữu Ngọc có nét ưu sầu, tuy đôi mắt trong suốt nhưng từ trước diệu pháp linh mục của Lý Vân Tiêu thì khó giấu lo âu. Đoan Mộc Hữu Ngọc trầm giọng nói. Mấy ngày ta bế quan tu luyện tinh thần luôn bất an, dường như sắp xảy ra chuyện gì, không kiềm được dùng thiên thần thiêm suy tính, biểu hiện trong thân bằng có kiếp nạn lớn. Thân bằng? Lý Vân Tiêu nhíu mày hỏi. Chỉ hướng ai? Lý Vân Tiêu lòng máy động ngó Thủy Tiên đứng cạnh mình. Đoan Mộc Hữu Ngọc gật đầu nói. Thần thiêm chỉ hướng đất kiếp nạn là Hải Hoàng Điện. Cái gì? Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên. Hải Hoàng Điện sẽ bị gì? Và ngươi, có quan hệ gì với Hải Hoàng Điện? Thủy Tiên cướp lời. Cô của hắn và mẫu thân của ta là đồng môn. A, à, Lý Vân Tiêu ngây ngẩn, di ngẫm lại Nhu Vi còn đang treo mạng dưới thất tinh đăng có sâu xa với Đoan Mộc thế gia. Đoan Mộc Hữu Ngọc nói. Chính xác, mẫu thân của công chúa Thủy Tiên, Nhu Vi đại nhân giống như Đoan Mộc thế gai ta, đều là truyền nhân của Thái Sơ Chân Quyết. Thì ra là vậy. Lý Vân Tiêu nghĩ thông vài vấn đề, ví dụ họa đấu tàn hồn phong ấn trên người Nhu Vi. Bởi vì phong yếu ly cũng là tuyển nhân Thái Sơ Chân Quyết, thế thì những người này có dây mơ dễ má với Bách Luân Kết Y rồi. Lý Vân Tiêu không biết Đoan Mộc Hữu Ngọc được đến truyền thừa của Bách Luân Kết Y, không biết Bách Luân Kết Y chết trong tay Giận Vũ. Đoan Mộc Hữu Ngọc nói, loại cảm giác này làm tinh thần ta không yên, không chỉ thế. Đoan Mộc Hữu Ngọc chộp không khí. Cửu Diệu Tinh Trượng xuất hiện trong tay, tinh hoàn không ngừng lung lay phát ra tiếng va chạm giòn vang. Lý Vân Tiêu cũng luyện hóa một phần Thái Sơ Chân Quyết, tuy rất ít nhưng trong lòng có chút cảm ứng. Tinh trượng này dường như có tình cảm, toát ra cảm xúc lo âu. Nỗi lo lắng ảnh hưởng tâm tình Lý Vân Tiêu, trong lòng gợn sóng. Lý Vân Tiêu nhanh chóng quyết định. Đi Hải Hoàng Điện. Quyết định xong Lý Vân Tiêu cảm nhận lòng bứt rứt chậm rãi thành nặng nề, tức ngực. Làm hắn nặng chiếu ưu tư. Loại cảm giác này, sốt cuộc có chuyện gì? Lý Vân Tiêu lo âu, từ khi tu luyện Thái Sơ Chân Quyết thì hắn trở nên nhạy cảm hơn, dường như sẽ biết trước vài điều kỳ lạ. Linh Mục Địch nhắc nhở nói. Trong chuyến đi Hải Hoàng Điện nhớ mang theo vài người, ta không đi cùng Minh Chủ. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Nguyên Tứ Hải chắc không có cường giả hư cực cảnh, nhưng ta luôn cảm thấy tinh thần bất an. Hơn nữa Thủy Long ngủ say trong đất Đông Hải Vũ Địa, không biết nó có tu vi thế nào, lần này đi Hải Hoàng Điện xong vừa lúc đến Vũ Địa xem sao. Trong Vũ Địa trừ Thủy Long ra còn có thế giới chi kiếm đầu rồng, kiếp lượng vô thủy, là thứ xa vư muốn. Lý Vân Tiêu nghĩ đến đây chợt chứng lại, đăm chiêu. Nếu Giận Vũ luôn bám trên hám long trùy vậy đương nhiên sẽ không bỏ qua kiếp lượng vô thủy kiếm, Thủy Long đó càng là nhi tử của Giận Vũ. Lý Vân Tiêu cảm thấy chuyện Đông Hải rối ren nhưng không lo lắng quá nhiều. Miễn thực lực con Thủy Long đó không hơn Giận Vũ thì sẽ không gây sóng gió gì được. Hơn nữa mục đích chính của chuyến đi là Hải Hoàng Điện, nếu có biến vậy chờ lần sau đi Đông Hải cũng được. Linh Mục Địch nói, để bàn nghị cùng ngươi đi, không thì ta xem có ai rảnh không. Lý Vân Tiêu tò mò hỏi, tại sao phải mang bàn nghị theo, ta thấy chưa chắc bàn nghị sẽ vui lòng đi. Bàn Nghị đứng gần đó nghe vậy quả nhiên cau mày lại, bộ dáng miễn cưỡng. Linh Mục Địch liếc Bàn Nghị, mắt lóe tia hồi ức và đau buồn. Cuộc chiến phong ma ngày xưa, Hiểu Phong Tàn quen thân với Hải Thần Ba Mộc. Hiểu Phong Tàn, cái tên vụt qua não Lý Vân Tiêu, hắn liếc Bàn Nghị. Tuy rằng cảnh còn người mất nhưng thân xác Bàn Nghị đúng là Hiểu Phong Tàn. Lý Vân Tiêu nói,
Dù vậy thì bàn nghị đã không phải là Hiểu Phong Tàn. Thôi được, coi như kéo dài chuyện năm đó đi. Bàn nghị, người hãy đi một chuyến với ta. Dù lòng bàn nghị không vui nhưng chẳng hiểu sao gã ít khi cãi lệnh Lý Vân Tiêu. Bàn nghị ừ khẽ, gật đầu. Linh Mục Địch nói. Hay kêu thêm mấy vị hồng nhan chi kỷ của ngươi. Linh Mục Địch vốn định gọi Bắc Quyến Nam nhưng Bắc Quyến Nam đã bế tử quan, cảnh giới vốn bị rất có dấu hiệu phục hồi. Trong mấy hồng nhan chi kỷ của Lý Vân Tiêu, Linh Mục Địch chỉ biết có Phi Nghê là rảnh rỗi. Tuy Khúc Hồng Nhan, Lạc Vân Thường chưa bế tử quan nhưng Lý Vân Tiêu biết hai người đến bình cảnh tu luyện, tuyên bố bế tử quan thật ra là tùy thời đợi lệnh. Hiện giờ Phi Nghê chỉ cần không ngừng hấp thu Thiên Phượng Chân Vĩ Linh là đủ. Lần sau Phi Nghê bế quan tức là lúc hấp thu hết Chân Vĩ Linh. Vậy để Phi Nghê đi. Lý Vân Tiêu nói. Kêu thêm Cố Thanh Thanh. Liêu Tinh Thần đứng một bên nghe mở miệng nói. Nếu không đủ người thì ta và Xá Đệ sẽ đi cùng các vị. Tốt tốt. Thủy Tiên vỗ tay cười nói. Đã lâu rồi ta chưa thấy Tinh Uyên đại nhân. Đệ của Liêu Tinh Thần là Liêu Tinh Uyên được Thủy Tiên cứu trong ma vụ bên ngoài cổ ma tinh. Liêu Tinh Thần gật đầu cười nói. Xá Đệ có nhắc với ta được công chúa Thủy Tiên cứu mạng, tại hạ vô cùng cảm kích. Liêu Tinh Thần chắp hai tay chân thành cảm ơn. Thủy Tiên cười nói. Hi hi, không cần cảm ơn, ta cũng được người cứu. Cảnh tượng hôm đó dần mơ hồ trong đầu Thủy Tiên, nàng không nhớ xảy ra chuyện gì, nhưng mơ hồ nhớ được người cứu. Lý Vân Tiêu vui vẻ nói. Có thêm hai vị đại nhân đi cùng thì mọi thứ đủ rồi. Linh Mục Địch nói. Được, vậy chốt lại những người này, ta đi thông báo với họ ngay. Huynh đệ Liêu Tinh Thần, Phi Nghê, Cố Thanh Thanh, Bàn Nghị, Sán và Trác, mạch trong giới thần bi. Ba đại yêu, tám vị cường giả hư cực thần cảnh, Lý Vân Tiêu, huynh muội Đoan Mộc, Thủy Tiên, sư đệ hóa tu của nàng, lực lượng này đủ để càn quét tứ hải. Theo Thủy Tiên miêu tả thì có nhiều đường đi hải chi xâm lâm, nhưng cực kỳ khó tìm. Tiện nhất là từ Hoàng Cung Tứ Hải đi qua. Vương giả mỗi hải nắm giữ đường đi hải chi xâm lâm, cách thành Viêm Vũ gần nhất là hải vực Nam Hải. Đám người xuất phát từ thành Viêm Vũ tìm Hoàng Cung Nam Hải. Hơn 10 ngày sau, trong hải vực mênh mông cuồng phong rít gào, sóng to cuốn thiên địa. Hải vực mấy chục dặm thành vòng xoáy vọt lên trời. Nguy rồi, là tộc trưởng Cuồng Sa tộc. Trong khu vực biển rất nhiều sinh vật màu đỏ có vỏ cứng anh dũng chém giết bị sóng to ảnh hưởng, thân hình lảo đảo bị cuốn đi, sau đó bị nhiều chiến sĩ Cuồng Sa giết. Tộc trưởng, chúng ta mau rút đi. Chiến sĩ vỏ đỏ đôi mắt tròn lồi ra ngoài, hai tay có cái càng, là hồng giải tộc. Tuy lực lượng đơn thể không mạnh bằng chiến sĩ Cuồng Sa nhưng thắng về số đông. Trong biển khắp nơi là và cua và thịt bị nghiền nát, mùi máu tanh nồng trong nước biển. Không thể lùi. Tộc trưởng Hồng Giải tộc hét to. Cố chống đỡ, Quy Vương sắp đến. Rất nhiều chiến sĩ Hồng Giải che già mang mọc lao vào vòng xoáy như máy xay thịt to lớn, đi rồi không còn về nữa. Tất cả vỡ nát thành thịt tươi sống lềnh bềnh trong nước biển. Tộc trưởng Hồng Giải tộc quát to. Đây là thần thông thiên phú của Cuồng Sa tộc, phiên giang đảo hải. Nhưng không kéo dài lâu được, chúng ta cố gắng chống đỡ chắc chắn sẽ thắng. Trong vòng xoáy sóng biển mơ hồ hiện ra đôi mắt sắc bén như đao nhẫn bàn bắn về phía tộc trưởng Hồng Giải tộc. Tộc trưởng Hồng Giải tộc giật bắn người thụt lùi mấy bước, hừ lạnh nói. Như thế nào, bị ta nói chúng phải không? Trong toàn Cuồng Sa tộc chỉ có ngươi là có thể thi triển ra chiêu này. Sau chiêu này thì Cuồng Sa tộc sẽ là rác rưởi quét vào lịch sử, không còn tồn tại. Chiến sĩ Cuồng Sa trong vòng xoáy tức giận nhe răng trợn mắt, hai mắt đỏ thẫm. Quanh đôi mắt sắc bén nhất dần trồi lên khuôn mặt xanh mét nhìn tộc trưởng Hồng Giải tộc, lạnh lùng nói. Ngươi không sợ vương tộc trở về, đến lúc các ngươi không có chỗ cho các ngươi dung thân. Ha ha, vương tộc trở về, đã không thể nào. Tộc trưởng Hồng Giải tộc tràn đầy tự tin hai tay chống nạnh kênh kiệu quát. Theo ta được biết thì không chỉ Nam Hải chúng ta là mất tích vương tộc ở ba hải khác cũng biến mất. Đây tuyệt đối không phải trùng hợp gì. Nếu ta không đoán sai thì toàn tứ hải sắp biến thiên, thời cơ thay đổi triều địa sắp đến. Hồng Giải tộc chúng ta sẽ đập chết các ngươi trên bờ cát. Chiến sĩ Cuồng Sa tộc lòng rung động mãnh liệt hét thất thanh. Không thể nào. Tộc trưởng đại nhân, chuyện này có thật không? Đôi mắt sắc bén do dự, không trả lời. Đây xem như mặc nhớ,
trong phút chốc lòng người tan rã, chìm trong vô cùng giật mình. Đột nhiên mấy chiến sĩ cuồng sa tộc hét thảm. A! À, thân thể bị lực lượng nghiền nát bấy, máu và thịt nát nổ cái bùm trong vòng xoáy. Các chiến sĩ khác hết hồn, tộc bọn họ cơ thể cứng rắn đủ đỡ các loại công kích. Ai có thực lực một hơi nghiền nát thân thể bọn họ. Lần lượt mấy chiến sĩ cuồng sa bị nghiền nát bấy, vòng xoáy to lớn chậm rãi ngừng, dường như bị trở ngại lớn. Mắt tộc trưởng cuồng sa tộc trợn trừng như ốc bươu, tràn đầy giật mình, tức giận rít gào. Quy vương, ngay cả ngươi cũng phản bội vương tộc sao? Lúc trước tộc trưởng Hồng Giải tộc có nói nhưng tộc trưởng cuồng sa tộc không tin, giờ cảm nhận lực lượng kia thì dần tin. Trong mắt tộc trưởng cuồng sa tộc tràn đầy bi phẫn và đau thương. Ầm 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 ầm. Bên trên vòng xoáy, một ảo ảnh to lớn đáp xuống biển cả, vòng xoáy vỡ ra. Rào rào. Nước biển ngập trời bắn lên trời cao, xác nhiều chiến sĩ cuồng sa tộc lềnh bềnh trong nước biển, máu tươi nhuộm đỏ khu vực biển. Tầng cạn đại dương có một con rùa biển to như hòn đảo ngủ đông. Tộc trưởng Hồng Giải tộc cười như điên, chòm râu run run, hưng phấn run rẩy. Ha ha ha, là Quy Vương, chúng ta sắp thắng rồi. Các chiến sĩ Hồng Giải khác hò reo thừa dịp lao qua, biến thành mấy mũi tên nước. Nhiều chiến sĩ cuồng sa tộc bị thương, khoảng 10 chiến sĩ Hồng Giải chém nát bọn họ ra. Tộc trưởng cuồng sa tộc hét to một tiếng. Lao ra mặt biển. Rào rào, rào rào. Còn lại khoảng 10 chiến sĩ cuồng sa cùng tộc trưởng cuồng sa tộc lao ra mặt biển, bay lên cao. Rào rào, rào rào. Mảng lớn nước biển bắn tung. Hàng trăm, ngàn chiến sĩ Hồng Giải lao ra theo bao vây hơn 10 người lại. Ha ha ha, cuối cùng phần thắng là của chúng ta. Tộc trưởng Hồng Giải tộc hăng hái phấn chấn kiêu ngạo nói. Cuồng sa, quỳ xuống dập đầu trước bản tộc trưởng mấy cái sẽ tha mạng cho ngươi. Tộc trưởng cuồng sa tộc khinh miệt liếc tộc trưởng Hồng Giải tộc, không thèm để vào mắt. Tộc trưởng Hồng Giải tộc lửa giận ngút trời kêu to. Chết tiệt, giết, giết bọn họ, không chừa một tên. Rất nhiều chiến sĩ Hồng Giải cuồng lao qua, sát khí ngút trời. Hơn 10 vị chiến sĩ cuồng sa tộc vẻ mặt bi ai nhưng đều thấy chết không sờn, mấy tiếng gầm kinh thiên động địa giết hướng đám chiến sĩ Hồng Giải. Trong phút chốc chiến sĩ cuồng sa tộc chiếm ưu thế. Chợt trong biển vọng ra thanh âm gài nua chất chứa tràn đầy bi ai khẽ thở dài. Cuồng sa, cần gì như vậy? Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, chỉ cần ngươi từ bỏ chống cự thì cuồng sa tộc còn tiếp tục kéo dài. Hừ! Tộc trưởng cuồng sa tộc nhìn vỏ rùa to lớn như đảo dưới mặt nước. Cười khẩy nói. Xin lỗi, bổn tọa chỉ có nhiệt huyết, thiếu tính khúm núm nịnh bợ, chưa bao giờ biết cái gì gọi là biết điều. Quy vương thở dài nói. Ngươi cứ cố chấp như vậy sẽ hại toàn tộc chôn cùng ngươi. Tộc trưởng cuồng sa tộc lạnh lùng cười. Chết đứng còn tốt hơn ngươi quỳ dưới chân đám cua binh mà bổn tọa chưa từng để vào mắt. Ta phi, tưởng tượng rùa già vạn năm nhà ngươi quỳ liếm bọn họ khiến ta buồn nôn. Quy vương im lặng một lúc mở miệng nói. Ngươi nghĩ những Hồng Giải này có thể mời ta được sao? Khiến ta phản bội vương tộc. Tộc trưởng cuồng sa tộc giật mình kêu lên. Vậy là ai? Ai ở sau màn? Quy vương chậm rãi nói. Ta cũng không biết ai đứng sau màn, nhưng người khiến ta phản bội có lực lượng làm ta sợ hãi, là siêu cường giả hải tộc. Trong giọng nói quy vương chất chứa kinh sợ, run run bảo. Ngươi còn nhớ tộc cua có một vị lão tổ không? Tộc trưởng cuồng sa tộc nhớ ra, kinh kêu. Siêu cường giả Hạc Giải lão tổ được gọi là thần thú đại nhân. Hơn 10 người tộc cuồng sa tộc run lẩy bẩy. Bọn họ có nghe tiếng Hạc Giải lão tổ, giết người như ngóe, phật lòng một chút là sẽ khiến người ta en biến ngay. Nghe đồn ngay cả tứ hải vương tộc cũng không đánh lại Hạc Giải lão tổ. Nghe nói Hạc Giải lão tổ sớm bước qua tận cùng vũ đạo, đi vào lĩnh vực càng cao. Quy vương lần này gật đầu nói. Nếu ngươi cũng biết người này vậy thì nên chịu thua đi. Bây giờ đầu hàng có thể giữ được truyền thừa cuồng sa tộc. Muộn rồi. Tộc trưởng Hồng Giải tộc hét to. Dù hiện tại quỳ ở trước mặt ta cầu ta thì ta cũng sẽ giết cuồng sa tộc triệt để. Hắn đã bỏ qua cơ hội ta đưa cho, giờ có van nài cỡ nào cũng vô dụng. Trong mắt tộc trưởng Hồng Giải tộc tràn đầy khoái cảm trả thù. Hư không truyền ra thanh âm lạnh nhạt nói. Ha ha ha, nói hay lắm không uổng là đám tử tô nào ta. Thanh âm truyền vào tai mỗi người, khiến mọi người lòng run rẩy, người dựng đứng lông tơ. Tộc trưởng Hồng Giải tộc hét sầm lên.
À, là lão tổ. Vẻ mặt tộc trưởng Hồng Giải tộc mừng như điên, kích động quỳ xuống hét to. Kính chào lão tổ. Toàn bộ chiến sĩ Hồng Giải hét to, thi nhau quỳ xuống. Chỉ còn sót 7 chiến sĩ cuồng sa tộc, vẻ mặt thê thảm, chết lặng đứng yên. Hư không lóe ánh sáng, một lão nhân khô gầy mặc trường bào áo gấm xuất hiện trên mặt biển, trong mắt giống như con cua này, người tỏa ánh sáng màu nâu, còn lại không khác gì nhân tộc. Lão nhân đảo trong mắt, nhếch mép cười nanh chanh. Có vài con cá mập bình thường cũng dám chống đối lão phu, bao năm không đi tứ hải, đã quên tồn tại của lão phu. Tộc trưởng Hồng Giải tộc vội vàng quỳ lại nói. Xin lão tổ bớt giận, toàn là thứ không có mắt, tiểu nhân sai người xử lý ngay. Hạc Giải lão tổ phất tay nói. Giết hết, ta muốn xem các ngươi dùng kiềm xé từng miếng thịt của chúng xuống. Tộc trưởng Hồng Giải tộc hưng phấn kêu lên. Tuân lệnh, tộc trưởng Hồng Giải tộc cao giọng quát. Bọn tiểu nhân hãy xé mấy đứa không biết trời cao đất rộng này ra, cho lão tổ xem thực lực của chúng ta. Tuân lệnh. Bốn phía tụ tập hơn mấy trăm chiến sĩ Hồng Giải tộc mắt lóe tia sáng hung ác, cái càng trong tay kêu lách cách. Một thanh âm cực kỳ không hài hòa lạnh nhạt vang lên trong đám đông. Ồn chết đi được, bọn họ đang làm gì? Mọi người giật bắn nhìn hướng phát ra thanh âm. Trên lưng quy vương to như hòn đảo từ khi nào có hơn 10 người đứng. Tim Hạc Giải lão tổ đập nhanh, hơn 10 người này xuất hiện từ khi nào, tu vi như Hạc Giải lão tổ nhưng không phát hiện ra, hơn nữa toàn là nhân loại. Hạc Giải lão tổ tập trung nhìn kỹ, trừ 3, 4 người ra những người khác hoàn toàn không thể nhìn thấu tu vi. Hạc Giải lão tổ giật mình thầm nghĩ, chẳng lẽ toàn là cường giả đăng phong tạo cực. Hạc Giải lão tổ lắc đầu nguầy nguậy ném phỏng đoán này ra sau đầu. Nhiều cường giả đăng phong tạo cực thế này không thể xảy ra được. Hạc Giải lão tổ thầm nghĩ. Chắc những người này có báu vật che giấu thực lực. Hạc Giải lão tổ tin như thế, dễ dàng thả xuống tảng đá trong lòng. Tộc trưởng Hồng Giải tộc quát. Các ngươi là ai? Tộc trưởng Hồng Giải tộc chỉ tay vào hơn 10 người đứng trên lưng rùa, sát khí ngút trời. Hơn 10 người đó là nhóm Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu chắp tay nói. Mạo muội quấy rầy các vị, ta muốn hỏi là chỗ này chẳng phải là lãnh địa của vương tộc Nam Hải sao? Tại sao không thấy người của vương tộc? Thần thức của Lý Vân Tiêu phủ lên phạm vi trăm dặm, một đường đi tới không hề cảm nhận hơi thở hậu duệ của rồng. Ánh mắt Hạc Giải lão tổ âm trầm quét qua hơn 10 người. Vương tộc, các ngươi tìm làm gì? Hạc Giải lão tổ lạnh lùng nói. Tứ Hải luôn không qua lại với nhân loại, các vị tốt nhất đừng xen vào chuyện của chúng ta. Lý Vân Tiêu nhìn Hạc Giải lão tổ, lòng thầm giật mình. Con cua già này có tu vi đỉnh quy chân thần cảnh, cách trường thiên chỉ một bước. Xem tuổi tác, tư chất của con cua già thì đời này kẹt dưới trường thiên là cái chắc. Cường giả thế này rất hiếm hoi trong tứ hải, nhưng đây chỉ là lực lượng mặt ngoài của tứ hải. Có rất nhiều siêu hải tộc tồn tại, ngay cả vương tộc tứ hải, thậm chí hải hoàng điện cũng không dám dễ dàng mà phật lòng. Con cua già này chắc cũng nằm trong số đó. Trong phút chốc Lý Vân Tiêu tìm hiểu 8, 9 phần 10 tình hình. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói. Chúng ta không định nhúng tay vào việc của các vị, chỉ muốn hỏi đường. Nam Hải Chi Vương Khâm Minh Đại Nhân ở đâu? Hạc Giải lão tổ cảnh giác hỏi. Các ngươi là ai, tìm Khâm Minh làm gì? Lý Vân Tiêu cười nói. Chúng ta không xen vào việc của các vị, mong rằng các vị cũng mặc kệ chuyện của chúng ta, trực tiếp chỉ đường là được. Sắc mặt Hạc Giải lão tổ cực kỳ âm trầm, lòng thầm do dự. Hạc Giải lão tổ đã xác định mấy người này có bảo bối che giấu thực lực nhưng 3, 4 người bị nhìn thấu tu vi cũng cực kỳ lợi hại, chưa chắc lão đánh lại. Nếu không Hạc Giải lão tổ đã chẳng nói nhảm nhiều như vậy, sớm ra tay giết người. Tộc trưởng cuồng sa tộc mở miệng hỏi. Mấy vị là bằng hữu của vương thượng. Mắt tộc trưởng cuồng sa tộc có tia lửa. Lý Vân Tiêu chưa trả lời Thủy Tiên chợt la lên. Các ngươi là người của cuồng sa tộc. Tộc trưởng cuồng sa tộc ngẩn ra, chắp tay nói. Tại hạ chính là tộc trưởng cuồng sa tộc, không biết vị cô nương này là. Tộc trưởng cuồng sa tộc cảm giác được khí chất Thủy Tiên bất phàm, không phải hạng tầm thường. Nếu những người này là bằng hữu của vương tộc thì có lẽ hôm nay có thể lật ngược lá cờ, nên trong mắt chất chứa nôn nóng tha thiết. Hóa Tu lạnh lùng nói. Ngươi chỉ là ộc phụ thuộc dưới tay Khâm Minh. Cũng xứng hỏi lai lịch của sư muội ta. Tộc trưởng cuồng sa tộc bị hỏi á khẩu,
tuy thầm giận nhưng ráng nhịn, chắp tay nói. Là tại hạ lỗ mãng. Hóa Tu nói. Các ngươi là phụ thuộc và hộ vệ của vương tộc nhưng bây giờ chật vật như vậy, chẳng lẽ Nam Hải vương tộc xảy ra chuyện? Tộc trưởng Cuồng Sa tộc không đắn đo nhiều nữa, vội trả lời. Đúng là vương tộc có chút biến cố, những người này muốn thừa dịp cướp ngôi. Nếu các vị là bằng hữu của vương tộc thì xin. Hạc Giải lão tổ quát to. Im ngay. Hạc Giải lão tổ ra lệnh. Nhanh chóng giết mấy thứ ngu đần vướng víu này. Tuân lệnh. Tộc trưởng Hồng Giải tộc nó nhanh. Chúng tiểu nhân, giết. Răng rắc, răng rắc. Mấy trăm chiến sĩ Hồng Giải tộc giơ càng lên lao qua. Thủy Tiên Kinh kêu. Nguy rồi, những con cua nhỏ này định giết Cuồng Sa, chúng ta có nên cứu họ không? Thủy Tiên nhìn Lý Vân Tiêu, nàng muốn cứu nhưng lúc trước Lý Vân Tiêu có hứa với Hạc Giải lão tổ là không lo chuyện bao đồng. Thủy Tiên sợ Lý Vân Tiêu không vui. Lý Vân Tiêu nhẹ gật đầu. Thủy Tiên mừng rỡ ra lệnh. Hóa Tu, cứu người. Hóa Tu lắc người xuất hiện trước mặt mấy chiến sĩ Cuồng Sa tộc, cười gằn. Lòng Hạc Giải lão tổ chìm xuống, hét to. Nguy rồi, cẩn thận. Nhưng đã muộn, hai tay Hóa Tu khép trước mặt, ngọn lửa bốc lên, hóa nhẫn chém bốn phía. Liệt hỏa đao. Phần phật. Một mảnh lửa sắc bén quét không gian, các tiếng hét thảm vang lên. Những chiến sĩ Hồng Giải tộc thoáng chốc bị tổn thương hơn phân nửa, tất cả đều đốt thành cho tàn. Tộc trưởng Cuồng Sa tộc ngây người một lúc rồi mừng như điên. Tộc trưởng Cuồng Sa tộc đoán đám người này không đơn giản nhưng không ngờ bọn họ mạnh đến vậy, một chiêu đã tiêu diệt nửa tộc. Tộc trưởng Hồng Giải tộc Hóa Đá đứng ngây như phỗng, đầu óc không xoay chuyển được. Hạc Giải lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng. Tiểu tử, càn rỡ. Hai chân Hạc Giải lão tổ đạp một cái. Mặt nước bắn tung. Hạc Giải lão tổ như mũi tên bắn ra, lòng bàn tay lóe lên ánh sáng đỏ biến thành ảo ảnh cái kiềm to lưỡn chém xuống. Hóa Tu giật nảy mình, không dám khinh thường. Thân hình Hóa Tu dần thay đổi lộ ra đuôi dài như lưỡi dao to bay múa trên cao chém ra. Bùm! Tia lửa bắn tung tóe, cái đuôi dài ứa máu, nhiều vảy bị chém rơi rụng. Hóa Tu ăn đau hét thảm thụt lùi ra sau. Thủy Tiên lầu bầu, phế vật. Rốt cuộc vẫn là phế vật. Còn nói bản thân đã vào thần cảnh, lợi hại thế nào, vậy mà không đỡ nổi một chiêu của con cua già. Lý Vân Tiêu không biết nên nói cái gì, giải thích rằng. Hóa Tu chỉ mới bước vào quy chân, con cua già này ở đỉnh quy chân rất lâu, cường giả trưởng thiên cảnh bình thường không làm gì được. Thủy Tiên cười tâu kéo tay Lý Vân Tiêu, tựa đầu vào hạnh phúc nói. Vân Tiêu ca ca lợi hại nhất. Một chiêu là sẽ tóm được con cua già đó ngay. Đoan Mộc Hữu Ngọc khẽ thở dài. Trong tứ hải ngọa hổ tàng long, chưa từng nghe qua Hạc Giải này, không ngờ có thực lực như vậy. Trước kia chúng ta thật là ếch ngồi đáy giếng. Lý Vân Tiêu gật gù, kiếp trước khi hắn kẹt ở Đăng Phong tạo cực thì thực lực ngang ngửa con cua già kia. Lý Vân Tiêu nhìn vài lần, mở miệng nói. Đừng lãng phí thời gian, ai chịu ra tay. Liêu Tinh Uyên nói. Để ta cho. Liêu Tinh Uyên chậm rãi tiến lên một bước đã xúc địa thành thốn, trực tiếp xuất hiện bên cạnh Hạc Giải lão tổ vỗ ra một trường. Hạc Giải lão tổ đang truy sát Hóa Tu chợt lỗ chân lông toàn thân dựng đứng, lạnh lẽo chết chóc lan tràn tong lòng. Một trường kia như trời sụp đất nứt, cả khung trời đổ sập xuống. Hạc Giải lão tổ kinh khủng mà tuyệt vọng hét to. Rốt cuộc các ngươi là ai? Tại sao muốn giết ta? Giờ Hạc Giải lão tổ mới biết đám người không hề mang theo báu vật che giấu tu vi mà lão thật sự không thể nhìn thấu bọn họ. Liêu Tinh Uyên lạnh nhạt nói. Ta từng tiếp xúc tộc Hạc Giải, ghét ai liền xóa sổ, làm người ta chán ghét. Trưởng giáng xuống, ầm vang đánh tan phòng ngự của Hạc Giải lão tổ, đập vỡ vỏ cua. Hạc Giải lão tổ hộc máu bay ra ngoài. Toàn bộ người hải tộc ngây ra, Cuồng Sa tộc hay Hồng Giải tộc, hoặc Quy Vương đều hóa đá. Thời gian chậm rãi trôi rồi lại như đã đóng băng. Lý Vân Tiêu nhìn tộc trưởng Cuồng Sa tộc, hỏi. Sao không thấy vương tộc, Nam Hải xảy ra chuyện gì? Hãy nói hết cho chúng ta. Ực. Qua một lúc tộc trưởng Cuồng Sa tộc mới tỉnh hồn, vỗ cái đầu to của mình, ăn đau rồi xác nhận không phải thấy ảo giác. Tộc trưởng Cuồng Sa tộc thế mới biết mình gặp phải cường giả khủng bố. Tộc trưởng Cuồng Sa tộc lần này báo cáo tin tức mình biết. Không chỉ là vương tộc Nam Hải mà là vương tộc Tứ Hải đều biến mất.
nghe nói nhận được mệnh lệnh Hải Hoàng Điện khiến bốn vương tộc rời khỏi chỗ trú thoái ẩn sâu trong biển, từ nay không hỏi chuyện đại dương. Mọi người sửng sốt. Bốn vương tộc thoái ẩn. Lý Vân Tiêu giật nảy mình, nếu không xảy ra chuyện lớn thì tuyệt đối không có hành động như vậy. Rốt cuộc có chuyện gì? Tộc trưởng Cuồng Sa tộc lắc đầu nói. Chúng ta cũng không biết nội tình, lúc vương tộc rút đi để lại chúng ta trấn thủ nơi đây, chỉ bảo có lẽ sẽ còn quay về. Lý Vân Tiêu mắng. Xem ra Khâm Minh chẳng phải thứ tốt lành gì, tự mình dắt người nhà chạy trốn để lại thuộc hạ trung thành tử thủ. Tộc trưởng Cuồng Sa tộc sắc mặt khó coi, chắp tay nói. Xin đại nhân đừng nói bậy, đây là bổn phận của chúng ta. Ha ha! Lý Vân Tiêu cười nhạt mấy tiếng. Ai có chí nấy, nếu các ngươi đã cam tâm tình nguyện vậy ta cũng không nói cái gì. Giờ ta muốn thông qua vương tộc vào Hải Hoàng Điện, có cách gì không? Tộc trưởng Cuồng Sa tộc giật mình kêu lên. Vào Hải Hoàng Điện, các ngươi định là gì? Tộc trưởng Cuồng Sa tộc cảnh giác nhìn đoàn người chằm chằm, bản năng đề phòng. Hóa Tu hừ lạnh một tiếng. Ta là đệ tử dưới tay Hải Hoàng Đại Nhân, vào Hải Hoàng Điện là bình thường. Hóa Tu ném ra lệnh bài. Tộc trưởng Cuồng Sa tộc tra xét xác định lệnh bài không giả, bối rối hai tay dâng lệnh bài. Tộc trưởng Cuồng Sa tộc bái kiến. Thì ra là Hải Hoàng Điện Đại Nhân, kính chào Đại Nhân. Hóa Tu cất lệnh bài. Không cần đa lễ, nói cho chúng ta biết làm sao vào Hải Chi Xâm Lâm là được. Tộc trưởng Cuồng Sa tộc khó xử nói. Đường bí mật đi thông Hải Chi Xâm Lâm chỉ có vương tộc nắm giữ, ta cũng không biết. Hóa Tu nhíu mày hỏi. Vậy làm sao tìm được vương tộc, nhóm Khâm Minh rời đi, chắc không đến mức không để lại cách liên lạc đi. Tộc trưởng Cuồng Sa tộc lắc đầu nói. Chỉ có vương tộc liên lạc chúng ta không thể liên lạc với vương tộc. Lý Vân Tiêu không biết nên nói cái gì, thật là đám đầu khổ tử chung. Lý Vân Tiêu nhếch mép cười nhạt. Còn muốn trốn. Lý Vân Tiêu giơ tay thò vào biển, Hạc Giải lão tổ bị Liêu Tinh Uyên một chưởng đánh bay bỗng phá nước chui ra. Hạc Giải lão tổ té trên vỏ rùa, rất là chật vật. Lý Vân Tiêu nói. Nào nào. Ngươi nói xem làm sao đi Hải Chi Xâm Lâm. Nếu ngươi không biết sẽ đánh nát đầu của ngươi siêu ngươi hồn phách. Hạc Giải lão tổ run cầm cập, sợ hết hồn. Hạc Giải lão tổ cuống cuồng xin tha. Đại nhân, ta thật sự không biết. Dầm. Lý Vân Tiêu không hề khách sáo, lười nói nhảm với Hạc Giải lão tổ, một trường đập nát thiên linh cái, thần thức điên cuồng tràn vào tìm tòi ký ức. Quy Vương, tộc trưởng Cuồng Sa tộc sợ ngây người. Đặc biệt tộc trưởng Hồng Giải tộc đứng ở phía xa sợ đến khóc sướt mướt, chân mềm như bún không chạy nổi. Trong mắt bọn họ như thần linh lại là con kiến trong tay đám người này, tùy ý xoa nắn, muốn giết liền giết. Một lúc sau Lý Vân Tiêu từ từ rút tại hạ về, sắc mặt trầm trọng. Đầu Hạc Giải lão tổ lại nổ cái bùm, nửa người nát, thịt vụn rơi đầy đất. Thủy Tiên hỏi ngay. Vân Tiêu ca ca, sao rồi? Lý Vân Tiêu trầm giọng nói. E rằng rắc rối, có một lực lượng muốn đảo điên tứ hải, liên hợp nhiều siêu hải tộc. Hạc Giải này chỉ nằm trong số đó, nhiều siêu hải tộc ẩn cư đều bị mời đi. Cố Thanh Thanh kinh kêu. Người nào mà có lực lượng lớn như vậy, trong tứ hải điều động được những siêu hải tộc, dù là hải hoàng chưa chắc làm được. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Không biết, nhưng người liên lạc với Hạc Giải là một nam nhân tên Tù. Trong tứ hải có cường giả nào danh hiệu này không? Thủy Tiên, Hóa Tu, tộc trưởng Cuồng Sa tộc trầm ngâm, lắc đầu. Hóa Tu nói, trong biển sâu có nhiều siêu hải tộc, có lẽ mấy vạn năm chưa từng lộ mặt, chúng ta chưa nghe qua cũng không kỳ lạ. Cố Thanh Thanh nói, yếu là loại hải tộc tiềm ẩn mấy chục vạn năm, không lộ mặt trong cuộc chiến phong ma vậy tại sao ra ngay lúc này? Biểu tình Lý Vân Tiêu nghiêm túc nói, có lẽ sự việc tệ hại hơn chúng ta nghĩ, nhưng bây giờ đành đi một bước tính một bước. Mọi người hãy nâng cao cảnh giác, việc gấp bây giờ là sớm vào Hải Chi Xâm Lâm, chỉ có thể đi từ con đường khác. Thủy Tiên lẩm bẩm, sớm biết thế này đã không đến Nam Hải, vốn vì tiết kiệm thời gian ai ngờ gây thêm rắc rối, không biết khi nào mới được gặp phụ thân. Lý Vân Tiêu thở dài. Đi đi, đang trong buổi rối loạn, cái gì đều kéo tới một hơi. Tứ Hải không thể chờ qua ma kiếp rồi mới ra sao. Giống như đã bàn với nhau trước vậy. Đoàn người bay lên cao sắp hóa thành độn quang bay đi. Hóa Tu nhìn xuống dưới.
Hóa Tu lạnh lùng nói với con rùa biển to. Thứ này phản bội vương tộc cũng xem như phản bội Hải Hoàng Điện chúng ta, giữ lại có ích gì. Đợi ta giết rồi hãy đi. Hóa Tu hóa thành ánh lửa giáng xuống, hồng nhẫn to lớn như bán nguyệt chém xuống. Nước biển rào rào tách ra, người Quy Vương run bần bật. Quy Vương kinh hoàng hét to. Đừng giết ta, ta biết lối vào Hải Chi xâm lâm. Rào rào. Nhát chém lệch đi chém vào biển cả phía xa, chém hải vực thành hai nửa, thật nhiều nước biển bốc hơi. Quy Vương rúc đầu vào vỏ lơ lửng tại chỗ, không dám nhúc nhích. Đám người Lý Vân Tiêu lại đáp xuống lưng Quy Vương, lạnh lùng nhìn nó. Tộc trưởng Cuồng Sa tộc nhíu mày nói. Chỉ vương tộc nắm giữ đường vào, sao ngươi biết được? Nếu lừa gạt mấy vị đại nhân thì kết cuộc càng thảm hơn. Quy Vương cẩn thận ló đầu ra, cầu xin nói. Ta thật sự biết, các ngươi đừng giết ta. Ta sống 6 vạn năm, hầu hạ 21 đời vương tộc, biết nhiều hơn người bình thường một chút cũng bình thường. 6 vạn năm, ngươi đúng là rùa già vạn năm. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Vừa rồi chúng ta bàn về lối vào, người giả chết không nghe thấy đúng không? Bây giờ sắp chết mới chịu hé răng. Quy Vương cay đắng nói. Ta sống lâu trừ đặc tính quy tộc ra còn vì ta không thích nói chuyện. Mọi người sửng sốt, cảm thấy rùa già này nói rất có lý. Có thể ăn bậy nhưng không thể nói lung tung, bao nhiêu người thiên vũ giới mất mạng vì nói lung tung. Tuy chưa có người thống kê bao giờ nhưng ước chừng có hơn phân nửa người chết vì thế. Lý Vân Tiêu bực bội phất tay nói. Vậy nói mau đi, không thì con hạc giải vừa rồi chính là kết cuộc của ngươi. Quy Vương thầm run, xác hạc giải lão tổ còn ở trên vỏ rùa, Quy Vương đâu dám nói bậy. Vội kể lại rõ ràng lối vào đường hầm mà nó biết. Thủy Tiên vỗ tay nói. Không sai, chắc là chỗ đó rồi. Thủy Tiên hung tợn nói. Đại Hải Quy không thành thật, nếu đã khai xong rồi giữ lại cũng vô dụng, chúng ta giết nó đi. Vẻ mặt Hóa Tu ngạc nhiên cười khổ nhìn Thủy Tiên, lại ngó Lý Vân Tiêu như đang nói Thủy Tiên bị ngươi làm hỏng. Quy Vương sợ hãi khóc ròng, khóc sướt mướt. Đừng đừng, đừng giết ta. Làm người phải giữ chữ tín. Lý Vân Tiêu giẫm chân chấn vỡ mảng lớn vỏ rùa, mắng. Ta có nói tha mạng cho ngươi bao giờ. Cút xéo đi, con rùa gài như ngươi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa. Lý Vân Tiêu lười giết con rùa già này. Quy Vương như được đại xá, cảm động đến rơi nước mắt, chậm rãi chìm xuống biển. Cố Thanh Thanh, 13. Khoan, ngươi đã sống lâu như vậy thì có từng nghe qua, tù, không? Quy Vương khựng lại, vẻ mặt khó hiểu lắc đầu nói. Bẩm các vị đại nhân, tiểu nhân không nghe qua. Cố Thanh Thanh phất tay nói. Tốt rồi, không có việc gì, cút đi. Mấy người xác định phương hướng rồi hóa thành hơn 10 luồng sáng bay đi. Quy Vương nhìn mấy người đi mất, vẻ mặt nghi hoặc dần hòa tan, đáy mắt mờ mịt đọng lại kinh hoàng tột độ. Thân hình to lớn run lẩy bẩy trong nước biển, Quy Vương chưa từng có cảm giác sợ hãi như vậy. Dù là lúc Hóa Tu chém đao xuống, nó gần như đối mặt cái chết. Quy Vương hé môi, cổ họng khô khốc không phát ra tiếng, nghe kỹ thì là mấy chữ tù, run run. Vài canh giờ sau, dựa theo tọa độ Quy Vương cung cấp mọi người đến bên trên một mảnh hải vực. Lý Vân Tiêu dùng thần thức tra xét, nói. Chắc nằm ở bên dưới. Đại dương không biên giới, nếu không có tọa độ, kim chỉ nam hay thần thức siêu mạnh thì dù là tồn tại mạnh đến đâu cũng khó tìm được. Đoàn người lặn xuống đáy biển, dương mắt nhìn toàn là hải vực bình thường, không có bất cứ dấu vết gì. Nhưng Lý Vân Tiêu vui vẻ nói. Là chỗ này. Nguyệt đồng của Lý Vân Tiêu nhìn chăm chú bên này có bài bố huyễn thuật. Đồng quang chuyển động, tinh thần lực minh mông quét qua, nước biển xung quanh dao động, cảnh tượng hoàn toàn thay đổi. Một trận pháp to lớn xuất hiện ở đáy biển, bị đát bùn che giấu. Là đây. Thủy Tiên reo lên. Trước kia ta từng dùng trận pháp này. Đám người Lý Vân Tiêu tiến lên cẩn thận kiểm tra, không bị hư hao gì. Mọi người yên tâm sử dụng. Rất nhanh họ đặt các loại nguyên tinh vào trong, ánh sáng mênh mông khuếch tán dưới biển. Lực lượng khủng bố thổi quét vài dặm hải vực biến thành vòng xoáy lớn. Nhưng động tĩnh này đối với toàn Nam Hải thì chẳng đáng gì. Hơn 10 người bị một lua gòn sáng bao lấy chớp mắt hút vào đường hầm đi hướng Hải Chi xâm lâm. Một lúc sau Lý Vân Tiêu chợt biến sắc mặt nhìn nằm chằm không gian đen ngòm trước mặt như khuôn mặt quỷ dữ tợn. Cố Thanh Thanh kinh kêu. Đường hầm có khác lạ.
Lý Vân Tiêu gật gù thu về thần thức. Hên là không phải thủ đoạn mạnh gì, chỉ dùng lực lượng cưỡng ép chặn kín đường hầm. Miễn có lực lượng càng mạnh hơn phá vỡ nó là xong. Liêu Tinh Thần nói. Nếu vậy thì vì để phòng ngừa mọi người hãy cùng nhau đánh nát chướng ngại vật đó. Lý Vân Tiêu nói. Phong đổ rất kín, nhưng chỉ tương đối. Giữa trán Lý Vân Tiêu mấp mấy. Một mình ta đủ rồi. Tay Lý Vân Tiêu ra kiếm thương chảm hồng, kiếm lực minh mông chậm rãi ngưng tụ. Giờ phút này một chỗ hải chi xâm lâm đầu kia đường hầm. Hai nam nhân khuôn mặt quái dị đứng lơ lửng nhìn chằm chằm kết giới mới bày xong, một người thở phào nhẹ nhõm. Người đó nhoẻn miệng cười nói. Vậy là chắc ăn, dù là cường giả đăng phong tạo cực cũng đừng mơ ra từ đường này. Người kia gật đầu nói. Chúng ta đi đi, còn hai con đường khác chờ phong ấn. Người lúc trước nói. Gấp cái gì, phong ấn những lối vào hao phí quá nhiều công sức của chúng ta, tạm nghỉ ngơi một lúc đi. Người kia biến sắc mặt lạnh lùng nói. Chỉ còn 7 ngày, phải ép hòng ấn toàn bộ đường hầm, đây là mệnh lệnh chết, nếu xảy ra vấn đề thì không ai gánh nổi. Người lúc đầu nói chuyện chửi tục. Mỡ nó, chỉ còn 7 ngày, rõ là muốn mạng của chúng ta. Người đó sắc mặt âm trầm hầm hừ. Dù bây giờ chạy đi bài bố thì khó hoàn thành trong vòng 7 ngày. Người kia lạnh lùng nói. Dù chết cũng phải xong, nếu không sẽ chết thật, đi đi. Đừng nhây ở đây nữa. Hai người nuốt chút thiên tài địa bảo, điều chỉnh tâm tình, chuẩn bị xuất phát. Chợt hai người đứng lặng liếc nhau, quay đầu xem cấm chế mới bày xong. Một người nói. Ta cứ thấy hình như trong đường hầm có. Còn chưa có nói xong một luồng sáng to lớn chói mắt đâm thủng cấm chế, chém nát người đó. Kiếm khí chém rách hư không bắn vào hải chi xâm lâm, mảng lớn cây cối nháy mắt hóa thành hư vô. Nhưng bởi vì cấm chế ngăn trở nên kiếm khí không gây nhiều chấn động. Nam nhân bày cấm chế sợ hãi run bần bật, hét inh ỏi bay lên trời. Nhưng nam nhân mới rời khỏi mặt đất đã bị luồng sáng vàng chém nát bấy. Hóa tu giật mình nhìn Thủy Tiên. A, nàng giết hắn. Mặt Thủy Tiên lạnh băng hỏi lại. Dám phong ấn đường hầm chẳng lẽ không nên chết sao? Hóa tu cười khổ lắc đầu. Lý Vân Tiêu thở dài. Không phải không nên chết mà là hắn có thể cung cấp nhiều tình báo, nên siêu hồn trước rồi hãy giết. Thủy Tiên ngây ra, mở miệng nói. Dù sao chúng ta đã trở lại, tình huống gì thì rất nhanh sẽ biết. Lý Vân Tiêu khẽ ừ, không nói nhiều nữa, vì nói chuyện với Thủy Tiên rất mệt não. Mau đi theo ta. Thủy Tiên trở về Hải Chi Xâm Lâm thì âm tình siêu tốt, nhảy hót nói. Hải Chi Xâm Lâm bên này nếu không có người dẫn đường sẽ không ra ngoài được. Đi theo ta. Thủy Tiên rất là kiêu ngạo biến thành độn quang lao đi trước dẫn đường, đám người Lý Vân Tiêu theo sau. Nhưng mới bay giây lát Thủy Tiên hét chói tai gần như rớt từ trên trời xuống. Chính giữa rừng rậm không giới hạn nằm một cái xác quái thú to lớn. Lý Vân Tiêu sắc mặt âm trầm, hắn biết con quái thú đó là cự thú đáy biển trước kia Thủy Tiên hay triệu hoán. Thủy Tiên nhào lên người quái thú gào khóc, nước mắt chảy ròng ròng. Đậu đậu. Đậu đậu chết rồi, hu hu hu. Thần thức của Lý Vân Tiêu khuếch tán bốn phía, trong lòng tràn đầy chấn kinh, không chỉ đậu đậu trước mắt chết, trong phạm vi trăm dặm nằm hơn 30 cái xác cự thú biển sâu. Hơn nữa Lý Vân Tiêu cẩn thận quan sát thì phát hiện bên cạnh xác chết không có dấu vết phá hoại lớn gì, có thể thấy đám cự thú biển sâu này gần như bị diệt trong tích tắc. Cố Thanh Thanh kiểm tra sơ xác đậu đậu, phun ra hai chữ. Chết ngay lập tức. Với tu vi hiện tại của bọn họ cũng có thể làm được như vậy, nhưng trong tứ hải, những cường giả đã nổi tiếng rất ít người làm được. Lý Vân Tiêu kéo Thủy Tiên dậy. Đi Hải Hoàng Điện trước, hy vọng Hải Hoàng đại nhân bình an. Thủy Tiên bi thương đứng dậy, khóc lóc nói. Đậu đậu hãy nằm ở đây trước, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Lý Vân Tiêu thầm thở dài, mắt phải nguyệt đồng phát ra ánh sáng nhạt. Trong phạm vi bày ra huyễn thuật đơn giản không để Thủy Tiên thấy xác các cự thú đáy biển khác, nếu không chẳng biết nàng sẽ khóc cỡ nào. Thủy Tiên lo lắng cho phụ thân của mình, nàng biến thành ánh sáng vàng bay nhanh hướng Hải Hoàng Điện. Đám người Cố Thanh Thanh biểu tình cực kỳ trầm trọng, huyễn thuật của Lý Vân Tiêu không thể chặn lại thần thức của họ. Dọc đường đi thấy Nguyên Hải Chi Xâm Lâm cơ hồ thành mồ, trừ cự thú đáy biển ra các loại động vật biển lúc trước sinh hoạt cũng chết sạch. Bay một lúc thì Hải Hoàng Điện đã đến trước mắt, trước cung điện nguy nga, trên quảng trường lớn,
liếc mắt nhìn trừ trống trải ra nhiều hơn nữa là mấy phần máu đỏ. Hàng trăm, ngàn xác chết nằm la liệt dưới đất, khắp nơi là máu. Có đã khô, có còn mới. Thủy Tiên lo lắng kêu to một tiếng. Phụ thân, Thủy Tiên lao ngay xuống. Rầm, Thủy Tiên đập vào kết giới bị chấn choáng váng mặt mày suýt té từ trên cao xuống. Lý Vân Tiêu ôm Thủy Tiên, an ủi. Đừng lo lắng, kết giới chứng minh Hải Hoàng Đại Nhân còn bình yên. Thủy Tiên ôm cục u trên đầu, nước mắt chảy ròng ròng hét to. Phụ thân, mau mở kết giới, nữ nhi đã trở lại. Thủy Tiên gọi mấy tiếng trong cung điện có chút phản ứng, một người toàn thân mặc giáp vàng xuất hiện trước đại điện, là Tổ Á. Con người Tổ Á có rút đánh ra vài ấn quyết thoáng chốc biến thành trăm ấn phủ bay vào không trung. Kết giới cấm chế lung lay, rất nhanh biến mất. Đám người Lý Vân Tiêu bay vào ngay, Tổ Á lại mở ra kết giới. Thủy Tiên vọt lên trước túm lấy Tổ Á, bộ dạng hùng hổ. Phụ thân của ta đâu? Biểu tình Tổ Á nghiêm nghị nói. Hải Hoàng Đại Nhân ở trong điện, không sao. Tại sao các người trở lại vào lúc này? Phụ thân. Thủy Tiên nghe nói phụ thân bình yên thì lo lắng biến mất, vui vẻ bỏ lại mọi người chạy vào. Lý Vân Tiêu chắp tay chào. Xin chào Tổ Á tiên sinh, Tứ Hải thật ra bị gì vậy? Tổ Á lắc đầu nói. Chúng ta cũng không biết. Cái gì? Mọi người ngây ngẩn, nhìn quảng trường trước cung điện rải rác xác chết, các loại hình dạng đều có. Dọc đường đến đây hải tộc bị tàn sát sạch trong hải chi xâm lâm, nhưng Hải Hoàng Điện không biết đối phương là ai. Tổ Á nói. Chỉ biết là có rắc rối to, nhưng... Tổ Á cười khổ bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng Hải Hoàng Đại Nhân không để bụng chuyện này. Lý Vân Tiêu biết tâm tính tiêu cực của Hải Hoàng Ba Long, hắn nói. Chúng ta đi gặp Hải Hoàng Đại Nhân trước đã. Tổ Á liếc đám người đứng cạnh Lý Vân Tiêu, thầm hết hồn. Khí thế đám người này như vực sâu, hoàn toàn nhìn không thấu chi tiết. Chỉ có huynh muội Đoan Mộc là Tổ Á từng gặp, nhẹ gật đầu chào. Huynh muội Đoan Mộc chắp tay, gật đầu chào lại ngay. Đoan Mộc Hữu Ngọc nói. Gần đây tinh thần ta không yên, suy đoán Tứ Hải xảy ra chuyện, không ngờ có thật. Tổ Á hiểu ra. Thì ra lúc này các người trở về ra là vì ngươi. Trong giọng nói của Tổ Á có ý trách móc. Hải Hoàng Đại Nhân không quan tâm chuyện xảy ra nhưng chỉ lo nhất cho công chúa Thủy Tiên, bây giờ các ngươi trở về ngược lại làm Đại Nhân không yên tâm. Đoan Mộc Hữu Ngọc cười khổ nói. Ta mấy ngày liên tiếp tâm thần không yên, không thể không làm gì được. Hơn nữa Tổ Á Đại Nhân yên tâm, có Lý Vân Tiêu ở chắc chắn có thể gặp giữ hóa lành. Từ khi Bách Luân Kết Y kêu Đoan Mộc Hữu Ngọc đi theo và phụ trợ Lý Vân Tiêu thì gã dần thích ứng với vị trí phụ trợ, niềm tin vào Lý Vân Tiêu dần tăng mạnh. Nguyên thiên vũ giới này người có tư cách làm lãnh tụ ma chiến trừ Diệp Kình Vũ ra chỉ có Lý Vân Tiêu, tuyệt đối tìm không ra người thứ ba. Tổ Á nói, ta cũng nhận ra Lý Vân Tiêu không tầm thường, đã không phải ta có thể với tới. Mắt Tổ Á lóe tia vui vẻ, có chút hy vọng. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Xin đại nhân đừng chiết sát ta, đợi ta gặp Hải Hoàng đã, đang có chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Đám người đang định vào chợt cùng ngừng lại, xoay người. Rất nhiều vũ sĩ hải tộc từ bốn phương tám hướng vào tới, trong rừng rậm, trong biển, cơ hồ công kích mọi mặt. Lý Vân Tiêu nhíu mày nói. Nhìn từ công kích thì không phải người bình thường, tổ chức nghiêm ngặt như vậy chắc có thể dễ dàng tra ra kẻ sau màn. Tổ Á gật đầu nói. Nếu thật lòng muốn điều tra thì không khó, nhưng ngươi cũng biết tính tình của Hải Hoàng Đại Nhân. Nói nguyên hải chi xâm lâm này đi, chỉ có một hộ vệ ta đây, và hơn 10 người hầu gần như không đáng kể. Lý Vân Tiêu cười khổ lắc đầu, nói. Hải Hoàng Đại Nhân thật là một người rất si tình. Tình huống như vi gần như hủy cả đời Ba Long nhưng gã chưa bao giờ hối hận. Lý Vân Tiêu thầm thở dài nghĩ, hy vọng lần này mang đến thiên vận tạo hóa đan có thể cứu sống như vi. Tổ Á nói, các vị chờ chút đã, để ta giải quyết đám nhĩ nhép này rồi tính. Tổ Á bay lên cao, người tỏa ánh sáng chói lòa, tay cầm kiếm to chém ra ngoài. Kiếm khí như hồng tách ra trên bầu trời hóa thành trăm ngàn phù văn ẩn vào kết giới. Đột nhiên bầu trời rung rinh, trên bầu trời kết giới tăng nhiều như có lồng chụp bằng ngọc hữu hình trên cao. Kết giới phát ra hơi thở nguy hiểm chợt bắn ra ngàn vạn kiếm khí chém vào hải tộc bốn phương tám hướng. Bùm 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 bùm. Trên bầu trời toàn là tiếng hải tộc bị chém nát,
nhiều xác chết rớt xuống lại lần nữa bị kết giới chấn vỡ. Lý Vân Tiêu nhìn chính giữa quảng trường, những cái xác nát vụn mạnh hơn những hải tộc bên ngoài nhiều, chứng minh kết giới này từng bị phá vỡ. Giờ đám hải tộc cấp thấp bên ngoài gần như tấn công tự sát, dù tổ á không đánh trả thì chúng nó đụng vào kết giới, tiêu hao năng lượng kết giới. Tổ á biểu tình cực kỳ khó xem. Công kích của kẻ thù mỗi lần càng mạnh hơn, lực lượng tăng thêm nhưng chưa từng bày ra toàn bộ thực lực, dường như cố ý tiêu hao bọn họ. Nhưng Nguyên Hải Hoàng Điện chỉ có tổ á và ba long là có thể chiến đấu, thật không hiểu đối phương tính làm gì. Lý Vân Tiêu đột nhiên hỏi. Tổ á đại nhân có từng nghe nói siêu cường giả hải tộc nào tên là Tù không? Tù. Tổ á ngẩn ra một chút tiếp theo lắc đầu. Chưa từng nghe qua, sao Vân Thiếu gia hỏi vậy? Lý Vân Tiêu kể lại chuyện Hạc Giải lão tổ. Tổ á nghe xong chìm trong suy tư. Lý Vân Tiêu cười nói. Không nghĩ ra thì thôi, binh đến tướng ngăn, nước đến đất chăn. Cười tủm tỉm có điều mưu đồ, vậy chính chủ đằng sau sớm muộn gì sẽ lộ mặt. Chắc bây giờ mục tiêu bọn họ muốn chưa xuất hiện nên mới không ngừng tấn công thăm dò. Tổ á gật đầu nói. Vân Thiếu gia nói có lý, nhưng trong Hải Hoàng Điện dường như không chứa vật quý giá gì đáng để đối phương động can qua lớn như thế. Chẳng lẽ vì những dấu khắc ma kha cổ văn, nhưng nó chỉ là thứ sao chép. Làm gì có sức hấp dẫn đến thế? Lý Vân Tiêu nói. Ta cũng không biết, cứ chờ xem. Hạ ọc chúng ta chủ động xuất kích, trước tiên quét sạch kẻ thù trong hải chi xâm lâm rồi phong ấn đường hầm, để bọn họ mua dây buộc mình. Cố Thanh Thanh phản đối. Nhưng phong ấn đó vô dụng với siêu cường giả, ngược lại sẽ tốn nhiều công sức, mất nhiều hơn được. Chúng ta tập trung sức lực giữ Hải Hoàng Điện là được rồi. Huynh đệ Liêu Tinh Thần đồng ý lời Cố Thanh Thanh. Tổ á cười khổ nói. Mấy vị nói có lý, nhưng nếu bảo vệ Hải Hoàng Điện thì hơi bị động. Dù sao tứ hải to lớn vô cùng, bên trong có rất nhiều thứ làm người đau đầu. Con người Lý Vân Tiêu có rút nhìn một vài thứ màu lục nhạt phía xa, chúng nó như tảo biển chậm rãi lan tràn trên bầu trời, hoặc như mực nước nhỏ vào trong mặt nước mở rộng bốn phía. Lý Vân Tiêu chỉ vào những vật màu lục. Chắc đây là thứ đau đầu mà tổ á đại nhân nói. Trên bầu trời như có những giọt mưa lớn không ngừng lan tràn ập đến. Cả bầu trời bị bao trùm, đầu tiên là lục nhạt, mấy thứ kia chồng lên nhau, dung hợp chậm rãi thành màu xanh sậm, gần như che lấp ánh mặt trời. Lúc trước Hải Hoàng Điện vẫn sáng trưng, trong khi mọi người nói chuyện thì trở nên tối hù, bị che chắn hoàn toàn. Mắt tổ á lóe tia e dè trầm giọng nói. Đúng vậy, tuy thứ này là loài tảo lại có linh trí, một thứ cổ sứ cực kỳ quý gái. Trong tứ hải hiếm khi thấy. Nhưng mấy ngày qua từng gặp nó vài lần. Tổ á cảnh giác nói. E cẩn thận, kết giới gặp bị phá. Liêu Tinh Nguyên kinh ngạc kêu lên. Phá kết giới. Tổ á nói. Thứ này có tính ăn mòn cực mạnh, thịt tảo có nhiều cục thịt màu đen, lục. Màu đen sẽ nổ, màu lục chứa độc, mấy lần trước là thứ này đánh bại kết giới. Mọi người đều thấy những cục thịt bám vào kết giới, co bóp theo hít thở. Có một cục thịt nổ, trùng kích không quá mạnh nhưng dẫn đến phản ứng dây chuyền. Hàng ngàn, vạn hạt nổ bùm bùm. Thanh âm trầm đục như xào đậu trồng chất, không khí quanh đại điện bốc khói, kết giới chưa vỡ nhưng mọi người đã thấy khó chịu. Chỉ giây lát kết giới chợt vỡ tan, nhiều hải tảo đổ xuống mang theo chất độc ồ ạt, mũi tanh nồng gai mũi. Tổ á định ra tay thì Lý Vân Tiêu ngăn lại. Để ta cho. Lý Vân Tiêu giơ tay quát to. Phong. Vòi rồng bay ra khỏi lòng bàn tay Lý Vân Tiêu nháy mắt biến to mấy chục mẫu cuốn lấy toàn bộ tảo xanh đánh ra xa. Ầm 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 ầm. Lốc xoáy biến dây thừng thô ngàn trượng, không chỉ tảo xanh, đám đông hải tộc quanh Hải Hoàng Điện cũng bị cuốn đi liên tục văng ra xa rớt vào biển sâu. Toàn bộ thứ bay ra khỏi gió lốc đều thành thịt vụn, khó nhận ra hình hài. Một chiêu đánh ra, chỉ mười mấy giây toàn thế giới yên tĩnh. Trên bầu trời thổi qua cơn gió biến thành hình dạng cá sấu chậm rãi đáp xuống vai Lý Vân Tiêu, nhắm mắt nghỉ ngơi. Phi Nghê vui cười chơi với cá sấu, hôn một cái. Thủ đoạn giỏi quá, tỷ tỷ đang định ném vài đoàn lửa đốt bọn họ thành không khí. Cá sấu mở mắt liếc nàng một cái, lại tiếp tục ngủ. Tổ á giật mình ngây ra như phỗng, kiêng kỵ nhìn cá sấu. Bề ngoài vô hại nhưng ẩn chứa lực lượng khủng bố như thế. Tổ á kinh kêu. Ngũ hành phong chi linh thể. Lý Vân Tiêu cười gật đầu nói. Là cương phong hóa linh,
dùng rể giải quyết đám rác rưởi này là tốt nhất, nguyên quảng trường sạch sẽ. Những xác chết vụn vặt trên quảng trường bị cơn gió quét sạch, gọn gàng tinh tươm. Tổ Á cười nói, những năm gần đây ngươi được đến cơ duyên vượt hiểu biết của ta. Có lẽ tai nạn lần này của Hải Hoàng Điện sẽ được ngươi thành công hóa giải. Lý Vân Tiêu cười nói, đợi ta thanh tẩy hết mấy cặn bã trong phạm vi trăm dặm. Hắn bay lên trời, nâng lên, người Lý Vân Tiêu tỏa ánh sáng trắng mênh mông, một tia chớp từ lòng bàn tay bắn hướng chân trời, khuếch tán ra. Ầm 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 ầm. Sấm sét nổ tung hóa thành vô số điện xà bắn đi bốn phương tám hướng. Hải Chi Xâm Lâm là một không gian kỳ lạ, có nước, đất liền, bầu trời. Cây cối rậm rạp sinh trưởng trong nước biển, Hải Hoàng Điện chiếm toàn đất liền, trên lục địa nước biển là bầu trời. Vừa rồi hải tộc tiến công Lý Vân Tiêu liền cảm ứng được có nhiều hơi thở ẩn núp bốn phía, lôi điện hóa xà tán vào bốn phương tám hướng nổ một đống tay chân cụt, các tiếng gào thét không dứt bên tai. Trong hư không vang tiếng hừ lạnh. Hừ, thân hóa lôi đình, tài mọn. Hơn 10 lôi xà bắn về phía đó ngay. Chỗ phát ra thanh âm vươn ra một bàn tay to bóp nát toàn bộ lôi xà. Không gian lung lay, một nam nhân vạm vỡ thân dài 9 thước bước ra từ không gian. Sau lưng người đó có một nam nhân lùn thì đi theo. Vóc dáng hai người trái ngược nhau nhưng khuôn mặt thì y đúc, giống như huynh đệ song sinh. Bên kia Hải Chi Xâm Lâm vang tiếng cười gằn, không gian bị xé rách, vô số lôi xà bị nuốt. Ánh sáng xanh bắn ra từ khe hở. Một bóng người đen ngòm bước ra, hình dạng một vị thiếu niên. Thiếu niên có mái tóc đen nhánh, ngũ quan tinh xảo yêu dị. Thứ duy nhất khiến người khó chịu là thiếu niên có 3 con mắt, hơi giống vẻ mặt Lý Vân Tiêu lúc mở Thái Cổ Thiên Mục. 3 người vừa xuất hiện trên bầu trời liền mang đến uy áp cho Hải Hoàng Điện. Tổ Á giật mình kêu lên. Quỷ Mã, Băng Đồng. Cố Thanh Thanh sửng sốt. 3 người này khí thế đúng là phi phàm. Cố Thanh Thanh hỏi. Ngươi biết 3 người này? Biểu tình Tổ Á trầm trọng nói. 2 huynh đệ giống y như đúc thuộc Quỷ Bã tộc, hình dạng thiếu niên là Lãnh Đồng tộc. 2 tộc quần đều là siêu hải tộc tránh bóng mấy vạn năm dài, chưa từng xen vào việc đời. Trong Hải Hoàng Điện chỉ có vài lời ghi chép về họ, nhưng siêu khủng bố. Cố Thanh Thanh kinh ngạc kêu lên. Mấy vạn năm chưa từng xuất thế. Giờ phút này lại cùng xuất hiện, chẳng lẽ đều vì nam nhân tên Tù? Người này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tổ Á lắc đầu, sắc mặt khó xem nói. Không biết, giờ ta cũng rất tò mò. Lý Vân Tiêu quét mắt 3 người, trừ nam nhân như người lùn ra 2 người khác tu vi trưởng thiên cảnh. Nhưng các loại hồng hoang man khí cho Lý Vân Tiêu cảm giác siêu nguy hiểm, trực giác cảm thấy 2 người này tuyệt đối không đơn giản ở lại trưởng thiên cảnh. Nam nhân Lãnh Đồng tộc cười gằn nhìn chằm chằm 2 huynh đệ kia. Không ngờ Quỷ Mã tộc có người sống sót. 2 nam nhân, 4 con mắt nhìn nam nhân Lãnh Đồng tộc nhưng không dám trực diện con mắt dựng đứng. Người lùn mỉa mai. Lãnh Đồng tộc cũng chỉ còn mình ngươi. Hừ, không cần ngươi lo. Lãnh Đồng vung tay, âm phong thổi qua hư không kia. Chúng ta đã đi ra, ngươi còn trốn làm gì? Nơi bị âm phong thổi qua hư không lóe ánh sáng đỏ dần hiện ra 2 bóng người. Một người giấu trong áo đỏ chỉ có râu bạc rũ xuống bên ngoài. Một người sắc mặt âm trầm, vừa xuất hiện liền nhìn Lý Vân Tiêu chằm chằm tràn đầy căm hận. Cốt Hồng. Lý Vân Tiêu nhướng đầu mày, khá là bất ngờ. Tổ Á giận run người. Cốt Hồng, Vân Sinh lão tổ. Cốt Hồng không hé răng, khóe môi cong lên cười âm trầm, độc ác nhìn Lý Vân Tiêu và Tổ Á. Cốt Hồng muốn mở miệng châm chọc mấy câu, nhưng tổ phụ ở đây, chưa tới lượt gã nói chuyện. Vân Sinh lão tổ hừ nhẹ, khinh miệt liếc Tổ Á, kiêu ngạo nói. Tiểu tử, dám gọi thẳng tên húy của bổn tọa, người có lá gan chó. Tổ Á tức giận quát. Hải Hoàng Điện luôn giao tiếp tốt với Vân Sinh tộc vậy mà các ngươi phản chiến đối địch. Cốt Hồng, ngươi là đệ tử của Hải Hoàng Đại Nhân, hành động này càng là khi sư diệt tổ. Ánh mắt Vân Sinh lão tổ lạnh lùng. Khi sư diệt tổ, ngươi tính cái gì, cũng dám nói câu đó trước mặt bổn tọa. Một vệt sáng đỏ lặng lẽ hiện ra, không gian dao động nhẹ để lại dấu vết nhạt chém xuống. Mặt Tổ Á tái nhợt, lực lượng một chiêu của Vân Sinh lão tổ không phải gã có thể đối kháng. Mãi khi ánh sáng đỏ đến gần mới bắt giữ được. Đột nhiên một bàn tay chộp tới, không có bất cứ hoa mỹ, kỹ xảo nào, chỉ đơn giản vỗ. Bùm. Một tiếng vang khẽ, ánh sáng đỏ vụt tắt.
người ra tay là Bàn Nghị, gã cách tổ á gần nhất. Mắt Lý Vân Tiêu lóe tia trầm trọng, thực lực của Vân Sinh lão tổ chỉ có trưởng thiên cảnh nhưng một kích vừa rồi nháy mắt tăng lên tới hư cực. Có lẽ vì quy tắc thiên địa, những siêu hải tộc ức chế tu vi ở trưởng thiên. Quy tắc thập phương phóng thích, thời gian ngừng ở hư cực bắt đầu thay đổi. Vậy xem ra song sinh quỷ mã tộc, tiểu tử lãnh đồng tộc phân nửa cũng là hư cực kỳ. Lòng Lý Vân Tiêu thầm lo âu, hèn gì tinh thần hắn luôn bất an, không ngờ trong tứ hải ẩn giấu lực lượng khủng bố như thế. Vậy tù rốt cuộc là ai? Có thể điều động nhiều siêu hải tộc thì tất nhiên thực lực cũng không tầm thường. Hải Hoàng Điện chỉ có Ba Long và Tổ Á nên dễ dàng bắt giữ, vì sao phải gây ra động tĩnh lớn như vậy? Các loại vấn đề nổi lên trong đầu Lý Vân Tiêu, nhưng hắn biết cùng với những người này xuất hiện thì đáp án không còn xa. Bàn Nghị vừa ra tay lập tức dẫn tới mấy người trên trời giật mình. Huynh đệ quỷ mã tộc, lãnh đồng, Vân Sinh lão tổ đều biến sắc mặt. Khi Bàn Nghị công kích hoàn toàn không cảm nhận được dao động nguyên lực, đơn thuần là cơ thể đánh nát ánh sáng đỏ đó. Lãnh đồng giật mình kêu lên. Thân thể thành thánh, không thể nào. Tuy sắc mặt Vân Sinh lão tổ trầm trọng nhưng rất nhanh trở về tự nhiên, gật gù. Thân thể đại thành, sẽ không sai, dường như lợi hại hơn thân thể đại thành vài phần. Lợi hại hơn thân thể đại thành là sao? Lãnh đồng kinh kêu. Thân thể thành thánh đã là vạn kiếp bất hủ. Người lùn quỷ mã tộc khịt mũi. Thân thể giống như tu vi, dù thành thánh cũng có rất nhiều cấp bậc cảnh giới. Ta chỉ nghe nói qua. Lúc trước thân thể chân long đại nhân mới là thánh thể chí cường thật sự. Lãnh đồng nói. Nói vậy cũng đúng, thân thể ảnh mấy cũng không hơn chân long đại nhân được. Vân Sinh lão tổ lạnh lùng nhìn Bàn Nghị, ánh mắt từ huynh đệ Liêu ra rời sang đám người Cố Thanh Thanh. Vân Sinh lão tổ sắc mặt khó xem nói. Dường như Hải Hoàng Điện mời đến một số tay giúp đỡ ghê gớm. Khi ánh mắt Vân Sinh lão tổ rơi trên người Phi Nghê thì không kiềm được lòng run rẩy, khí lạnh dâng lên. Khí lạnh đến từ sợ hãi bẩm sinh, khắc trong máu thịt và tâm hồn, chớp mắt thức tỉnh. Thiên Phượng chân huyết. Khuôn mặt Vân Sinh lão tổ vặn vẹo thậm chí không có ngũ quan. Người cốt hồng run rẩy, vẻ mặt kinh khủng. Huynh đệ quỷ mã tộc và lãnh đồng giật mình nhìn. A, thật sự là Thiên Phượng chân huyết sao? Người lùn quỷ mã tộc trầm giọng nói. Vân Sinh tộc ở thời đại thượng cổ là phụ thuộc của Phượng Hoàng tộc, trong dòng máu bị ức chế bẩm sinh, hèn gì Vân Sinh lão tổ sợ đến mức này. Chậc chậc, không sai được, là Thiên Phượng. Con mắt dựng đứng của lãnh đồng bắn ra tia sáng lạnh, càng nhiều là tham lam. Lãnh đồng chép miệng liếm môi. Phi Nghiệt hiểu ra, cười gằn. Thì ra là nô tài truyền từ xưa, sao không mau lại đây vái chào bản tông chủ. Người Vân Sinh lão tổ run bần bật. Mặt xanh lè không biết là giận hay sợ. Vân Sinh lão tổ run giọng nói. Tiểu bối đáng chết, cho rằng có huyết mạch Thiên Phượng là có thể lật trời sao? Chẳng qua là huyết mạch, người cho rằng mình là Thiên Phượng thật sự. Ngoài miệng Vân Sinh lão tổ nói vậy nhưng lòng run rẩy, vì gã từng gặp cường giả huyết mạch Thiên Phượng bình thường, tuyệt đối không thể khiến gã sợ hãi đến vậy. Nồng độ huyết mạch trên người Phi Nghê chắc chắn đã đến trình độ không thể tưởng tượng. Thậm chí rất gần với Thiên Phượng. Ha ha, xem ra là nô tài không thành thật. Phi Nghê lạnh lùng nói. Chờ chút nữa sẽ cho các ngươi quỳ xuống kêu chủ nhân. Vân Sinh lão tổ tức hộc máu. Ngươi, mấy năm qua đã bao giờ Vân Sinh lão tổ chịu bực tức như vậy? Từng sợi máu trướng to, nhưng Vân Sinh lão tổ thật sự e ngại Phi Nghê vô cùng, không dám tùy tiện ra tay. Quỷ mã tộc phạm vỡ mặt không biểu tình nói. Không chỉ nữ nhân này là Thiên Phượng chân huyết, ta xem mấy người kia cũng rất khó chơi. Từ khi nào thiên vũ giới xuất hiện nhiều cường giả như vậy? Quỷ mã tộc lùn gật đầu nói. Đệ đệ nói rất đúng, xem ra chúng ta ẩn cư quá lâu, tin tức bị bế tắc nghiêm trọng. Hèn gì tù đại nhân thận trọng đến vậy, triệu hoán toàn bộ chúng ta ra. Quỷ mã tộc lùn nhìn quanh, nghi hoặc hỏi. Mấy nhà khác chưa đến sao? Vài năm nay tuyệt chủng hay đang câu giờ? Lãnh đồng sờ cằm trầm ngâm nói. Ta cho rằng có lẽ tuyệt chủng rồi. Một tiếng chửi từ xa vọng lại. Con quái ba mắt kia, người nói ai? Đó là giọng nữ. Mọi người ngước mắt nhìn, hải chi xâm lâm không chút dấu hiệu bị lực lượng rẽ ra. Bóng người chợt lóe, một mỹ nữ đẹp trói mắt xuất hiện trước mọi người. Mỹ nữ duỗi eo, mỗi phần thân thể quyến rũ động lòng người.
giải lụa mang trên tay phát ra như giải sáng càng tôn lên sức hấp dẫn hút hồn người. Con mắt dựng đứng của Lãnh Đồng lóe sáng, lạnh lùng nói, ta cứ tưởng là ai, thì ra là giao nữ của giao long tộc. Giao nữ chớp mắt, không gian giao động theo. Như thế nào, quái ba mắt có ý kiến gì với bản nữ? L. Con mắt dựng đứng của Lãnh Đồng khép lại, không gian trước mặt nhẹ nhàng xoay chuyển, mơ hồ có ánh sáng trắng lấp lóe. Lãnh Đồng nói, đừng sử dụng thuật mê hoặc của ngươi với ta, vô dụng. Giao nữ sắc mặt âm trầm nói, hữu dụng hay vô dụng thì phải thử mới biết. Giao nữ cất bước đi hướng Lãnh Đồng. Đừng phá nữa. Vân Sinh lão tổ nạt. Toàn được tù đại nhân triệu hoán lại đây, nếu làm lỡ việc thì trong các ngươi ai gánh nổi. Giao nữ ngừng lại, lạnh lùng nhìn Lãnh Đồng. Chờ xong việc nơi này rồi bản nữ mới tìm ngươi tính sổ. Lãnh Đồng trả đũa nói. Nơi này rắc cứng, ngươi sống sót rời đi được không là cả một vấn đề. Giao nữ nổi giận. Đang định xốc nóc nhà. Vân Sinh lão tổ nhức đầu, thấy hai người lại định xung đột thì tức giận quát. Lãnh Đồng, nhà ngươi không nói ít vài câu được sao? Lãnh Đồng xì mũi. Vân Sinh lão tổ ngươi cũng xứng răn dạy ta. Ngươi cho mình là người phát ngôn của tù đại nhân sao? Hay tự phụ cưỡi trên đầu chúng ta? Ngươi, chết tiệt. Vân Sinh lão tổ giống lớn. Nếu ngươi muốn chết thì bản lão tổ sẽ thành toàn ngay đây. Giao nữ. Chúng ta hợp tác giết hắn trước đi, dù gì để thứ này lại cũng chỉ vướng chân, không giúp gì được cho tù đại nhân. Từ khi Phi Nghê xuất hiện thì nỗi lòng Vân Sinh lão tổ bức bối, nóng tính muốn phun lửa. Vân Sinh lão tổ không nhịn được Lãnh Đồng trào phúng châm chích. Giao nữ vui vẻ nói. Lão tổ nói hợp ý của ta. Mắt hai người lóe sát khí, lắc người biến mất tại chỗ. Con mắt dựng đứng của Lãnh Đồng mở ra bắn luồng sáng trắng. Vung cánh tay xé nát không gian, thân thể thay hình đổi vị ra ngoài. Bùm! Không gian lúc trước Lãnh Đồng đứng vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Lãnh Đồng mới ngừng lại liền quát to, hai tay khoanh tròn đánh sang bên cạnh. Ầm 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 ầm. Không gian bị đánh thủng, một bàn tay vươn ra ngoài va chạm với hai đấm của Lãnh Đồng. Lực lượng mạnh mẽ nổ tung, hai người cùng văng ra ngoài. Đám người Lý Vân Tiêu câm nín. Trước khi đối trận thì bên đối phương đã nội chiến. Nhưng bọn họ vui mừng thấy điều này, sung sướng đứng trước Hải Hoàng Điện xem kịch. Lãnh Đồng ở trên trời thụt lùi mấy trăm trượng, mắt lóe tia sáng nhìn Cốt Hồng, khóe môi cong lên nhe răng cười nói. Vân Sinh lão tổ, ngươi dám đánh với ta thì ta sẽ giết hậu bối của ngươi trước. Cốt Hồng giật bắn người, cảm nhận hơi thở chết chóc ập đến. Cốt Hồng kinh kêu. Lão tổ cứu ta. Cốt Hồng hóa thành độn quang chạy trốn. Cốt Hồng mới bay thì sợ hãi nhìn mình hướng vị trí trái ngược Lãnh Đồng. Tình huống khiến Cốt Hồng choáng váng, cảm thấy không chân thực, tay chân lạnh lẽo. Cốt Hồng biết mình đã túng huyễn thuật của đối phương. Lý Vân Tiêu lộ vẻ kỳ dị. À, thú vị. Con mắt dựng đứng của Lãnh Đồng giống Nguyệt Đồng của Lý Vân Tiêu, có sức mạnh huyễn thuật. Vân Sinh lão tổ hết hồn, hét to một tay bắt ấn. Vân Sinh lão tổ yêu hóa, sau lưng hiện ra cánh chim to dập trời vỗ một cái. Không gian bị lực lượng đông lại, độn quang của Cốt Hồng chậm gì. Vân Sinh lão tổ lại vỗ, bay cái vèo đón Cốt Hồng. Hai người quỷ mã tộc không nhịn được nữa. Người lùn hét to. Ngừng tay đi, trong thời gian ngắn không ai giết được ai, nếu còn gây tiếp sẽ xảy ra chuyện lớn. Vân Sinh lão tổ hừ lạnh thu đôi cánh lại, trở về trạng thái hình người. Dường như cũng không muốn đánh. Giao nữ từ giữa hư không bước ra, lạnh lùng nói. Thôi được, nể mặt tù đại nhân tạm thời bỏ qua cho con quái ba mắt này. Lãnh Đồng cười nhạt nhưng cũng rút đuôi, không móc mỉa thêm. Quỷ mã tộc vạm vỡ nói. Không biết còn siêu hải tộc khác tồn tại không, hay toàn tứ hải chỉ sót lại mấy chúng ta. Giao nữ lạnh lùng nói. Làm sao có thể, tứ hải to lớn khó đánh giá hết. Đừng ếch ngồi đáy giếng. Nhưng có một số vị trí hải tộc chưa chắc tù đại nhân biết, dù biết cũng không thể thỉnh hết được. Quỷ mã tộc vạm vỡ gật đầu nói. Cũng đúng, hiện tại nên làm gì? Chúng ta ra tay trước bắt những người này hay sao? Ta thấy thực lực của bọn họ phi phàm, chưa chắc chúng ta có phần thắng. Lúc này giao nữ cẩn thận đánh gái đám người Lý Vân Tiêu, giật mình kêu lên. Từ khi nào thiên vũ giới xuất hiện nhiều cường giả như vậy? Lý Vân Tiêu ung dung hỏi. Quậy đủ chưa?
Giao nữ ngơ ngác nhìn Lý Vân Tiêu. Tiểu đệ đệ, các ngươi từ đâu đến? Thật sự là người thiên vũ giới sao? Lý Vân Tiêu nói. Vớ vẩn, chứ chẳng lẽ đến từ ma giới? Nếu quậy xong rồi thì nói việc chính đi, tù là ai? Mục đích của hắn là gì? Nhóm người giao nữ biến sắc mặt, dường như cực kỳ kiêng kỵ đề tài này. Giao nữ đá lông nheo, quyến rũ cười duyên nói. Hi hi, không thể nói được, đây là bí mật. Có tổ á tinh thần rung động như bị thuật mị hoặc ảnh hưởng, suýt lạc vào đó. Bọn họ giật bắn người, thầm thi triển nguyên công chống lại. Lý Vân Tiêu thì thản nhiên như không, cười mắng. Bí mật cái đầu ngươi, không chịu nói thì thôi, giết các ngươi trước, nếu tù kia có gan thì nên đi ra. Lý Vân Tiêu đang định tấn công chợt khựng lại, một thần thức hư vô mờ mịt, như có như không rơi trên người Lý Vân Tiêu, như tuyết trắng lông ngỗng, nhẹ nhàng vô lực. Lý Vân Tiêu dương mắt nhìn lên, đằng trước hải chi xâm lâm có tiếng bước chân. Cộp cộp cộp, sau tiếng bước chân là tiếng bánh xe lăn rầm rập. Đám người tổ á cũng phát hiện khác lạ, tất cả bay lên cao nhìn hướng phát ra thanh âm. Phi Nghê Kinh kêu, là chính chủ đến sao? Hai con quái vật người đỏ rực, đầu rồng thân bò kéo một chiếc chiến xa màu đồng chậm rãi ra từ hư không. Tạo hình chiếc xe cổ xưa mà đơn giản, lại không mất hùng vĩ, bên trên khắc thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Bánh lăn màu thanh đồng lốc cốc chuyển động tới trước như nghiền trong dòng sông năm tháng. Ánh sáng nhạt của hải chi xâm lâm chiếu trên chiến xa rất là bình yên, tường hòa. Chiến xa long liễn rầm rập lăn tới, ngừng lại cách cung điện không xa. Thời gian như ngừng theo chiến xa, toàn hải chi xâm lâm tĩnh lặng không thanh âm. Đám người Vân Sinh lão tổ run rẩy, bọn họ phá vỡ tĩnh lặng, tiến lên vái. Kính chào đại nhân. Những tồn tại không ai bì nổi. Không ai phục ai nhưng lại hết sức cung kính trước chiến xa, không dám lỗ mãng. Đồ án hồng hoang trên chiến xa trở nên rực rỡ như sống lại, sinh động như thật. Sông mây chín sắc tụ tập bên trên long liễn, ánh sáng chiếu xuống vẽ nên các thân hình cao lớn, đều là vũ sĩ uy mãnh tay cầm vũ khí. Linh cảm không may tràn ngập trong lòng nhóm người Lý Vân Tiêu. Trong đầu Lý Vân Tiêu lóe qua một chữ, kinh kêu. Chân linh. Đám vũ sĩ cao to uy mãnh hình dạng quấy dị, Lý Vân Tiêu từng thấy nhiều hình ảnh tương tự trong sách cổ, cột đồng hải hoàng điện, là hình dạng chân linh. Tổ á run cầm cập, những tồn tại cường đại phát ra uy áp làm tinh thần gã chịu áp lực to lớn. Tổ á run giọng hỏi. Các ngươi, sốt cuộc là ai? Đám người Vân Sinh lão tổ khom người đứng ở một bên, không dám ngẩng đầu, không dám nói chuyện. Trong chiến xa phát ra giọng một nam nhân lạnh nhạt hỏi. Chủ giới thần bi. Lý Vân Tiêu biết đang hỏi hắn, vì thần thức mịt mờ kia cứ bám trên người hắn. Tù. Nam nhân nói. Ngươi có thể gọi ta như vậy. Thanh âm kia bế nghĩa thiên hạ, dường như người khác không có tư cách này. Lý Vân Tiêu hỏi. Sốt cuộc ngươi là ai? Tại sao muốn làm loạn tứ hải, đối phó hải hoàng điện? Nam nhân nói. Làm loạn. Nam nhân trêu cợt nói. Tứ hải chưa từng loạn. Tất cả y như cũ, ta muốn đối phó không phải hải hoàng điện, hải hoàng gì đó chưa đủ tư cách khiến ta ra tay. Mọi người giật mình, sắc mặt tổ á khó xem. Hải hoàng là cộng chủ tứ hải, thiên hạ đồng tôn, nhưng trong mắt tù thì không đáng một đồng. Nhưng nhìn khí thế, thực lực khi xuất hiện của người này có lẽ tù có tư cách nói mấy câu đó. Lý Vân Tiêu cảm thán rằng, tứ hải to lớn không thể đo lường, chúng ta đều là ếch ngồi đáy giếng. Nếu các hạ đã đến xin hãy bày tỏ thân phận và mục đích gì, chuyện gì đều có thể bàn bạc. Nếu có thể bàn được thì không cần đánh nhau làm gì. Nếu chỉ có mấy người Vân Sinh lão tổ thì Lý Vân Tiêu đã đánh. Đối phương cũng vậy, nếu đám người Lý Vân Tiêu không đột nhiên xuất hiện có lẽ tù sẽ không ra mặt. Cái gọi là, bàn bạc, nằm trên cơ sở thực lực ngang hàng nhau, nếu ao lực lượng cách biệt xa thì không tồn tại, bàn bạc, mà chỉ có, phục tùng, hoặc chết. Tù lạnh nhạt nói, thực lực của ngươi không xứng bàn với ta, nhưng ngươi đã là chủ giới thần bi thì ta đồng ý cho ngươi một cơ hội bàn bạc. Vũ giả quanh chiến xa sợ hãi rung động, mấy người Vân Sinh lão tổ vẻ mặt giật mình, dường như không thể tin tưởng vị đại nhân trong chiến xa sẽ bàn bạc với đối phương. Lý Vân Tiêu bình tĩnh nói, vậy xin đa tạ, không biết bàn như thế nào. Tù nói, tất cả người ba gia ở lại. Nữ nhân có thiên phượng chân huyết cũng ở lại, những người khác có thể đi.
Lý Vân Tiêu khinh miệt nhướng mày, cười khẩy nói. Hả, ngươi đang giỡn sao? Đối phương yêu cầu Lý Vân Tiêu để lại hai nữ nhân, làm nỗi lòng bình tĩnh bị kích thích gợn sóng. Tù nói, ta chưa bao giờ đùa với ngươi, nếu ngươi không chịu thì giới thần bi sẽ đổi chủ. Giọng điệu vẫn bình tĩnh lại tràn đầy uy hiếp. Lý Vân Tiêu khoanh tay trước ngực, vẻ mặt đùa cợt lầu bầu. Ôi chao, thật không? Vậy xin ngươi nhanh lên đi, ta sớm không muốn giới thần bi, gây nhiều rắc rối cho ta. Ngươi mau đổi chủ cho giới thần bi đi. Trên bầu trời cung điện thoáng chốc tĩnh lặng, không khí nặng nề bắn hỏa hao tứ tung, ẩn chứa sao động lớn. Giao nữ không kiềm được chắp hai tay vái. Tù đại nhân, người quá ngạo mạn vô lễ, nên bị bầm thây trăm vạn mảnh răn đe. Xin đại nhân ra lệnh, chúng ta thề sống chết chu sát người này vì đại nhân. Đám người Vân Sinh lão tổ liếc nhau, tiến lên vái. Nguyện du sát người này vì đại nhân. Cốt Hồng kinh sợ vái sau lưng Vân Sinh lão tổ, gã không biết tù là ai nhưng trong lòng nổi lên sợ hãi, thầm hối hận vì đến đây. Trong hải hoàng điện truyền ra thanh âm già nua. Đừng đánh nhau. Ánh sáng vàng từ trong điện bắn lên biến ra hai người trong không trung. Là Ba Long và Thủy Tiên. Khuôn mặt Ba Long già nua hơn mấy năm trước nhưng mặt hồng hào, tâm tình siêu tốt. Thủy Tiên kéo tay Ba Long, thân thiết theo sau. Lý Vân Tiêu chào ngay. Kính chào hải hoàng đại nhân. Hóa Tu vội vàng quỳ xuống vái. Kính chào sư tôn. Những người khác lần lượt hành lễ. Ba Long chắp tay hờ. Nhờ Vân Minh Chủ, nhờ các vị. Mắt Ba Long nhìn hướng Lý Vân Tiêu càng có vẻ thân thiết hơn. Gò má Thủy Tiên đỏ hồng, hơi căng thẳng. Lý Vân Tiêu nói. Đại nhân, những người này là. Ba Long nói. Ta đã biết lai lịch của bọn họ. Ba Long ngừng cười ngước nhìn chiến xa Long Liễn, nghiêm túc nói. Tù đại nhân hàng lâm hải chi xâm lâm, Ba Long không có tử xa tiếp đón xin thứ tội. Ba Long chắp hai tay ở trên trời thi lễ vái, thái độ cực kỳ cung kính. Tổ Á và Thủy Tiên ngạc nhiên, thân phận của Hải Hoàng vô cùng tôn quý, trong tứ hải chẳng ai sánh bằng, vậy mà khép nép với chủ nhân chiến xa như thế. Lý Vân Tiêu cũng rất giật mình hỏi. Đại nhân, người này rốt cuộc là ai? Ba Long sắc mặt trầm trọng nói. Vân Minh Chủ ở những cột đồng từng thấy mặt thật của vị đại nhân này. Nghe nói Thượng Cổ Chân Long có chín tử. Gồm Thủy, Ẩn, Tù, Xí, Kính, Uyên, Hắc, Mang. Vị đại nhân này đứng hàng thứ ba trong cửu tử, Tù đại nhân. Nhi tử của Chân Long. Đám người Lý Vân Tiêu, Cố Thanh Thanh ngẩn ngơ, vẻ mặt kỳ dị. Những tồn tại này toàn có trong truyền thuyết, vạn năm không gặp. Nhưng bọn họ chém giết với bản tôn Chân Long giận vũ nhiều lần nên không thấy bí ẩn gì, càng không sợ Chân Long chi tử. Phi Nghê cười khẩy nói. Làm màu quá, tưởng đâu có lai lịch gì dữ lắm. Đừng nói Long tử, chính Chân Long đến đây cũng chịu trói trước phu quân của ta. Lời thốt ra người quanh chiến xa hoàn toàn biến sắc mặt. Vân Sinh lão tổ tức giận quát. Càn rỡ. Quỷ Mã tộc Phạm vỡ mắt bắn ra tia sáng lạnh lùng nói. Thật là cụ ông treo cổ, tự tìm cái chết. Đám vũ sĩ vẻ mặt tức giận, sát khí bắn ra, không gian mơ hồ bị đè ép kêu đì đùng. Ha ha ha! Trong lòng liễn truyền ra tiếng cười của tù, cười ngày càng dữ dội. Ngươi đang nói đến phế vật giận vũ sao? Phi Nghê kinh ngạc hỏi. Ngươi gọi thẳng tên hắn, chẳng phải hắn là phụ thân của ngươi sao? Tù cười một lúc mới ngừng. Không sai, giận vũ chính là phụ vương, dù vậy thì sao? Phế vật rốt cuộc là phế vật, sẽ không vì thân phận của hắn khác đi mà có điều thay đổi. Bảy En gây ra, lời này rất chu tâm. Đám người Vân Sinh lão tổ giật nảy mình, nhưng trong mắt họ lộ ra vẻ kinh sợ, không dám nói nhiều nữa. Nếu xen vào đề tài này không chừng sẽ gánh lấy cái chết. Lý Vân Tiêu thở dài lắc đầu nói. Mắng cả phụ thân mình, xem ra lại là một nhân vật lợi hại. Tù nói. Ta rất tò mò, các ngươi từng gặp phụ vương của ta sao? Quả nhiên hắn chưa chết, nhưng chắc trạng thái hiện tại không tốt đúng không? Lý Vân Tiêu ngẫm nghĩ, trả lời. Khá tốt, cả ngày chạy tới chạy lui phá hoại, không chừng lúc nào đó bị người giết. Ha ha ha, vẫn khiến người ghét như trước. Tù chán ghét nói. Làm Long tộc ta mất mặt quá. Nếu lần sau gặp gỡ hãy để ta làm nhi tử tròn chữ hiếu tự tay tiễn hắn quy thiên đi. Ui! Mọi người hút ngụm khí lạnh,
tay chân lạnh lẽo. Người này muốn giết phụ thân. Còn nói rất đương nhiên, khinh thường, như thể không thèm để bụng. Dù là giết phụ thân thì tù chỉ tiện tay làm, tùy ý. Trán Lý Vân Tiêu toát mồ hôi lạnh ngại ngùng nói. Các hạ đúng là người phi thường, khâm phục, khâm phục. Tù nói. Không nhắc phế vật làm mất hứng kia nữa. Ba Long, nếu ngươi đã biết thân phận của ta thì nên biết mục đích của ta là gì. Ba Long gật đầu nói. Tuy không rõ ràng nhưng ít nhiều gì đoán chúng một chút. Tuy nhiên với thực lực của đại nhân dễ dàng đi tới Hải Hoàng Điện rồi về, không cần làm rầm rộ vậy đi. Hừ, ngươi nghĩ ta sợ ngươi sao? Tù khẽ hừ. Ta chỉ hơi e ngại người đó. Ba Long kinh ngạc hỏi. Người đó, là ai? Tù nói. Ngươi không cần biết, tóm lại người ba ra, Thiên Phượng chân huyết ở lại, những người khác đi đi, đây là cơ hội lớn nhất bổn tọa cho các ngươi. Vì nể mặt người đó nên ta sẽ không làm khó dễ các ngươi nhiều. Lý Vân Tiêu vừa tức giận vừa tò mò hỏi. Người muốn giết cả đại nhân của mình, thiên hạ còn ai có tư cách khiến người nhìn với con mắt khác, thậm chí thị. Kiêng kỵ. Dầm. Trong chiến xa phát ra tiếng vỗ, Tù tức giận quát. Chủ giới thần bi, người hỏi quá nhiều. Xì. Lý Vân Tiêu cười khẩy nói. Người không chịu nói thì thôi, người muốn làm gì cứ làm nấy. Đừng nể mặt ai hết, không thì chúng ta sẽ cho rằng ngươi sợ. Ba Long gật đầu nói. Nếu chỉ giữ lại mình bản hoàng thì sẽ thực hiện ý muốn của Tù đại nhân. Nhưng ái nữ và Thiên Phượng công chúa tuyệt đối sẽ không ở lại. Phụ thân. Thủy Tiên sốt ruột lắc cánh tay Ba Long, vẻ mặt tức giận nói. Đại nhân không thể dễ hắn vừa ý, mọi người cùng nhau ra tay giết Tù đi. Phi Nghê cười tủm tỉm nói. Muội tử nói đúng. Giết một phát là xong hết, ai rảnh nói nhiều với hắn làm gì. Cho mặt mà không biết chừng. Dầm. Trong chiến xa lại phát ra tiếng đập bàn giận dữ, Tù tức giận bật cười nói. Ha ha, đánh chết. Bổn tọa tung hoành vô số năm, có bao nhiêu người dám nói câu đó trước mặt ta. Lý Vân Tiêu cũng không khách sáo, cười mắng. Phụ thân của ngươi mấy lần suýt chết trong tay ta, thằng nhãi nhà ngươi có là gì. Dám to mồm đòi giữ lại người của ta. Tù tức giận quát. Đừng lấy phế vật đó ra đánh đồng với ta. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Ngươi có mắng hắn thế nào thì đó vẫn là phụ thân của ngươi, không thể thay đổi sự thật ngươi là con cẩu phế vật. Đám người Vân Sinh lão tổ nghe đổ mồ hôi lạnh đầm địa, Giao Nữ run rẩy. Giao Nữ cho rằng câu đó đừng nói là thốt khỏi môi, chỉ lắng nghe thôi đã là có tôi. Tù giận dữ phun một chữ. Chết! Chiến xa nổ cái bùm. Hai con quái thú đầu rồng mình bò sợ hãi ngửa đầu hú to vùng thoát ra lao hướng đám người Lý Vân Tiêu. Con quái đầu rồng thân thú lao nhanh, khí thế tăng lên đến quy chân thần cảnh, hơn nữa hai mắt đỏ rực, tiến vào trạng thái bùng nổ. Trong chiến xa vỡ nát nổi lên ánh sáng trắng, một nam nhân áo trắng chậm rãi hiện ra, sống mũi thẳng dài, mái tóc màu bạc, đôi mắt sắc bén nhìn Lý Vân Tiêu chằm chằm người đầy sát khí. Các phú sĩ sợ hãi bối rối. Bọn họ chưa từng thấy Tù giận dữ đến thế. Nhưng giây lát sau đã bình tĩnh lại, sát khí ngút trời xông lên trước. Những vũ sĩ biến ra hình dạng bản thể trên trời, quả nhiên là chân linh tạo hình khác nhau. 10 vạn năm nay quy tắc thiên địa thay đổi, trong quá trình diễn biến này bọn họ cũng thay đổi nhiều, đa phần bị suy yếu lực lượng. Siêu hải tộc trong tứ hải đa số là chân linh thời thượng cổ. Bởi vì có huyết mạch truyền thừa, thêm vào ẩn cư thâm hải địa uyên. Cho nên về mặt truyền thừa giữ lại lực lượng ở mức độ tốt nhất, chống đỡ 5 tháng thay đổi mang đến hậu đại biến dị. Có yêu hóa ra hình thú, dùng tứ chi chạy nhanh trên trời. Có lưng mọc nhiều cánh, đập một cách là xé gió bay ra các loại nguyên tố phong, hỏa, lôi, điện. Có trên người lan tràn vảy và góc cạnh, khí thế tranh vanh, chấn bạo hư không. Chân linh chạy rầm rập, sát khí rời núi lấp biển ập đến. Mỗi người đều thấy áp lực chưa từng có. Bàn Nghị bước lên trước, đôi tay chộp hai con quái vật đầu rồng mình bò. Bàn Nghị quát to. Giao hai con xúc sinh này cho ta. Cánh tay Bàn Nghị hiện ra hư quang, thoáng chốc trở nên cứng rắn như sắt, ầm vang ngăn cản hai con cự thú trùng kích, năm ngón tay chộp sừng rồng. Người Bàn Nghị hơi lắc lư, không gian bị chấn ra vết rạn màu đen nhạt. Bàn Nghị trợn to mắt hét to một tiếng. Bàn Long thủ. Hai phù ấn màu vàng to lớn bắn ra từ lòng bàn tay Bàn Nghị, vang tiếng nổ điếc tai. Hai con quái vật ngửa đầu hét thảm,
bị phù ấn quét qua người lớp da nổ bùm bùm, từng vệt máu như mũi tên bắn ra. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói. Các vị hãy cẩn thận, những tên này là sau thượng cổ chân linh, có vài người là chân linh. Liêu Tinh Uyên cười khổ nói. Cảnh tượng như nằm mơ, khi còn sống được thấy chân linh, còn nhiều thế này. Cố Thanh Thanh cười khúc khích. Mỗi ngày đều như nằm mơ, thật tốt. Phi Nghê liếc Vân Sinh lão tổ, lạnh lùng nói. Nô tài, lăn lại đây chịu chết. Vân Sinh lão tổ run lẩy bẩy, cảm thấy sợ hãi. Vân Sinh lão tổ khựng người lại ngay, nói với huynh đệ quỷ mã tộc ở bên cạnh. Nữ nhân thiên phượng chân huyết giao cho các ngươi đối phó. Quỷ mã tộc người lùn liếm môi cười gian. Vậy thì huynh đệ chúng ta không khách sáo, ngươi cũng không có phần máu thiên phượng. Hừ, Vân Sinh lão tổ khẽ hừ nhưng vẻ mặt nôn nóng nói. Đương nhiên rồi. Vân Sinh lão tổ thầm cười nhạt, nghe lời tù vừa nói thì quyết tâm có được nữ nhân thiên phượng, làm gì đến lượt bọn họ. Thiên phượng chân huyết, bổn tỏa cũng muốn một chút. Một luồng sáng lạnh xẹt qua mấy người bên cạnh, lãnh đồng giành trước một bước định tấn công Phi Nghê. Hãy nhìn lại bản thân có bao nhiêu bản lĩnh đã. Hai huynh đệ quỷ mã tộc sắc mặt trầm xuống, vội vàng đuổi theo. Biểu tình ba long trầm trọng quát to. Hóa tu, người bảo hộ tiên nhi rút lui. Hóa tu vội nâng Thủy Tiên lùi ra sau. Tuân lệnh, Thủy Tiên không chịu nhưng bị hóa tu kiềm chặt không thể chống cự. Thủy Tiên tức giận nạt. Tên phế vật dám chống lại ta. Hóa tu biến sắc mặt, thản nhiên nói. Sư tôn có lệnh, không dám không nghe. Sư muội, đắc tội. Hai tay hóa tu bắt ấn biến ra móng vuốt chộp kết giới hình tròn trước mặt nhốt Thủy Tiên vào trong, tránh cho hai ơ loa vào chiến trường gây thêm rắc rối cho người. Hai con long thú kéo liễn bị bàn nghị tay không đánh chết, nhiều vũ giả xông đến nuốt mọi người vào chiến trường. Kiếm khí trong tay Lý Vân Tiêu như hồng sông pha vào trong. Chợt luồng sáng sắc bén giáng xuống đập vào kiếm của Lý Vân Tiêu, chấn từng vòng sáng bắn tứ phía cắt từng miếng không gian. Ha ha ha! Giao nữ xuất hiện ở trước mặt Lý Vân Tiêu, thè lưỡi liếm môi đỏ cười quyến rũ. Ta rất muốn nếm thử nam nhân dám can đảm mắng tù đại nhân có vị máu như thế nào, con người Lý Vân Tiêu co rút, cảm giác não choáng váng nhưng chỉ giây lát, tinh thần lực cường đại trong thức hải quét sạch hết. Lý Vân Tiêu hoa mắt, giao nữ đã công kích đến. Ngón tay ngọc thuôn dài xẹt qua không gian điểm vào trán Lý Vân Tiêu. Phập, trán Lý Vân Tiêu bị ngón tay giao nữ đâm thủng lỗ máu, máu phun ra. A, à, Lý Vân Tiêu kêu thảm một tiếng, khuôn mặt bê bế máu và kinh hoàng, sợ hãi lùi mạng thụt lùi lại trốn, nước mắt chảy ròng ròng lẫn với máu chảy từ cái lỗ, vô cùng thê thảm. Ha ha ha, giao nữ cuồng cười, lắc eo tiến lên trước. Vừa đá lông nheo vừa cười cợt. Thật là nam nhân vô dụng, một chiêu đã thua rồi. Có phải vì thấy ta rất đẹp nên quên đề phòng? Khuôn mặt kinh khủng của Lý Vân Tiêu lộ nét mờ mịt chân chất gật đầu nói. Nàng rất đẹp, ta quên đề phòng. Hi hi, thật không? Giao nữ đến trước mặt Lý Vân Tiêu, khuôn mặt gần sát, thè lưỡi đỏ liếm mặt Lý Vân Tiêu, liếm sạch máu và nước mắt trên gò má trái. Khó ăn quá. Vị máu thường đại biểu cho mùi vị nam nhân, trong máu của ngươi hòa lẫn nước mắt sợ hãi, thật là kẻ bất lực. Nụ cười của giao nữ lạnh băng. Ta không chút hứng thú với nam nhân phế vật. Hu hu hu. Lý Vân Tiêu sợ hãi gào khóc, khuôn mặt mới được liếm sạch trở nên bẩn tèm lem. Bùm một tiếng Lý Vân Tiêu quỳ hai gối trước mặt giao nữ, liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ nói. Ta sai rồi, ta không nên mắng tù đại nhân, nữ vương buông tha ta đi. Xin tha cho cái mạng đê tiện này. Lý Vân Tiêu dập đầu kêu rõ vang, mỗi lần đập vào hư không, máu văng tung tóe. Giao nữ khinh miệt châm chọc nói. Thật là phế vật, giết ngươi chỉ làm bẩn tay. Nhưng vừa rồi ngươi dám nói năng bỗ bã với tù đại nhân, không tha cho ngươi được. Giết ngươi thì có lẽ tù đại nhân sẽ thưởng thức ta, không chừng đặt ta vào hậu cung. Gò má giao nữ ửng đỏ vì hạnh phúc, chìm trong ảo tưởng si mê. Đừng! Đừng giết ta, hu hu hu. Lý Vân Tiêu vẫn đang không ngừng dập đầu, rối rít xin tha, nước mắt nước mũi tèm lem. Giao nữ mới chìm đắm trong mơ mộng hạnh phúc lại bị tiếng gào khóc của Lý Vân Tiêu phá rối, xấu hổ tức tối. Ta phi, phế vật. Giao nữ phun nước miếng, nhấc chân đạp xuống. Rầm. Đầu Lý Vân Tiêu nát bấy, hành cái xác không đầu từ trên trời rớt xuống.
Trên bầu trời vang tiếng tù khen. Giao nữ, làm rất tốt. Không gian dao động nhẹ, tù áo trắng chậm rãi đi ra, trên mặt nở nụ cười khen ngợi. Quả nhiên ta không nhìn lầm giao nữ, từ hôm nay nàng hãy làm phi tử của ta. Đa tạ tù đại nhân. Giao nữ kích động người run rẩy, hai tay khép lại quỳ xuống, mừng phát khóc. Giao nữ nhất định sẽ hết lòng hết dạ hầu hạ đại nhân thật tốt. Khuôn mặt của nàng cũng là hàng thượng thượng đẳng, ta rất thích. Tù từ giữa hư không đi xuống, lại ỷ gần nâng giao nữ dậy. Không biết vóc dáng nàng thế nào, cởi cho ta xem. Một tay tù vươn tay xé nửa bộ đồ ra, lộ ra thịt trắng tuyết, bộ ngực nửa che nửa đầy. Tù cười khẽ xoa bóp ngực giao nữ. Giao nữ rên rỉ mất hồn. Mặt giao nữ hồng hào thở hổn hển, chậm rãi cởi la sam cho đến chỉ còn áo lót. Đột nhiên một tiếng quát to như nước lạnh đổ từ trên đầu xuống, làm người giao nữ run lẩy bẩy. Giao nữ, ngươi đang làm gì? Sắc mặt của tù trở nên dữ tợn, biểu tình tức giận. Giao nữ dùng mình, chợt nhận ra không đúng, tỉnh táo lại ngay. Tù biến mất, bốn phía tĩnh lặng, vô số đôi mắt ngó nàng chân chân. Người vừa gầm lên không phải tù mà là Vân Sinh lão tổ, nàng trợn to mắt rực lửa nhìn chằm chằm cơ thể giao nữ, đôi mắt tràn đầy dục vọng. Tiếng ét xuyên thủng tầng mây, giao nữ khóc chạy, cố gắng che thân thể không mảnh vải. Ha ha ha, chậc chậc, he he, bốn phía rộ tiếng cười, các loại châm chọc kỳ dị, giễu cợt, cười dâm. Giao nữ độc ác nhìn Lý Vân Tiêu đứng gần đó, nàng khóc to vọt lên cao lao vào hải chi xâm lâm, chạy trốn không quay đầu lại. Cố Thanh Thanh tức giận trừng Lý Vân Tiêu, nạt. Sắc ma, người quá ác. Đối phó một nữ hài tử như vậy độc ác còn hơn giết chết nàng. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Ta chỉ trả lại huyễn thuật của nàng cho chính nàng ta, gậy ông đập lưng ông. Làm cái gì là thể hiện dục vọng nộ tâm của nàng ấy, ta chỉ dẫn dắt nàng biểu hiện dục vọng ra ngoài. Hơn nữa nàng muốn giết ta, giết người thân bằng hữu của ta, ai rảnh đâu nghĩ đến nàng là nữ. Già yếu nữ nhân, trẻ em, bệnh tàn, mang thai, trẻ sơ sinh, miễn là kẻ thù thì giết không tha. Cố Thanh Thanh câm lặng. Từ khi giao nữ cởi đồ tự sờ thì toàn chiến trường tĩnh lặng. Giờ giao nữ rời đi, chiến trường lại bùng nổ tiếng giống, sát khí ngập trời dâng lên. Tù đứng phía xa mắt lạnh nhìn mọi thứ vừa rồi, mắt lóe sát khí biến mất tại chỗ. Lý Vân Tiêu đột nhiên cảm nhận nguy hiểm lạ thường buông xuống, nguy hiểm này khiến hắn trực giác không đấu lại. Trong kiếp sống tu luyện nhiều năm Lý Vân Tiêu luôn gặp tình huống còn nguy hiểm hơn lần này. Nhưng khiến hắn cảm nhận áp lực lớn vô cùng thì chỉ có một lần. Là lúc ở Vĩnh Sinh Chi Giới khi đối chiến với Lam Nham Chủ. Tạo hóa cảnh. Từ ngữ khó tin xẹt qua trong não Lý Vân Tiêu, hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra Tù Long sẽ là cường giả tạo hóa cả email protected. Ầm ầm. Cơ thể Lý Vân Tiêu nổ tung, một phương không gian sụp xuống biến thành lỗ đen. Thân hình Tù xuất hiện gần lỗ đen, gã hừ lạnh. Vừa rồi chỉ là tàn ảnh của Lý Vân Tiêu nổ, ngay khi cảm giác nguy hiểm hắn liền thi triển tinh thần lực cường đại thuấn di ra ngoài, tránh thoát một kích. Mấy trăm trượng trước mặt Tù, không gian lung lay, chân thân Lý Vân Tiêu lộ ra. Tuy thoát một kiếp nhưng mặt Lý Vân Tiêu đầy mồ hôi lạnh. Thông qua một kích vừa rồi Lý Vân Tiêu đã chắc chắn lực lượng của Tù đúng là tạo hóa cảnh, nhưng trong đó ẩn chứa kỳ lạ, dường như khí thế đủ nhưng lực lượng thì hụt. Lý Vân Tiêu không nói được là cái gì. Tù công kích một lần rồi đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, sắc mặt âm trầm nhìn Lý Vân Tiêu. Tù bình tĩnh nói, tu vi trưởng thiên cảnh mà thoát được một kích vừa rồi của ta, đúng là khó tin. Trừ tu vi ra dường như cơ thể của ngươi đạt đến dung thông. Dù vậy không thể né thoát một kích của ta, chắc chắn còn có thủ đoạn nào khác. Mắt tù hấp háy như đang suy nghĩ đến cái gì. Lý Vân Tiêu lạnh lùng đáp trả. Một kích tạo hóa cảnh cũng không thể bị thương đến ta, ngươi đúng là kẻ thua cuộc, không uổng là nhi tử của Giận Vũ rác rưởi. Tù cười lạnh nói, ngươi muốn chọc giận ta tiếp đó tìm ra sơ hở. Lý Vân Tiêu cau mày, đúng là hắn có ý tưởng này không ngờ bị đối phương nhìn ra, nhưng kiến thức, kinh nghiệm đời của Tù có nhìn thấu cũng bình thường. Lý Vân Tiêu thản nhiên thừa nhận, đúng thì sao, có giỏi thì đừng giận, con của đồ bỏ. Dù Tù có tu dưỡng siêu tốt cũng phải khùng lên, huống chi gã luôn ăn trước ngồi trên, trước nay sát phạt tùy tâm, làm gì có tu dưỡng. Muốn chết,
hai tay khép lại, long ngữ phun ra khỏi môi, lòng bàn tay tù hướng lên trời. Hà Ai Long phù lăn lộn trong lòng bàn tay tù, mặt trên biến ra một phương thiên địa màu vàng, bên trong có bóng rồng lượn lờ, hiện ra một con rồng nhỏ màu xanh. Hình rồng là ánh sáng ngưng tụ há mồm phun sóng âm chấn vỡ hư không. Lý Vân Tiêu thụt lùi mấy bước, một tay cầm kiếm. Kiếm ảnh khuếch tán quanh người Lý Vân Tiêu, kiếm hình lấp lóe sáng tối hóa thành kết giới. Tiếng rồng ngâm đập vào kiếm giới, toàn bộ kiếm ảnh chấn động bắn ra ánh sáng, không yếu ngược lại mạnh hơn tăng thêm phạm vi kết giới to và íp hần. Lòng Lý Vân Tiêu thầm thắc mắc, tuy chiêu của Tù Long mạnh nhưng kém xa trình độ tạo hóa cảnh, tuy nhiên khí thế đó. Lòng Lý Vân Tiêu nghi ngờ, tay vung kiếm thương chảm hồng, kiếm quang phun ra nuốt vào. Những kiếm ảnh một biến ngàn vạn như ánh sáng chiếu xuống sóng biển, kiếm quang lăn tăn dọc theo rồng ngâm chém qua. Ầm 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 ầm. Không trung vỡ nát, kiếm ảnh tung hoành đầy trời cuồn cuộn lao vào thiên địa màu vàng. Quang long màu xanh nổi lên tầng sáng vang ngăn lại tất cả kiếm quang, phát ra vô số cường quang bắn ra bốn phía. Tù sắc mặt âm trầm, tay không ngừng đổi ấn quyết. Thanh Long phun ra một long phù, thân hình bỗng nhiên biến lớn mấy lần. Rồng ngâm chín tầng mây phá nát toàn bộ kiếm khí, phá không đánh tới. Lý Vân Tiêu bấm lôi quyết, quanh người dâng lên sấm sét đầy trời biến ra lôi thần sau lưng hắn. Hai tay lôi thần bắt ấn quyết, ma kha cổ tự màu vàng bay lượn trong lòng bàn tay Lý Vân Tiêu vỗ vào Thanh Long. Ầm 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 ầm. Cùng là ánh sáng xanh, Long tức đụng thanh lôi biến ra cột sáng kinh người bắn lên hư không. Đập thủng không gian hải chi xâm lâm cái lỗ to. Mặt Tù Lạnh Băng đạp một bước hư không xuất hiện sau lưng Lý Vân Tiêu, hai tay kết ấn thành long chảo vỗ ra. Lý Vân Tiêu nhận ra nguy hiểm đến từ sau lưng, ánh sáng vàng mênh mông lấp lánh biến ra ba đầu sáu tay. Pháp tướng sau lưng Lý Vân Tiêu hai tay bấm ấn quyết đón đánh. Tù kinh ngạc kêu lên. Chân ma pháp tướng. Dường như Tù nhận ra thứ này. Bùm. Hai người va chạm trường. Kinh khí tứ tán, Lý Vân Tiêu cảm giác cánh tay tê dại, dường như bị lực lượng của đối phương ức chế, kim thân không chịu nổi thụt lùi mấy bước. Trên đôi tay Tù mơ hồ hiện ra ánh sáng. Lần này đến lượt Lý Vân Tiêu ngạc nhiên. Hư quang. Đó là lực lượng cơ thể ngang ngửa hư cực thần cảnh, giống y như ánh sáng trên người Bàn Nghị. Bốn cánh tay khác vội kết ấn tụ bên trên thân thể đánh ra sau lưng. Ầm 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 ầm. Lực lượng hai ấn ký đập vào trước mặt Tù, gã buộc phải rút tay về chộp hư không. Ấn quyết nổ tung, lực lượng trùng kích đập vào hai người. Tù lành lặn bình yên, Lý Vân Tiêu tiếp tục thụt lùi mấy bước. Thân thể này, Lý Vân Tiêu ngơ ngờ nhìn Tù, mắt trái là vi ma, mắt phải vi hồng, quanh con người thoáng hiện phủ ấn màu vàng như muốn nhìn thấu Tù. A, à, diệu pháp linh mục, xem ra trên người của ngươi có nhiều cơ duyên thật. Tù lạnh lùng nói. Nhưng làm chủ giới thần bi bản thân là cơ duyên lớn vượt trên tất cả. Tiếc rằng ngươi không biết trân trọng, vậy ta đành trái với ý trời khiến bia này đổi chủ. Hai tay Tù yêu nhã múa trước mặt, một tầng sáng xanh hiện ra trên người gã. Sau lưng Tù ngưng tụ ảo ảnh thanh long ngửa đầu hú dài. Tiếng rồng ngâm cao vút chín tầng trời, Tù và ảo ảnh thanh long chồng lên nhau trong không gian. Tù giơ tay lên chộp trước mặt. Một lóc phù nổ tung trong không trung. Thiên địa chứng lại, hóa thành vuốt rồng to lớn giáng xuống. Con người Lý Vân Tiêu co rút, hàng loạt động tác Tù làm hắn bắt giữ điều gì đó. Lý Vân Tiêu kinh kêu. Ta hiểu rồi. Âm móng vuốt rồng như cột to thông trời xoay tròn trong phạm vi, có màu khác nhau, toát ra lực lượng ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Ngũ hành vận chuyển, sinh sôi không dứt, lực lượng cường đại sinh diệt với nhau, diễn biến thiên địa. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy một phương thế giới sụp xuốc, người hắn bắn ra ánh sáng vàng lưu ly đau khổ đối kháng lại uy năng thế giới. A, à, ngươi hiểu cái gì? Mắt Tù lóe tia khinh miệng, nhìn Lý Vân Tiêu như xem con kiến. Sáu tay Lý Vân Tiêu bắt ấn, 12 luồng sáng vàng bắn ra từ người hắn, đô thiên thần sát trận đột nhiên mở ra, ánh sáng vàng mông lung bay lên từ tay 12 khôi lỗi nối thành một mảnh, mở ra một thế giới. Tù nheo mắt lại. Nét mặt kinh sợ. Thập nhị đô thiên thần sát trận. Đây là, khôi lỗi tâm luyện. Lực lượng ngũ hành của Tù sinh sôi không dứt trong lòng bàn tay diễn biến thế giới, vốn tràn đầy niềm tin sẽ đẻ Lý Vân Tiêu nát bấy. Nhưng 12 kim nhân ra, kết giới đại trận tựa như một tòa kim trung cháo chặn lại lực lượng ngũ hành không ngừng vang tiếng nổ,
Lý Vân Tiêu thở phào, lạnh lùng nhìn Tù. Thân xác này không phải của ngươi. Tù còn đang giật mình vì trận pháp lục đinh lục giáp nghe thế xoay người lại, khóe miệng nhếch cao. Tù cười khẩy nói. Không uổng là diệu pháp linh mục, quả nhiên bị ngươi nhìn ra chút manh mối. Lý Vân Tiêu trả đũa, hắn chào phúng nói. Hồn phách của ngươi là tồn tại tạo hóa cảnh, thân thể thì chỉ có hư quang cảnh, nên thực lực nằm giữa tạo hóa và hư cực. Không uổng là phụ tử, giống y như phụ thân của ngươi. Ngày xưa phong cảnh bao nhiêu cuối cùng thân thể tổn hại, chỉ có thể bám sát người kéo dài hơi tàn. Nhưng ngươi tốt số hơn Giận Vũ, ít ra lực lượng linh hồn chưa giảm bớt. Phụ thân của ngươi thì hồn phách, tu vi rớt xuống chẳng ra cái gì. Tù lạnh lùng nói. Nếu ngươi còn đánh đồng ta với hắn nữa thì ta sẽ giận thật. Ngươi nghĩ ta giống như phế vật kia, bị người hủy đi thân thể, đánh bị thương hồn phách, tham sống sợ chết đến hiện tại sao? Mắt Lý Vân Tiêu lóe tia kinh sợ, lòng dậy sóng thần. Giận Vũ bị người phá hủy thân thể. Cơ thể thượng cổ chân long là đại thành thánh thể, bất tử bất diệt, bản thân tu vi cũng là cường giả giới vương cảnh, trong thiên hạ ai có thể đánh bại được. Lý Vân Tiêu dằn xuống lòng kinh hoàng, bình tĩnh nói. Không lẽ là ngươi tự hủy thân thể, đánh bị thương hồn phách của mình? Nét mặt Tù xa sầm lạnh lùng nói. Miệng ngươi rất tiện, nói cho ngươi biết cũng không sao. Chẳng qua 10 vạn năm nay thiên địa biến đổi lớn, bổn tọa vì phòng ngừa lực lượng sói mòn nên phong ấn thân thể pháp thân cảnh đại viên mãn của mình lại, tạm thời dùng thân thể hư quang cảnh này. Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên. A! À, lòng Lý Vân Tiêu lại dậy sóng lớn. Nếu người này đào ra thân thể phá thân cảnh kia, linh thịt hợp nhất thì sẽ vô địch dưới vòm trời này. Lòng Lý Vân Tiêu nổi lên một nghi vấn. Pháp thân cảnh đại viên mãn, có gì khác nhau với pháp thân cảnh bình thường? Tù kiêu ngạo nói. Đó là tu trọn vẹn tất cả quy tắc pháp thân cảnh, cơ thể mạnh nhất dưới cảnh giới này, tiến thêm một bước là bất diệt thánh thể thật sự. Lý Vân Tiêu đã hiểu, dù cho ở pháp thân tạo hóa cảnh thì tu vi và lực lượng cũng có chênh lệch lớn. Người trước mắt có lẽ từng đứng trên đỉnh pháp thân tạo hóa cảnh. Nói thẳng ra là xếp mấy hạng đầu giới vương cảnh. Nói nhiều như vậy toàn là nói cho ta biết ngươi từng mạnh như thế nào, làm như ta sẽ ở ngươi, Lý Vân Tiêu xì mũi. Nói tóm lại bây giờ ngươi chỉ có trình độ hư cực, tối đa là nửa bước tạo hóa. Tù biến sắc, hư mạnh. Đúng thì sao, chưa đủ để bắt ngươi sao? Phù ấn lại hiện lên vuốt rồng. Lần này hơn 10 long phủ vòng quanh cột ngũ hành. Có luồng sáng ngũ sắc bay lên biến ra ngũ hành chân cương oanh kích vào thập nhị đô thiên thần sát trận. Ầm, ầm, bầu trời rung rinh, kết giới trận quang lập tức giảm bớt một nửa. Lục đinh lục giáp đạp bước liên tục thay đổi phạm vi ứng đối lực lượng oanh kích. Lòng Lý Vân Tiêu thầm giật mình, hắn cảm giác rõ ràng áp lực trên người lục đinh lục giáp. Cột ngũ hành muốn phá trận không dễ vậy, nhưng ngũ hành tương sinh tương khắc. Vòng đi vòng lại, sinh diệt không ngừng, huyễn hóa ra chân cương không ngừng tăng mạnh, rồi sẽ có lúc đánh bại trận quang. Hôm đó tại Vĩnh Sinh Chi Giới, chiến đấu với Lam Nham chủ lục đinh lục giáp chỉ có thể phát huy ra một nửa uy năng, thua thảm. Giờ phút này lục đinh lục giáp dễ dàng chống đỡ cột ngũ hành. Nhưng ngũ hành sinh diệt không ngừng diễn hóa thế giới, ngũ hành chân cương đợt sau mạnh hơn đợt trước, sớm muộn gì phá vỡ trận quang. Hai tay Lý Vân Tiêu bắt ấn giang rộng ra, hắn lơ lửng trong trận. Nhiều ánh sáng vàng phát ra từ người Lý Vân Tiêu, từng ma kha cổ tự tan ra trong ánh sáng vàng như hà quang trùm quanh thân Lý Vân Tiêu. Tù biến sắc mặt kinh kêu. Ma kha cổ thần quyết. Cùng với Lý Vân Tiêu hành động, lục đinh lục giáp tự bắt ấn, di hình đổi ảnh, tốc độ cực nhanh. Chính giữa trận quang, người Lý Vân Tiêu tỏa ánh sáng vàng mông lung thoáng chốc biến siêu dài hóa thành một cự linh màu vàng. Cự linh vươn ra bàn tay to thò vào trong trận, thật nhiều phù văn tùy theo bay lên, hóa thành một cây phương thiên hỏa kích cự linh cầm trong tay. Đại trận rung rinh, mặt lục đinh lục giáp nhăn nhó, hai tay giữ ấn quyết nhưng người run rẩy. Tù biểu tình cực kỳ khó xem, gã nhìn chằm chằm bóng sáng tụ thành thần sát cự linh lại như trông thấy thứ gì đáng sợ, đáy mắt lóe tia sợ hãi. Tù cắn răng nói, có thể ngưng ra hư thân thần sát, chết tiệt. Tù giơ tay lên. Ánh sáng năm màu ngũ hành vòng quanh năm ngón tay. Năm cột sáng biến to gấp đôi, ngũ hành chân cương khủng bố nổ ầm ầm như hai thế giới va chạm. Hải chi xâm lâm rung bần bật. Trong trận, Lý Vân Tiêu chậm rãi tập trung nhìn, chợt u vinh tay phải.
thần sát hư thân lấp lánh mấy cái, giơ phương thiên họa kích chém vào cột sáng ngũ hành ngoài trận. Ầm 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 ầm. Kết giới trận pháp tan vỡ, người lục đinh lục giáp phát ra tiếng trầm đục cứ gỗ, hóa thành hư quang bay hướng Lý Vân Tiêu. Phương thiên họa kích đâm vào ngũ hành chân cương, khuấy động, cả thế giới vỡ tan. Ầm 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 ầm. Trời sụp đất nứt, cả hải hoàng điện rung rinh, mọi người đang đánh túi bụi kinh hoàng tách ra, cẩn thận né tránh dư ba bắn ra. Trên bầu trời hải chi xâm lâm vỡ nát, lực lượng thế giới nổ tung như mặt trời nóng cháy chiếu cả thế giới trắng bệch. Vân Tiêu ca ca, phu quân, Vân Minh chủ, các tiếng gào thét không ngừng vang lên, người Thiên Vũ Minh hoảng sợ nhìn mặt trời nóng cháy kia, cảm nhận lực lượng khó tin. Một kích kia đánh trúng thì Lý Vân Tiêu không chết hơn phân nửa cũng bị thương nặng. Mặt trời nóng cháy chậm rãi tối đi, cách bên trái ngàn trượng, mặt Tù tái nhợt, mắt đầy lệ khí. Tay phải Tù chắp sau lưng, bàn tay đẫm máu. Mạch máu trong cánh tay Tù đứt toạc, hư quang thấp thoáng không thấy vết thương, chúng đang chậm rãi khép lại. Nhưng Tù cảm thấy tốc độ lành đó cực kỳ chậm và vô dụng. Tuy rằng có được thân hình nhân loại hư quang cảnh nhưng dù sao không phải thân thể long tộc, các loại thần thông khó mà thi triển, không có linh hồn tạo hóa cảnh. Bên kia mặt trời nóng cháy, cách xa mấy ngàn trượng, Lý Vân Tiêu hiện hình, cũng rất chật vật, người đầy máu. Phu quân, ánh sáng đỏ chợt lóe, một đoàn lửa đáp xuống bên cạnh Lý Vân Tiêu biến ra chân thân phi nghê. Nàng lo lắng xem xét vết thương của Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu thở hắt ra. Ta không sao. Lý Vân Tiêu vận chuyển nguyên công, vết thương trên người dần lành lại. Hóa Tu cực kỳ tức giận nhìn Tù chằm chằm, hung tợn nói. Phu thê chúng ta hợp sức cùng nhau đánh chết con sâu Tù đi. Hừ, nàng còn rảnh rỗi đến đối phó ta sao? Tù cười lạnh nói. Nàng gọi hắn là phu quân, ta phải giết Lý Vân Tiêu mới được. Phi Nghê kinh ngạc hỏi. Ta gọi hắn là phu quân liên quan gì ngươi? Mắt Tù bắn ra tia sáng, gã liếm môi nói. Thiên phượng chân huyết của nàng sắp đại thành, chờ khi ta lấy lại chân thân thì kết hợp với ta sẽ hỗ trợ ta phá tan trói buộc tạo hóa cảnh đại viên mãn, trở thành vương một giới. Cút, lưu mạnh chết tiệt. Mặt Phi Nghê đỏ rực tức giận mắng. Đồ không biết xấu hổ. Tù nhếch mép cười nhạt. Tuy nàng gọi hắn là phu quân nhưng ta nhìn ra được nàng vẫn là nguyên thân thiên phượng. Chậc chậc, hôm nay Lý Vân Tiêu phải chết, nếu bị hắn cuỗm tay trên thì ta biết đi đâu khóc. Lưu manh, chết đi. Phi Nghê tức xì khói, người bùng cháy lửa cao vút hóa thành vòng xoáy. Nhiệt độ trên trời tăng cao, ảo ảnh thiên phượng chậm rãi hiện hình trong lửa, toát ra hơi thở khủng bố. Lý Vân Tiêu vội ngăn Phi Nghê lại. Khoan, giao nơi này cho ta, nàng đi hỗ trợ cho mọi người. Vẻ mặt Lý Vân Tiêu giàu lo, đám người Ba Long không đánh lại những chân linh, luôn bị yếu thế, nếu rút Phi Nghê ra thì càng nguy hiểm chập tùng. Nhưng mà, Phi Nghê không chịu đi, người bên dưới có chết hết cũng không quan trọng bằng mạng sống Lý Vân Tiêu. Trong mắt Phi Nghê thì hai chuyện này không thể so sánh, nàng không muốn đi. Tù lạnh lùng nói. Hừ, thật là phu thê tình thâm. Tuy Tù không vui nhưng không ghen tị. Dù gì Tù muốn có Phi Nghê chỉ vì lực lượng thiên phượng, gã không thật sự thích nàng. Nếu vậy thì phu thê các ngươi hãy xem cho kỹ những người này chết trước mặt các ngươi. Tù quét mắt hướng đám chân linh, lạnh lùng nói. Sao tất cả đứng ỉ ra đó, còn không ra tay? Chúng linh bị ánh mắt lạnh băng quét qua, tim run rẩy, sát khí ngút trời giết hướng đám người Ba Long. Nhóm Thiên Vũ Minh, Hải Hoàng Điện hết hồn, lại lần nữa vận chuyển nguyên công chuẩn bị nghênh chiến. Đột nhiên một thanh âm chất chứa than thở văng vẳng. Dừng tay hết đi. Mọi người ngây ra, trong mắt đảo qua. Thanh âm kia phát ra từ người Thủy Tiên. Cơ thể Tù run rẩy, con người co rút, nét mặt kinh hoàng. Người Thủy Tiên tỏa ánh sáng vàng, pháp hào liên đài chậm rãi bay ra, nở rộ. Mỗi cánh hào có kim phù nhỏ xíu bay lên, mấy ngàn vạn chữ rậm rạp hợp thành ma trận lấp lánh trên đài sen như một thiên kinh văn. Con người Lý Vân Tiêu co rút. Đó là, những phù văn nhỏ xíu đó tuy như kinh văn nhưng không phải, nhìn cấu tạo thì rất giống với hư quang pháp tắc mà Lý Vân Tiêu từng thấy. Chỉ chốc lát những phù văn giống hư quang pháp tắc đã biến mất. Sau đó đài sen có ảo ảnh lắc lư, thanh âm hờ hững phát ra từ hoa sen. Bi tai lục thức, trầm luân bát khổ, không có ai chừng tuệ kiều.
Bóng người trên Như Thị Ngã Văn rõ ràng hơn, tuy vẫn là trạng thái nửa trong suốt nhưng đã có đường nét vòng ánh sáng. Người Ba Long run bần bật hét thất thanh. Tổ tiên hải thần. Tuy Lý Vân Tiêu cũng giật mình nhưng bình tĩnh hơn nhiều. Lúc trên Đông Hải Lý Vân Tiêu đấu với Bắc Minh Thiên Lộc cũng từng xuất hiện ảo ảnh và câu thơ đó. Lý Vân Tiêu nhớ Thủy Tiên từng hét lên tổ tiên, nhưng khi ấy hắn không để bụng. Lý Vân Tiêu liếc Thủy Tiên, nàng trong trạng thái nửa mơ hồ bị hóa tu dùng thần dịch lực kéo lơ lửng trên cao. Tù cắn răng nói. Ba mộc. Lòng Ba Long run rẩy, nghe câu đó thì không còn nghi ngờ gì nữa. Ba Long vội tiến lên quỳ lạy. Tử tôn vô năng Ba Long xin bái kiến tổ tiên đại nhân. Ảo ảnh trên Như Thị Ngã Văn chậm rãi mở mắt ra, vươn tay nâng hờ. Ba Long, người đứng lên đi. Ba Long kinh sợ đứng dậy, nỗi lòng rối ren không biết miêu tả làm sao. Tuy Ba Long hơi giật mình, khó chấp nhận nhưng tóm lại là kích động và hưng phấn. Ba Mộc ngẩng đầu lên nhìn Tù, mỉm cười gật đầu nói. Tù Long, rốt cuộc ngươi vẫn đến. Nhảm nhí. Tù tức giận quát. Chân thân của bổn tọa còn trong tay ngươi, sao bổn tọa không đến được? Một câu làm toàn trường hết hồn. Lý Vân Tiêu rất ngạc nhiên, hắn vừa mới biết Tù không dùng cơ thể của mình, không ngờ chân thân của gã bị trấn áp ở Hải Hoàng Điện. Mục đích chuyến đi này chắc vì Tù muốn chân thân của mình. Nhưng mà... Lý Vân Tiêu trầm ngâm, Tù mới nói chân thân là do gã tự phong ấn, chẳng lẽ bị Ba Mộc cướp đi? Không chỉ Lý Vân Tiêu, mọi người đầu óc hoang mang. Ba Mộc gật gù. Đúng là nên đến. Tù nói. Ngươi trả chân thân của ta lại thì ta sẽ đi ngay. Dường như Tù không muốn đối đầu với Ba Mộc. Ba Mộc nói. Ta có thể cho ngươi chân thân mà ngươi muốn nhưng có một yêu cầu. Tù sửng sốt, cứ tưởng chuyện này vô cùng khó khăn ai ngờ Ba Mộc đồng ý dễ dàng vậy. Tù buột miệng hỏi. Yêu cầu gì? Ba Mộc nói. Tham gia Thiên Vũ Minh, lập tâm thể phụ trợ Lý Vân Tiêu nghênh tiếp ma chiến. Cái gì? Yêu cầu thốt ra, mọi người ngây ngẩn, đặc biệt là Lý Vân Tiêu, hắn mơ cũng không nghĩ ra Ba Mộc yêu cầu điều này. Tù ngây người, đột nhiên cười như điên. Ha ha ha, ha 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 ha. Nguyên Hải Chi Xâm Lâm tĩnh lặng, chỉ có tiếng cười của Tù tràn ngập thiên địa. Tù cười đến cong lưng. Tiếng cười ngừng bặt, Tù mặt lạnh lùng nói. Ngươi đang kể chuyện cười sao? Ba Mộc mỉm cười nói. Ngươi và ta quen biết đã lâu, ngươi cảm thấy sao? Tù âm trầm nói. Bắt ta nghe theo hiệu lệnh của nhân loại này, mệt ngươi nghĩ ra ý tưởng hoang đường như thế. Dù hắn có là chủ giới thần bi cũng không được. Ba Mộc chắp hai tay trước mặt, khẽ thở dài. Vậy đành chờ đến khi ngươi lại đến lấy chân thân. Tổ cha nó. Tù nổi khùng, vứt bỏ phong độ chửi thề. Tù tức giận quát. Hôm nay ta nhất định phải mang chân thân đi, nếu không sẽ san bằng Hải Hoàng Điện, giết hết người Ba gia của ngươi. Ba Mộc thản nhiên nói. Nhiều năm rồi sao ngươi còn bạo lực vậy? Trời sinh không đổi được, hơn nữa bổn tọa không muốn sửa. Hai ngón tay Tù chỉ xuống dưới, lạnh lùng nói. Nếu hôm nay ngươi không thỏa hiệp với ta thì chỉ có đường hủy diệt. Ba Mộc ngẩng đầu lên, trong mắt chứa ý cười. Hôm nay đến lấy chân thân của ngươi không chỉ có một mình ngươi. Cái gì? Lòng Tù rung lên hoảng hốt hỏi. Ý ngươi là sao? Người Thiên Vũ Minh hoang mang nghe, chẳng lẽ có ai đó cũng đến cướp thân thể Tù? Còn người Tù co rút, thần thức khuếch tán bốn phương tám hướng. Lý Vân Tiêu biết cơ thể của Tù là háp thân cảnh đại viên mãn, ai có được nó sẽ tận dụng rất lớn, đây là chân bảo khoáng thế. Trong Hải Chi Xâm Lâm bỗng chốc tĩnh lặng. Mọi người lén phát thần thức ra ngoài. Tất cả, bao gồm Lý Vân Tiêu đều không thu hoạch được gì, không phát hiện bất cứ tung tích nào. Tù cười khẩy nói. Ba Mộc, sao ngươi đã học được trò cố làm ra vẻ? Ba Mộc mỉm cười nói. Trước giờ chỉ có ngươi lừa ta, ta chưa từng lừa ngươi. Tù biến sắc mặt, hơi xấu hổ nhưng lập tức bình thường trở lại. Vậy ngươi nói rõ ràng, còn ai mơ ước chân thân của bổn tọa? Trong Hải Chi Xâm Lâm này tuyệt đối không có người đó. Ba Mộc cười hỏi lại. À, ngươi chắc chắn vậy sao? Lý Vân Tiêu thầm thắc mắc, với tinh thần lực thuật thần của hắn cũng không phát hiện được gì. Nếu có người ẩn núp thì thuật ẩn núp của người đó quá nghịch thiên. Tù tự phụ kiêu ngạo nói. Đương nhiên, không nói trong thiên hạ không có người có thể tránh đi ta tra xét nhưng không nhiều.
Ba Mộc cười nói. Hay chúng ta đánh cuộc đi, nếu ta có thể tìm ra người đó thì ngươi đồng ý điều kiện ta đã nêu, ta vẫn sẽ trả chân thân cho ngươi. Nếu ta thua thì trả chân thân cho ngươi, hủy bỏ điều kiện. Tu ngẩn ngơ, do dự trầm ngâm. Tuy Tu rất tự tin nhưng điều kiện bắt gã tham gia Thiên Vũ Minh, nghe lệnh Lý Vân Tiêu, nếu thua thì... Chết tiệt! Tu cũng biết trong thiên hạ tồn tại người có thể né tránh gã tra xét. Tu lại thả thần thức dò xét bốn phía, vẫn không thu hoạch được gì. Nhưng Tu không muốn mạo hiểm, gã hừ lạnh. Cái gì tính cái đó, đừng hòng dụ ta. Ai biết trong lòng ngươi thiết kế mưu đồ gì? Ba Mộc mỉm cười nói. Ha ha ha, Tu, ngươi trở nên nhát gan. Mắt Ba Mộc chất chứa nghiền ngẫm. Tu bị Ba Mộc nhìn rất khó chịu, hừ mũi. Tùy ý ngươi nói sao, quyết định lộ mặt lên, là trả chân thân lại hay chờ ta giết hết các ngươi rồi tự mình đi lấy. Ba Mộc khẽ thở dài. Ngươi không tin thì chịu, nếu đánh nhau sẽ bị người ngư ông đắc lợi. Tu lạnh giọng nói. Ta không muốn nghe ngươi nói nhiều nữa. Tu cực kỳ tự tin vào thực lực của mình, dù có người trốn tránh đâu đó cũng chẳng sợ. Điều này chứng minh thực lực người ẩn núp khá kém, không thì núp làm gì. Ánh mắt Tu lạnh lùng, gã ra lệnh. Mọi người nghe lệnh, toàn bộ, giết. Đám người Vân Sinh lão tổ đồng thanh kêu lên. Tuân lệnh. Đặc biệt mấy người Vân Sinh lão tổ sợ nhất hai phái Đàm Hòa. Vậy vị trí của bọn họ lúng túng, chắc chắn Hải Hoàng Điện sẽ không tìm Tù tính sổ nhưng bọn họ thì khác. Nếu Tù đi, Hải Hoàng Điện truy cứu thì bọn họ xui xẻo. Nếu chỉ có một mình Ba Long thì không sợ, nhưng hiện tại có Thiên Vũ Minh, Hải Thần năm đó thống nhất tứ hải vang dội cổ kim. Nếu không giết sạch đám người này thì tình cảnh của bọn họ nguy hiểm. Nên bây giờ người hy vọng giết chóc nhất là nhóm Vân Sinh lão tổ, nhận được lệnh bọn họ liền dốc sức xung phong. Lý Vân Tiêu lấy giới thần bi ra tùy tay vỗ, hai luồng sáng bắn ra biến thành sán và trác. Lý Vân Tiêu tràn đầy xin lỗi nói. Lại phải làm phiền hai vị đại nhân, thật là áy náy không yên. Trác cười xòa. Vân Minh chủ khách sáo. Sán nhẹ gật đầu nói. Hai chúng ta không có nhiều thời gian, khi còn sống có thể phát huy chút sức, làm ít chuyện cho thiên vũ giới là vinh hạnh của chúng ta. Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên. Sao có thể như vậy? Thời gian của hai vị. Sán nói. Vân Minh chủ đừng để bụng, làm người đều phải chết. Hai chúng ta có thể sống đến bây giờ, đời này không còn gì tiếc nuối. Trác cười to nói. Ha ha, đừng nói nhảm nữa. Chậc chậc, không ngờ lúc trước hội chiến ma tộc, hiện tại hội chiến chân linh, hoài niệm thật. Hai đại yêu mắt bắn tia sáng hung ác hét to xông lên. Lý Vân Tiêu nói với Phi Nghê đứng cạnh mình. Nàng đi qua chợ trận đi, có hai vị đại năng yêu tộc, hải thần tiền bối thì chưa biết ai thắng ai thua. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn Tù. Tù biến sắc mặt, biểu tình cực kỳ khó xem. Lý Vân Tiêu nói không sai, Sán và Trác đều là cường giả hư cực cảnh. Tuy Thiên Vũ Minh ít người nhưng trừ huynh muội Đoan Mộc. Toàn là hư cực thần cảnh. Hơn nữa Ba Mộc hải thần tuy chỉ có một tàn ảnh trên như thị ngã văn nhưng ánh sáng vàng trên thánh khí khuếch tán như ánh nắng chiếu vào thân thể mọi người, cho cảm giác bình yên. Đám người Thiên Vũ Minh, Hải Hoàng Điện lòng tĩnh lặng như nước, không hoảng không loạn. Ba Mộc hải thần chưa từng ra tay, chỉ ngồi trên đài sen chậm rãi vận chuyển ánh sáng vàng. Điều này khiến Tù bối rối, tinh thần không yên. Tù hiểu biết Ba Mộc tuyệt đối không chỉ có bấy nhiêu sức mạnh. Phi Nghê lo lắng nhìn Lý Vân Tiêu, nhưng thấy thái độ của hắn kiên quyết thì không dám cãi. Phi Nghê gật mạnh đầu hóa thành đoàn lửa biến ra ảo ảnh thiên phượng đốt trong chân linh. Nô tà, còn không mau quỳ cho bản cung, gọi chủ nhân. Phi Nghê thấy Vân Sinh lão tổ giết hăng say, nàng lắc mình tới trên đầu gã. Hai tay Phi Nghê kết ấn, trong ấn chứa bức tranh phượng tường cửu thiên mang theo lửa vô biên, uy năng to lớn giáng xuống. Chết tiệt! Người Vân Sinh lão tổ run cầm cập, hai chân run run đứng không vững. Lòng. Vân Sinh lão tổ đốt cháy lửa giận, nhục nhã tràn ngập. Vân Sinh lão tổ thi triển những gì học được cả đời, kết ấn nghênh đón. Ầm 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 ầm. Hai ấn va chạm nổ tung, uy năng vô biên thổi quét thiên địa. Vân Sinh lão tổ nổ văng vào lòng đất, quảng trường đằng trước Hải Hoàng Điện lộ ra cái hố to, nhiều chân linh rớt xuống. Trước cái hố lóe ánh lửa. Phi Nghê đáp xuống một bên, ngực hơi phập phồng, hiển nhiên cũng bị thương.
Nhưng so với Vân Sinh lão tổ bị đánh mất tâm thì Vân Sinh lão tổ đã khá hơn nhiều. Sắc mặt của Tù càng thêm khó coi, âm trầm sắp nhỏ ra nước. Quỷ mã tộc người lùn cũng biến sắc mặt. Vân Sinh lão tổ đụng độ cô nương này rất chịu thiệt. Không chỉ linh hồn bị ức chế mà công pháp dường như bị thiên phượng khắc chế. Để huynh đệ hai ta đối phó thiên phượng cho. Quỷ mã tộc vạm vỡ lên tiếng. Được. Hai huynh đệ biến thành bóng đen từ hai bên lao qua. Vô sỉ. Cố Thanh Thanh chạy ra, hai tay biến trưởng trước mặt, ánh sáng đỏ quanh quẩn bay múa vỗ vào một bóng đen. Cố Thanh Thanh nạt. Hai đánh một, còn là với nữ hài tử, các người thật nam nhân. Thái Du Hồng Trần quyết vỗ vào bóng đen, quỷ mã tộc lùn bị chấn văng ra. Hai người cùng thụt lùi mấy bước, lực lượng ngang nhau. Bóng đen khác lượn vòng trên cao đánh lén hướng Phi Nghê. Phi Nghê cười lạnh một tiếng, hai tay giương ra bay đi. Tư thế nhẹ nhàng như chim phượng về tổ, lượn vòng trong rừng. Tuy chạy trốn nhưng Phi Nghê biểu hiện nhẹ nhàng, rất là tiêu dao. Quỷ mã tộc vạm vỡ thì đánh hụt, mặt xanh mét khẽ hừ đuổi theo. Lý Vân Tiêu nhìn Tù đứng phía xa, xì cười giễu cợt. Xem ra không cần Hải Thần Đại Nhân ra tay thì thế cục đã đảo ngược. Thật ra trong lòng Lý Vân Tiêu rất lo âu, có Sán và Trác Tham Chiến chỉ có thể nói thế ục tốt hơn một chút, nhưng nếu cứ đánh tiếp e rằng thua nhiều thắng ít. Nên Lý Vân Tiêu cố ý châm chọc làm Tù rối loạn, do đó tìm ra sơ hở của gã. Quả nhiên Tù biểu tình cực kỳ khó xem. Không phải vì Lý Vân Tiêu châm chọc có hiệu quả mà do đối thủ Tù e ngại nhất, Ba Mộc chưa ra tay. Ba Mộc như hòn đá đè nặng ngực Tù. Tù không nhịn được nữa. Ba Mộc, 10 vạn năm đã qua, lại cho ta lĩnh giáo cao chiêu của ngươi đi. Tù bay lên cao, ánh sáng xanh trên người biến ra hình rồng gầm giống sông lên. Muốn chiến với Ba Mộc tiền bối phải qua ải ta đã. Lý Vân Tiêu lắc người biến thành tia chớp lao nhanh thoáng chốc xuất hiện bên dưới thanh long, kiếm vung lên cao. Xoẹt 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 xoẹt. Tiếng không gian xé rách liên tục vang dưới kiếm thương chạm hồng. Kiếm cương đón gió hóa thành kiếm hình trắng mênh mông chém hướng thanh long. Ầm 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 ầm. Thanh long bị kiếm quang đánh nát, kiếm hình cũng đột nhiên nổ tung. Lý Vân Tiêu bị long uy trùng kích, khí huyết cuồn cuộn bay ngược ra xa mấy trăm trượng để tiêu trừ trùng kích. Tù tức xì khói rít gào. Lý Vân Tiêu, người rất đáng chết. Người Tù run lẩy bẩy, trán nổi gân xanh chi chít. Lý Vân Tiêu lắc ngón tay cười khẩy nói. Tức giận là biểu hiện của kẻ yếu, người làm tuyệt đại cường giả nên lấy thực lực ra nói chuyện mới đúng. Tù âm trầm nhìn Lý Vân Tiêu một lúc, vẻ mặt tức giận từ từ giãn ra. Tù cắn răng nói. Ta không cần thiên phượng chân huyết nữa, người đừng xen vào chuyện của ta. Lý Vân Tiêu nhìn biểu tình cố nhịn của Tù, lòng thầm khen người này không uổng là kiêu hùng một đời. Tuy Tù đang giận dữ nhưng cố kiểm soát cảm xúc. So với thiên phượng chân huyết thì lấy về chân thân mới là quan trọng nhất. Miễn trở lại pháp thân cảnh, đến lúc đó lấy thiên phượng chân huyết dễ như trở bàn tay. Nhưng sao Lý Vân Tiêu có thể để Tù như nguyện, cười lạnh nói. Thiên phượng chân huyết từ khi nào tùy ý ngươi lấy hay bao? Từ đầu đến cuối thiên vũ minh cột chặt với Hải Hoàng Điện. Vậy ngươi đi chết trước đi. Một tay Tù bắt ấn long ấn, người tỏa ánh sáng xanh rực rỡ. Ngũ hành chân cương biến đổi quanh người Tù ngưng tụ thành 5 cự long. Tù mất kiên nhẫn, gã hiểu rằng mình phải trừ khử Lý Vân Tiêu. Ba Mộc và Lý Vân Tiêu, miễn Tù giết được một người đã không uổng chuyến đi này. Pháp thân thì đã đặt đó 10 vạn năm, Tù không để bụng giữ thêm mấy ngày. Kiếm thế của Lý Vân Tiêu xoay chuyển vội vàng ném ra lục đinh lục giáp, biến ra 3 đầu 6 tay bắt ấn cảnh giác đề phòng. Lý Vân Tiêu thấy quyết tuyệt, sát ý từ mắt Tù. Không dám sơ sẩy. Lục đinh lục giáp đáp xuống quanh người Lý Vân Tiêu, thân thể dâng lên ánh sáng vàng ngưng tụ thần sát hư thân giơ kích đứng. Ngũ long phá thiên. Quanh người Tù ngưng tụ long vực màu trắng phạm vi ngàn trượng, mơ hồ có bóng hình cự long. 5 con rồng ngũ hành xoay quanh, từ 4 phương 8 hướng giáng xuống. Không gian bị long cương khuấy động đất rung núi chuyển, mỗi người cảm nhận uy áp to lớn. Con người Lý Vân Tiêu co rút. Kiếm ảnh đầy trời nối đuôi nhau vào kiếm thương chạm hồng, 9 đóa hoa trắng loang lổ lần lượt hiện ra trên thân kiếm. Tựa như kiếm chém ngôi sao rồi lại như bay. Thần sát hư thân hai tay cầm kích chĩa hướng Tù, ánh sáng vàng khủng bố không ngừng tuôn ra từ người thần sát hư thân.
Chiến kích từ trong suốt dần ngưng thực. Kiếm trong tay Lý Vân Tiêu đột nhiên chém ra, chín đóa hoa trắng từ sau tới trước lần lượt nở rộ. Thế giới trong kiếm trở nên chậm chạp tĩnh lặng. Cho người thị giác thời gian trôi chậm, nhưng nó không nên xuất hiện trong trường hợp này. Thần sát hư thân nhanh chóng đánh ra chiến kích, muôn vàn ánh sáng tan biến trên thân kích cho người cảm giác tốc độ cực độ, vọt lên dứt khoát vô cùng. Ầm 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 ầm. Hai lực lượng sát nhau bắn lên đánh vào ngũ hành chân cương đang lao xuống. Từng vòng lực lượng khủng bố khuếch tán bốn phương tám hướng. Ầm 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 ầm. Ánh sáng sặc sỡ không chỉ chấn vỡ hư không đất đai trong không gian hải chi xâm lâm bị cuốn vào. Quảng trường chìm trong hỗn loạn, hải hoàng điện bị trùng kích từng mảng sụp đổ vỡ nát. Ba long giống to. Nhu vi. Ba long ra tay biến ra kết giới bảo vệ hải hoàng điện sụp đổ. Ba mộc thay đổi ấn quyết, ánh sáng vàng mông lung khuếch tán từ đài sen ngưng tụ thành bình chướng ngăn cách mọi trùng kích. Ba mộc ngước mắt nhìn trung tâm vụ nổ, khẽ thở dài. Tù, tại sao từ đầu đến cuối ngươi không chịu tin ta? Ngũ hành chân cương hóa long trực tiếp đánh nát Lý Vân Tiêu và thần sát hư thân hợp sức ra một kích, nhưng chính tù cũng không chịu nổi. Hư quang mông lung hiện ra trên người tù đối kháng lại xung lực khủng khiếp. Chợt tim tù rớt cái bịch, cảm giác nguy hiểm tột độ sinh ra trong người gã, hơi thở đó rất quen thuộc. Tù như rơi vào hầm băng, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Một thanh âm thản nhiên vang lên sau lưng tù. Tại sao ngươi không chịu tin ba mộc? Thân hình từ từ hiện ra. Tù cảm giác lỗ chân lông toàn thân mở ra, nguy hiểm và nỗi sợ hãi khủng khiếp lan tràn trong lòng. Tù dốc hết sức giống to. Giận vũ, dù có chết ta cũng phải kéo theo ngươi. Tù quay nắm đấm đánh hết sức ra sau lưng. Ầm 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 ầm. Phía sau bị nổ ra cái lỗ đen. Con người tù nở to lộ vẻ mặt tuyệt vọng, sau lưng không có người, gã trung kế. A, à, Ngô Nhi, vẫn cứ ngây thơ như xưa. Giọng giận vũ lạnh lùng vang bên cạnh tù, gã hiện hình. Long quyền, vô lượng quang. Chín hạt giữa vụ nổ hỗn loạn không chịu nổi lại nở rộ ánh sáng trắng bệch bắn thẳng lên trời. Đôi mắt Lý Vân Tiêu biến sắc chân chân nhìn đằng trước, tràn đầy giật mình. Lúc trước thấy thân hình giận vũ thì Lý Vân Tiêu không dám tin, mãi đến lúc này long quyền vô lượng quang nở rộ hắn mới tin tưởng. Tù hộc ngụm máu trong ánh sáng trắng bệch. Long quyền đập vào ngực tù, trái tim bên trái nứt rạn trăm ngàn vệt ứa máu. Thân thể hư quang bị một đấm đánh bại, nội tạng vỡ nát, tù phun ra ngụm máu đen. Hai bóng người giàn sát trong ánh sáng trắng. Mắt tù chất chứa thù hận vô tận, giận vũ thì mắt lạnh băng. Hai người là phụ tử nhưng chẳng có một chút tình cảm, chỉ có vô tình và hận. Ta rất hận, không thể giết ngươi được. Ngươi là nhi tử của ta, làm sao giết ta được? Mắt giận vũ chứa cười nhạt và trào phúng, một chút thương hại. Hài nhi tội nghiệp của ta, mắt của ngươi không cam lòng vậy sao? Chậc chậc, khiến phụ vương rất đau lòng. Nếu đã đau vậy, đau nát luôn đi. Con người tù co rút, người phát ra tiếng tim đập, không gian bốn phía rung theo. Tiếng tim đập vang rõ to, sự sống cực kỳ yếu ớt tuôn trào như suối. Giận vũ kinh ngạc kêu lên. Cái gì? Giận vũ xoe tròn mắt giật mình hét lên. Trái tim cơ thể của ngươi. Hơi thở trên người tù dâng cao đến cực độ, không cam lòng trong mắt sớm biến thành giễu cợt và quyết tuyệt. Tù cười gằn. Có lẽ đây là vận mệnh. Vận mệnh chọn cho ngươi chết trong tay ta. Trái tim thân xác này nằm ở bên phải. Dứt lời tay trái tù ghì chặt cánh tay giận vũ xuyên lồng ngực mình, năm ngón tay bấu chặt thật chặt như sợ giận vũ thoát ra. Tù ưỡn người tới rước, năm ngón tay phải khép hờ, ngũ hành chân cương xoay tít. Ngũ long phá thiên. Dốc hết sức, năm con rồng lượn vòng trên lòng bàn tay tù, gã đánh một đấm muốn nghiền nát tim giận vũ ra. Đôi mắt sắc lạnh thù hận phản chiếu tia sáng hưng phấn, tù nhếch mép cười nanh chanh, dường như rốt cuộc hoàn thành tâm nguyện. Nhưng giây lát năm hình rồng đông lại, cánh tay tù khựng giữa chừng. Cái gì? Tinh thần tù rung động nhiều, cảm giác lực lượng tói buộc cực kỳ cường đại như quy tắc thiên đạo áp chế toàn thân gã, lực lượng không ngừng tan biến. Bùm! Một đấm đánh vào ngực giận vũ nhưng không chứa nhiều sức mạnh, một chút ánh sáng ngũ sắc bị vảy rồng chặn lại. Vỡ tan ngay đầu nắm đấm. Lý Vân Tiêu cũng giật mình nhưng bình tĩnh hơn nhiều. Lý Vân Tiêu ngước lên nhìn, trên đầu hai người ngưng tụ hái cực âm dương ngư, phong ấn không gian trăm trượng.
Trong phòng ấn mơ hồ thấy thân hình vạm vỡ, đầu mọc đôi sừng, khoanh tay trước ngực, đeo kiếm đứng. Ha ha ha, vận mệnh lựa chọn sao? Thật là số phận đáng buồn. Mới rồi giận Vũ còn hoảng loạn đổi thành ngạo nghễ châm chọc, tàn nhẫn khinh thường nói. Phong Yếu Ly, giết hắn. Thân hình đeo kiếm dưới phong ấn quang minh Phong Yếu Ly, gã nhướng mày nói. Như ngươi mong muốn. Một tay Phong Yếu Ly bấm kiếm quyết, lãnh kiếm băng xương keng bay lên chém thẳng xuống. Xoẹt. Ánh sáng lạnh lướt qua, người tù phát ra tiếng dã như kim loại, lồng ngực bên phải bắn ra cột máu. Máu tươi như mũi tên bắn vào người giận Vũ, nhuộm đỏ người gã. Phong Yếu Ly khinh miệt châm chọc nói. Ngực phải ngực trái đều bị đánh nát, chắc ngươi sẽ không nói trái tim của ngươi nằm trong bụng đi. Biến cố làm đám người Vân Sinh lão tổ tinh thần hoảng hốt ngơ ngác đứng phía xa, không biết nên làm sao. Các chân linh hốc mắt muốn nứt ra, miệng phát ra thanh âm kỳ dị điên cuồng xông lên. Giận Vũ gồng sức giật cánh tay tù ra, hai người đều ở dưới phong thiên ấn, bị hạn chế sử dụng lực lượng. Giận Vũ ngửa đầu hét to. Mau ra tay, thân xác này của hắn là hư quang cảnh, không chết dễ như vậy. A, mắt Phong Yếu Ly bắn ra tia sáng lạnh, một tay bắt ấn, lại lần nữa vung kiếm quang. Bóng người trên phong thiên ấn chợt lóe, một con rắn nhỏ màu bạc bắn xuống. Thân rắn tỏa ánh sáng chói mắt do các khối vảy chồng lên nhau. Kiếm quang Phong Yếu Ly xoay chuyển chém vào người rắn bạc. Phong Yếu Ly quát to. Ai đó? Con rắn bị đẩy ra, ngọ nguậy mấy cái trên cao, ra là cây roi màu bạc. Đầu bên kia nằm trong tay một nữ nhân, mặt lạnh băng, là giao nữ lúc trước chạy trốn. Giao nữ thay chiến y lấp lánh sắc bén như hòa thành một với roi dài. Giao nữ phát hiện phong thiên ấn kỳ lạ nên không dám đáp xuống, nàng chỉ đứng bên chân công kích từ xa. Giao nữ vung roi dài, vô số vệt bạc hiện ra như thiên nữ tán hoa rơi xuống. Phong Yếu Ly hoàn toàn biến sắc mặt, dưới phong thiên ấn tuy gã còn có thể thi triển chiêu thức nhưng chỉ có 10-20% sức mạnh. Đám chân linh bắt đầu lao vào phong thiên ấn, không ngừng lay động quy tắc phong thiên ấn. Phong Yếu Ly quát khẽ. Thu. Phong Yếu Ly tán đi phong thiên ấn, lực lượng trong người bỗng chốc về đến đỉnh. Một tay Phong Yếu Ly bắt ấn vỗ vào những vệt bạc. Bùm 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 bùm. Vô số ánh sáng bạc nổ tung, cây roi trong tay giao nữ đứt thành trăm khúc. Giao nữ hứng chịu trùng kích bị sóng khí đánh bay xa trăm trượng. Phong thiên ấn mở, giận Vũ nháy mắt lấy lại lực lượng, không hề nương tay đâm vào trán tù muốn lấy mạng gã. Bùm. Quyền kình đấm không khí nổ lốp bốp chợt bị lực lượng chặn lại đập vào tầng tầng vách ánh sáng. Hai bên tù đứng huynh đệ quỷ mã tộc cùng bày ra kết giới phòng ngự ngăn lại cú đấm của giận Vũ. Giận Vũ tức giận quát. Hai tên rác rưởi cũng dám chống đối ta. Giận Vũ phát ra lòng uy hùng hổ, gã là chủ vạn linh đã từng đứng trên tất cả. Uy thế khiến huynh đệ quỷ mã tộc mặt chảy đầy mồ hôi lạnh, lòng nổi lên sợ hãi. Quỷ mã tộc người lùn gượng cười. Chân Long đại nhân xem chúng ta là rác, tù đại nhân thì coi chúng ta là thuộc hạ. Sĩ chết vì chi kỷ, nữ trang điểm vì người mình thích. Một luồng sáng lạnh lóe lên sau lưng mọi người, lãnh đồng hiện hình ôm tù rút đi xa. Giận Vũ tức xì khói lạnh lùng nói. Nếu vậy thì hai tên rác rưởi các ngươi nên chết đi. Năm ngón tay giận Vũ chộp, mũi nắm đấm bừng lên vô lượng quang. Huynh đệ quỷ mã tộc sợ hết hồn vội xoay người trốn. Long vực mở ra từ người giận Vũ nháy mắt bao phủ huynh đệ quỷ mã tộc, vô lượng quang nuốt hai người. Ầm 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 ầm. Nơi ánh sáng đi tới đều là quyền uy dữ dội. Hai huynh đệ bị đánh hộc bãi máu, người bay ra ngoài. Trong trận chiến với nhóm Thiên Vũ Minh làm huynh đệ quỷ mã tộc tiêu hao lớn, bị thương nhẹ. Giờ phút này huynh đệ quỷ mã tộc không chịu nổi một kích giận dữ của giận Vũ, té xuống đất trượt xa mấy trăm thước, để lại hai vệt máu đỏ thắm hết sức chói mắt dưới đất. Phong Yếu Ly đứng trên cao một chiêu đánh lui giao nữ, sắc mặt dữ tợn cầm lãnh kiếm băng xương bắn ra muôn vàn ánh sáng lạnh chém hướng đám vũ sĩ chân linh. Xoẹt 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 xoẹt. Những vũ sĩ chết một mớ trong cuộc chiến trước đó, còn lại vài người đều bị thương, không đánh lại Phong Yếu Ly, chỉ mấy chiêu đã bị giết một đống. Tay chân cút từ trên trời rớt xuống, máu rơi như hạt mưa. Đằng trước Hải Hoàng Điện một mảnh gió tan hư ưa máu, tình hình cực kỳ thê thảm. Đám người Thiên Vũ Minh và Hải Hoàng Điện bình tĩnh nhìn phụ tử tương tàn, không rõ nên vui hay buồn.
ai nấy biểu tình phức tạp. Mặt giận Vũ lạnh băng nhấc chân đi hướng Lãnh Đồng. Vẻ mặt Lãnh Đồng hoảng loạn, con mắt dựng đứng tràn đầy sợ hãi. Huynh đệ quỷ mã tộc chúng cú đấm vùng vẫy dưới đất, tuy chưa chết nhưng hoàn toàn mất sức chiến đấu, chỉ có thể nằm mặc cho người chém. Phe ta còn lại Giao Nữ và Vân Sinh lão tổ, đại thế đã mất. Mặt Lãnh Đồng trắng bệch cảm nhận uy áp từ người giận Vũ, từ đáy lòng sinh ra sợ hãi. Lãnh Đồng nhìn quanh Vân Sinh lão tổ và Giao Nữ, hét to. Làm sao bây giờ? Biểu tình Giao Nữ khó xem nhìn huynh đệ quỷ mã tộc nằm hấp hối dưới đất, cắn môi son. Tên người lùn kia nói đúng, sĩ chết vì chi kỷ, nữ trang điểm vì người mình thích, cùng lắm thì chết. Tụ đứng sau lưng mấy người, toàn thân đẫm máu. Lồng ngực bên trái bị long quyền đấm nát, bên phải bị lãnh kiếm băng xương đâm thủng, đã là người máu. Tụ khẽ thở dài. Các ngươi đi đi, đừng ở đây bán mạng cho ta. Mang huynh đệ quỷ mã đi cùng. Vẻ mặt Tù cô đơn. Trên bầu trời còn lại Lý Vân Tiêu vũ sĩ chân linh đều rút về, người đầy máu quỷ trước mặt Tù, mặt đầy nước mắt. Phong yếu Ly không truy kích, gã rút về trường kiếm đưa mắt nhìn hướng Lý Vân Tiêu rồi chuyển sang người Đoan Mộc Hữu Ngọc, bắn ra tia sáng lạnh. Đoan Mộc Hữu Ngọc biến sắc mặt nhưng không e sợ. Chúng ta không đi. Giao Nữ kiên định nói. Thề tồn vong cùng Tù đại nhân. Thề tồn vong cùng Tù đại nhân. Thanh âm nặng nề bi tráng liên tiếp vang lên, dưới đất không khí thê lương. Giận Vũ lạnh lùng cười. Chậc chậc, cảm động quá. Hỡi nhi tử của ta, phụ vương sẽ không để ngươi chết dễ vậy. Long hồn của ngươi tràn đầy, chờ vi phụ rút nó ra bồi bổ một phen, không uổng chúng ta làm phụ tử một phen. Còn có thân thể tạo hóa cảnh địa viên mãn của ngươi, vi phụ sẽ không khách sáo vui lòng nhận. Mấy lời này làm mọi người nghe rợn tóc gáy. Cái gọi là giữ không ăn thịt con, giữa phụ tử này rốt cuộc có thù hận lớn cỡ nào. Dường như Tù đã thói quen, mặt không đổi sắc, đến đường cùng thì mọi cảm xúc quay về bình tĩnh. Tù khịt mũi. Trong vô số năm tháng ở thiên vũ giới chân long cũng sinh ra vô số lần, nhưng sao ra kẻ bại hoại như ngươi? Như thế nào, ngươi không phục phụ vương? À, được làm vua thua làm giặc, không phục cũng phải phục. Tù tự diễu nói. Phục nhưng không cam lòng. Dù hôm nay ta chưa thể giết ngươi nhưng những người khác chắc chắn sẽ giết ngươi. Giận Vũ lạnh lùng nói. Các ngươi đều là nhi tử của ta, làm sao bay ra khỏi lòng bàn tay của ta được. Mấy đứa kia ở đâu? Phải kiếm chút thời gian tụ họp mới được. Tù cười nói. Ha ha, ngươi sợ. Giận Vũ cười chào phúng. Ha ha, mấy tên nhãi con làm gì khiến ta sợ. Sắc mặt Giận Vũ âm trầm. Giao Nữ giơ tay lên, ánh sáng bạc biến thành roi dài quấn thành tiểu trận 10 trượng trước mặt nàng chặn Giận Vũ lại. Giao Nữ cắn răng nói. Hiện tại người này chỉ là hư cực cảnh, ai sống ai chết chưa chắc. Lãnh Đồng tiến lên dựa vào bên cạnh Giao Nữ, mấy vũ sĩ chân linh cũng sẵn sàng vào trận. Giận Vũ lạnh lùng cười. Nếu mấy người có 10 phần công lực thì có thể ngăn ta vài giây, bây giờ thì chỉ là bọ ngựa đấu xe, không biết tự lượng sức mình. Chữ, mình, thốt khỏi môi thì Giận Vũ hành động. Roi bạc biến thành tiểu trận bắn ra ánh sáng chói lòa bị trọng kích, roi nổ cái đùng. Con mắt dựng đứng của Lãnh Đồng co rút bắt giữ động tác Giận Vũ, hai tay gã bắt ấn hét to. Lôi tháp, ầm 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 ầm. Trên bầu trời rực ánh sáng bạc thật nhiều lôi xà hiển hiện, ngưng tụ thành tháp đè xuống trên đầu Giận Vũ. Không gian run rẩy, chân thân Giận Vũ hiện ra bị lôi tháp chụp vào trong. Thật nhiều lôi quang đổ xuống không ngừng công kích cơ thể Giận Vũ. Nhưng bốn phía Giận Vũ mở ra long vực, những lôi xà xông vào long vực liền bị ức chế đánh tan, không thể đụng vào người gã. Mắt mạch lóe sát khí. Không ngờ còn có dư nghiệt đồng tộc sống. Giận Vũ lắc người như cự long bay lên trời đánh bát phương. Ầm 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 ầm. Lôi tháp nổ nát. Con mắt dựng đứng của Lãnh Đồng khép lại, có máu chảy ra. Giao Nữ quát to. Liều. Hai người bay lên công kích từ hai bên. Mấy vũ sĩ chân linh cắn răng xông lên, 7, 8 người cùng đánh về phía Giận Vũ. Vân Sinh lão tổ đáp xuống cạnh Tù, sốt ruột dục. Đại nhân mau theo ta đi, trước tiên giữ mạng sống chờ mai sau trở về báo thù. Không đợi Tù trả lời, Vân Sinh lão tổ đã nói tiếp. Đắc tội. Vân Sinh lão tổ kéo Tù.
Khi tay Vân Sinh lão tổ đụng vào tù chợt năm ngón tay thay đổi bắn ra tia sáng lạnh dán vào lưng tù. Cùng lúc đó, tay kia của Vân Sinh lão tổ thành vuốt ưng chộp cổ họng tù. Tổ phụ! Cốt Hồng giật nảy mình, biến cố đột ngột khiến gã hiểu ngay ý tưởng của lão tổ nhà mình. Đây là làm phản, Cốt Hồng sợ hãi vội chạy tới núp sau lưng Vân Sinh lão tổ. Mọi người bị biến cố hấp dẫn ánh mắt, Giận Vũ đang chém giết cũng ngây người. Hai phe tách ra. Giao nữ tức giận quát. Vân Sinh, ngươi đang làm gì? Giao nữ cùng nhóm lãnh đồng bao vây Vân Sinh lão tổ lại. Tù sắc mặt bình tĩnh chẳng hề biến sắc, thờ ơ việc mình bị bắt cóc. Vân Sinh lão tổ lạnh lùng nói. Mạng của ta thuộc về ta. Ta sống vì mình, chết vì mình. Đúng là ta kính trọng tù đại nhân nhưng chưa muốn chết vì hắn. Vân Sinh lão tổ kích động nói, năm ngón tay càng bấu chặt vào cổ họng tù. Giao nữ lạnh lùng nói. Ngươi đừng làm bậy. Vân Sinh lão tổ hừ mũi. Ta không hề làm bậy, là các ngươi làm bậy mới đúng. Vân Sinh lão tổ nhìn Giận Vũ ở phía xa, giọng nói. Chân Long đại nhân, ta kính hiến tù cho đại nhân, có thể tha mạng cho ta không? Giận Vũ cười to bảo. Ha ha ha, thì ra là kẻ sợ chết. Giận Vũ gật đầu nói. Có thể, đương nhiên có thể. Thế gian này chỉ có mạng sống của mình là đáng quý nhất. Tuy ngươi tham sống sợ chết, bán chủ cầu vinh, khiến người khinh thường nhưng không hề sai. Bổn tọa có thể tha cho mạng chó nhà ngươi. Vân Sinh lão tổ bị Giận Vũ mắng mặt đỏ dần, nhưng Giận Vũ nói đúng, mạng của mình mới quý giá nhất, mất rồi thì không còn gì nữa. Vân Sinh lão tổ nói ngay. Đa tạ Chân Long đại nhân đã hiểu. Giận Vũ nói. Ngươi đừng hiểu lầm, ta không hiểu gì ngươi, chỉ ngại giết rác rưởi làm bẩn tay. Vân Sinh lão tổ xấu hổ mặt tím lịm, nhưng gã bất chấp nhiều, mắt bắn ra tàn khốc quát với người xung quanh. Chán hơ ra hết, không thì ta phế hắn ngay bây giờ. Đám người Giao nữ tức giận người run rẩy, bọn họ liều mạng giết địch ai ngờ ra phản đồ. Đám người Lý Vân Tiêu từ đầu tới đuôi khoanh tay đứng nhìn, xem mùi ngon. Nhưng Lý Vân Tiêu thầm nghi ngờ, Giận Vũ giết tù rồi sẽ làm gì? Nghe lời Ba Mộc nói thì dường như Giận Vũ cũng muốn cướp pháp thân của tù. Tuy nhiên Giận Vũ và Phong Yếu Ly làm sao thắng được nhóm Lý Vân Tiêu. Giờ đành binh đến tướng ngăn, nước tới đất chặn, chờ xem thế cục biến đổi rồi ứng biến. Từ đầu tới cuối tù không mở miệng, bình tĩnh đứng im mặc cho máu nhuộm đỏ áo. Cơ thể hư quang cảnh cường đại tới mức này, dù ngực trái và phải bị đâm thủng chấn vỡ thì vẫn sừng sững không ngã, máu ngừng chảy có dấu hiệu khép lại. Một tay Vân Sinh lão tổ bắt ấn dán vào yếu huyệt của tù, đẩy tù tiến lên trước. Tù chợt cười nói. Ngươi có biết bây giờ ta đang nghĩ gì không? Lòng Vân Sinh lão tổ lạnh lẽo, cảnh cáo. Ta khuyên ngươi từ bảo ảo tưởng ngoan ngoãn trở lại bên cạnh Chân Long đại nhân đi. Dù gì ngươi là nhi tử của đại nhân, chỉ cần van cầu đại nhân thì không khó sống sót. Ha ha ha, thật khiến ta khó xử. Tù cười nói. Ngươi không chỉ thân thể yếu mà chỉ số thông minh cũng bé xíu. Cơ thể như vậy chỉ có thể dùng một lần cho qua thời gian. Vân Sinh lão tổ giật mình kêu lên. Cái gì? Khí lạnh lan tràn trong lòng Vân Sinh lão tổ, gã chưa kịp phản ứng lại chợt cảm thấy đầu đau nhói. A! À, đau đớn đánh thẳng vào hồn phách, Vân Sinh lão tổ chợt mất ý thức. Trên đỉnh đầu tù bay ra đoàn sáng trắng, bên trong mơ hồ có hình rồng bay vào người Vân Sinh lão tổ. Đoạt xá. Mọi người xem hiểu cảnh này. Giận Vũ nổi giận hành động, trực tiếp thuấn di xuống. Nhi tử ngu xuẩn của ta, bây giờ đoạt xá làm sao đủ thời gian. Đột ngột thay đổi thân hình phế vật kia chỉ càng làm ngươi chết uất ức hơn. Thiếu chỉ số thông minh không phải tên rác rưởi kia mà là ngươi. Giận Vũ xuất hiện bên cạnh Vân Sinh lão tổ, vỗ vuốt rồng. Bùm. Đầu Vân Sinh lão tổ bị đánh nát. Giao nữ đau đớn hét chói tai. Tù đại nhân. Giao nữ liều lĩnh lao qua. Đám người lãnh đồng ôm quyết tâm hải chết cùng công kích. Giận Vũ cười lạnh một tiếng, mắng. Toàn là cặn bã. Một tay Giận Vũ bắt ấn, long vực khuếch tán phủ lên 10 trượng như kết giới. Đám người Giao nữ dốc sức công kích, kết giới long vực lung lay nhưng không bị phá. Giận Vũ hừ lạnh một tiếng. Hừ. Giận Vũ phớt lờ bọn họ. Tay còn lại đâm vào người Vân Sinh lão tổ, bóp nát trái tim. Người Vân Sinh lão tổ phun ra nhiều vòi máu.
mặt giận Vũ dữ tợn nói. Nhi tử của ta, việc đến hiện giờ còn đường trốn tránh sao? Ngoan ngoãn bồi bổ cho phụ vương đi. Khuôn mặt giận Vũ âm trầm thè lưỡi đỏ liếm môi. Giận Vũ muốn nuốt hồn, của nhi tử, còn nhanh tranh hưng phấn như vậy, đám người Thiên Vũ giới và Hải Hoàng điện tay chân lạnh lẽo, toàn thân sợ hãi. Lý Vân Tiêu giật mình, con người co rút, ường như nhận ra cái gì không đúng. Giận Vũ liên tục ra hai chiêu, đầu tiên là đánh nát đầu Vân Sinh lão tổ phòng ngừa tù đoạt xá chạy trốn. Giận Vũ bóp nát tim đối phương để thân xác hoàn toàn sụp đổ, giờ tù kẹt trong người Vân Sinh lão tổ không đường chạy trốn. Nhưng Lý Vân Tiêu cứ thấy có gì đó là lạ rồi lại không giải thích được. Một tay Giận Vũ đâm vào người Vân Sinh lão tổ lục tìm hồn phách của tù. Chợt Giận Vũ biến sắc mặt hét chói tai. Ngươi! Giận Vũ tìm tòi nhưng trống rỗng không có long hồn trong người Vân Sinh lão tổ. Giờ phút này, trong long vực, người đứng cạnh Giận Vũ và Vân Sinh lão tổ là. Thân thể tù chợt mở mắt bắn ra tia sắc bén như sao, lạnh lùng nói. Sốt cuộc là ai khuyết thiếu chỉ số thông minh, phụ thân đáng xấu hổ. Trúng kế. Mọi người đều giật mình, tù không thi triển đoạt xá, vừa rồi là minh tu sạn đạo. Ngũ hành chân cương lại lần nữa ngưng tụ, hai tay tù nhanh chóng bắt ấn. Ngũ hành long bắn ra khỏi người tù hóa thành ấn như núi ập đến. Ngũ hành chân cương ấn. Tù dồn lực lượng suốt đời vào chiêu này, cũng là cơ hội duy nhất để gã lật ngược thế cờ. Tù gầm giống. Thù hận, khuất nhục, giận dữ bao nhiêu năm đều trả lại cho ngươi. Vết thương vốn ngừng khuếch tán lại bị xé rách, thật nhiều máu. Tươi bắn ra từ người tù, khi cương khí nháy mắt liền bốc hơi. Bên ngoài long vực, đám người giao nữ mừng như điên công kích điên cuồng hơn, khiến Giận Vũ luống cuống, lòng Giận Vũ rớt xuống đáy cốc, mặt không còn chú tầm úa. Lưng Giận Vũ hoàn toàn lộ ra trước ngũ hành chân cương ấn, chỉ có thể dựa vào bản năng long vực phòng ngự. Ầm 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 ầm. Ngũ hành chân cương ấn đánh vào người Giận Vũ, lực lượng long vực yếu ớt nổ tung, ánh sáng chói lòa bắn tứ phía. Đám người giao nữ giật mình định thụt lùi nhưng không may bị cuốn vào. Mấy vũ sĩ chân linh vốn bị thương lại bị dư ba khủng bố chấn hộc máu chết. Phòng yếu ly giật nảy mình, khi phát hiện Giận Vũ trung kế gã muốn hỗ trợ nhưng đã muộn. Ngũ hành chân cương ấn kinh thiên động địa, phòng yếu ly ước chừng tù sắp chết đánh một kích dù gã cứng rắn đỡ thì hơn phân nửa cũng ăn đau. Nguyên hải hoàng điện lại sụp đổ, chỉ có một tấc đất nhỏ ba long bảo vệ là còn nguyên, các kiến trúc khác thành cho bụi. Trung tâm chấn động, hai cái bóng trắng bệch dần tách ra. Giận Vũ hộc bãi máu, gã như con diều đứt dây bay đi xa. Tù cũng không quá dễ chịu, cơ thể hư quang cảnh nổ nát. Trong bát môn có tiếng nổ sấm sét, máu bắn ra. Giao nữ lắc người đáp xuống bên cạnh tù. Tù đại nhân. Giao nữ nửa quỳ trước mặt tù, nức nở kêu lên. Đại nhân. Lãnh đồng vội vàng tiến lên trước quỳ xuống. Giờ phút này chỉ còn hai thuộc hạ trung thành tận tâm cùng tiến lên. Huynh đệ quỷ mã tộc sống dở chết dở nằm dưới đất đã bị dư ba công kích vừa rồi cuốn thành cho. Tù nhìn chăm chú vào hai người. Lâu ngày gặp lòng người, các ngươi là thuộc hạ trung thành nhất của ta rất vui mừng. Giao nữ tiến lên dìu tù, khóc kêu. Đại nhân đừng nói nữa, chúng ta hãy rời khỏi đây trước, chờ phục hồi thực lực rồi lại trở về. Tù lắc đầu nói. Không đi được, vết thương của ta không quá khỏi. Hơn nữa rời đi rồi có lẽ không còn trở về được nữa. Giao nữ, sợ chết không? Giao nữ sửng sốt, cười thảm đáp. Đương nhiên không, vì đại nhân vượt lửa qua sông, không tiếc. Tù gật đầu nói. Rất tốt, còn ngươi, lãnh đồng. Lãnh đồng kiên quyết nói. Vượt lửa qua sông, không tiếc. Lý Vân Tiêu nói. Thế thì đa tạ ngươi. Tù khom lưng nhìn lãnh đồng, trong mắt lộ ra cảm kích. Lãnh đồng ngạc nhiên, cảm giác kỳ kỳ. Đại nhân người. Tù lắc đầu vươn tay đắp trên vai lãnh đồng, dịu dàng nói. Ta không cần ngươi vượt lửa qua sông, chỉ muốn ngươi cho ta mượn thân thể của ngươi dùng một chút, thân xác hiện tại của ta sắp hoàn toàn không được. Bát môn nổ, cơ năng thân thể nhanh chóng sói mòn. Tù không phải người máu nữa mà là máu thịt bầy nhầy. A, à, lãnh đồng dùng mình, đã hiểu ý của tù. Lãnh đồng run cầm cập. Đại nhân người, người. Ánh mắt tù lạnh lùng hỏi. Như thế nào, lời ngươi vừa nói chẳng lẽ toàn là lừa ta? Thuộc hạ không dám.
mặt Lãnh Đồng đầy bi thương và sầu thảm, giọt mồ hôi lạnh ứa trên trán. Tù nói, ta cưỡng ép cướp ngươi cũng được, nhưng ta không muốn làm trái ý muốn của ngươi. Ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi, nhưng ngươi phải hiểu rằng nếu ngươi từ chối thì hôm nay chúng ta đều phải chết tại đây. Nếu ngươi đồng ý, ta còn một đường sống rời đi, báo thù cho ngươi. Lãnh Đồng cảm giác cổ họng khô khốc không phát ra tiếng được. Lựa chọn khó khăn nhất đời đặt trước mắt Lãnh Đồng, khiến gã đi chết còn đỡ khó xử hơn chuyện này. Tù lạnh nhạt nói. Ngươi nhanh chóng quyết định đi, nếu thời gian đến thì đã muộn. Vẻ mặt Tù bình tĩnh không hề ép buộc, trong lòng thì nóng nảy phun lửa. Có thể cưỡng ép đoạt xá nhưng cần tốn thời gian xóa bỏ ý chí Lãnh Đồng, lại còn phải thích ứng thân thể mới, khó làm xong trong thời gian ngắn. Nếu đối phương tự nguyện hiến thân thì khác hẳn. Miễn đối phương thật lòng thật dạ, dùng linh hồn dẫn đường Tù vào người thì có thể tiếp nhận thân hình này trong thời gian nhanh nhất. Lãnh Đồng đặt quyết tâm, thở hắt ra lại dài hướng Tù. Được, ta đồng ý. Vì đại nhân nguyện óc não đổ đầy đất. Tù thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói. Người vĩnh viễn là thuộc hạ trung thành nhất của ta chắc chắn sẽ đối xử tốt với thân thể của ngươi. Tù đưa tay qua, hai ngón tay khép lại điểm nhẹ vào con mắt dựng đứng của Lãnh Đồng. Lãnh Đồng cảm giác ngón tay Tù lạnh lẽo dính mồ hôi dán lên. Tù nói. Vứt bỏ hết thảy tạp niệm, nghênh tiếp long hồn của ta. Lãnh Đồng nhắm đôi mắt lại. Từng luồng sáng trắng từ người Tù bay lên đều ùa vào cơ thể Lãnh Đồng. Giao nữ đứng một bên hộ pháp, cẩn thận đề phòng mọi người, đặc biệt là Giận Vũ. Giận Vũ cứng rắn đỡ một kích làm vảy rồng rơi một mớ, giờ người đầy máu từ xa gượng đứng dậy, sắc mặt âm trầm và giận dữ. Trên quảng trường không có bất cứ thanh âm, hết thảy thinh lặng. Trừ Lý Vân Tiêu và số ít người ra đa số không biết chuyện Tù với Lãnh Đồng. Tò mò nhìn bọn họ dính sát vào nhau, cảm giác thú vị. Phi Nghê nhỏ giọng hỏi. Phu quân, Tù đã chết sao? Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Đang đoạt xá thân thể của tên mắt dựng đứng. Cái gì? Mấy người xung quanh hết hồn, đê dã hiểu. Sắc mặt Giận Vũ âm trầm lau máu dính khóe môi, lạnh lùng nói. Đòn vừa rồi coi như ta thua, bây giờ ngươi đoạt xá còn kịp không? Đứng lại, đừng tới đây. Tay Giao Nữ lại hiện ra roi bạc, tư thế bảo vệ che trước mặt Tù và Lãnh Đồng, bộ dạng quyết tâm sống chết. Giận Vũ thật sự nghe lời đứng yên không nhúc nhích. Vì một kích vừa rồi làm Giận Vũ bị thương khá nặng, nếu chỉ đối phó một Giao Nữ thì có phần thắng, nhưng nếu Tù chơi thêm chiêu nào vậy khó nói. Giận Vũ chỉ vào Giao Nữ và Tù, nhờ phòng Yếu Ly. Yếu Ly huynh có thể giết mấy người kia giúp ta không? Phòng Yếu Ly nhíu mày nói. Ngươi đã yếu ớt đến mức không ứng đối được với đám rác này sao? Giận Vũ thầm giận nhưng vẫn bình tĩnh nói. Tất nhiên không phải, nhưng nghịch tử này xảo trá đa đoan, ta sợ hắn lại dở trò gì nữa. Yếu Ly huynh trực tiếp thi triển thái cực phong thiên ấn khóa chân nguyên bên trong cơ thể của bọn họ lại rồi chém một kiếm là xong. Được rồi, nếu đã đồng ý hợp tác với ngươi thì bản quân không ngại phiền phức. Phong Yếu Ly cầm bảo kiếm nhấc chân đi tới. Giao nữ giật nảy mình vội giơ roi chĩa hướng Phong Yếu Ly, từng vòng sáng bạc khuếch tán. Phong Yếu Ly cười khẩy nói. Dưới kiếm của Ngô ai chặn đường thì chết. Người Phong Yếu Ly phát ra khí lạnh chém kiếm xuống. Lãnh Đồng, đột nhiên mở mắt ra tùy tay chộp người Tù làm bí khí ném qua. Ầm 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 ầm. Cơ thể rơi xuống kiếm quang nổ cái bùm, chấn động lớn làm không gian run rẩy. Tuy cơ thể nổ nhưng chấn động cường đại vậy không làm nó nát bấy mà chỉ vỡ thành từng mảnh rơi đầy đất. Thân thể hư quang cảnh quá mạnh. Giao nữ thụt lùi nhanh trở về bên cạnh, Lãnh Đồng kinh kêu. Đại nhân, Lãnh Đồng, gật đầu, khí chất hoàn toàn khác hẳn, toát ra phong độ bề trên. Giao nữ mừng rỡ reo lên. Chúc mừng đại nhân, Tù nói. Lãnh Đồng rất tốt, chẳng có một chút chống cự, làm theo ta sai bảo. Giờ phút này ta đã hoàn toàn tiếp quản thân hình này. Giận Vũ nổi giận. Đừng lừa mình dối người. Dù là hoàn toàn chiếm cứ thì thân hình này vốn bị thương, chỉ là tu vi hư cực, chưa chắc chứa nổi linh hồn của ngươi. Hiện tại ngươi còn vài phần lực lượng. Tù mắt lạnh liếc Giận Vũ, cười khẩy nói. Về đoạt xá, cơ thể tu vi hư cực tất nhiên không sánh bằng thân thể hư quang cảnh, dù sao ta cần thân thể chứ không phải tu vi. Nhưng trong chiến đấu này có thể tùy ý chọn sao? Lý Vân Tiêu cười nhạt.
Dù tên mắt dựng đứng này không nguyện ý bị ngươi đoạt xá thì ngươi vẫn sẽ cưỡng ép đúng không? Tù không thèm giấu giếm gật đầu nói. Đúng rồi, nhưng làm vậy thì ta trước tiên phải đánh tan hồn phách của hắn, không thể thuận lợi như bây giờ. Lý Vân Tiêu nói. Tức là lúc trước ngươi nói mấy lời đó toàn lừa e. Giao nữ lên tiếng. Lãnh đồng trung thành vì chủ, chết có ý nghĩa. Tù không hề kiêng dè thản nhiên cười nói. Tự nhiên là lừa, vào lúc đó làm gì theo ý hắn được. Lý Vân Tiêu giơ hai ngón cái lên khen. Đôi phụ tử kỳ lạ các ngươi cho ta mở rộng tầm mắt. Lý Vân Tiêu làm động tác mời. Mời tiếp tục giết, đừng ngừng. Tù thu lại tầm mắt nhìn Giận Vũ, Phong Yếu Ly đứng gần đó, mặt gã lạnh băng. Giận Vũ tức giận quát. Nghịch tử, người tưởng đoạt xá một thân thể rác rưởi là có thể lật ngược thế cờ sao? Tù nói. Đúng là khó nhưng hiện tại các ngươi muốn giết ta cũng không dễ. Nếu không phải tiểu nhân tồi tệ nhà ngươi đánh lén thì ta không đến nỗi rơi vào tình cảnh hiện giờ. Giận Vũ cười lạnh nói. Minh bất hiếm trá, tập kích có là gì? Vì cho ngươi một kích đó mà ta và Yếu Ly huynh trả cái giá khá lớn, không ngờ vẫn chẳng lừa được Ba Mộc. Giận Vũ e dè liếc Ba Mộc, gã có thể lừa cả thuật thần chi quang của Lý Vân Tiêu nhưng vẫn bị Ba Mộc phát hiện. Giận Vũ thầm hối hận, gã không kiềm được xúc động muốn giải quyết Tù trước nên từ giữa hư không đi ra tập kích. Nếu biết trước thì Giận Vũ đã để Tù và người Thiên Vũ Minh giết nhau lưỡng bại câu thương rồi mới ra. Hiện tại không chỉ chính mình trọng thương, không giết được Tù, người Thiên Vũ Minh và Hải Hoàng Điện không mất cọng lông, Giận Vũ trở nên cực kỳ bị động. Ba Mộc mỉm cười nói. Tuy ta nhắc nhở Tù nhưng hắn không tin ta. Phụ tử các ngươi tiếp tục đi, cứ mặc kệ chúng ta. Tù thở dài nói. Ba Mộc, xin lỗi. Ba Mộc nói. Cũng không phải lần đầu tiên, có lẽ là bẩm sinh long tộc các ngươi đa nghi. Ngày xưa nếu ngươi tin ta đã không có chuyện hôm nay. Tù im lặng, đáy mắt tràn đầy hối hận. Ba Mộc, ta thật lòng xin lỗi ngươi. Hy vọng chúng ta còn có thể trở về tình bạn ngày xưa, tin tưởng nhau. Ba Mộc kinh ngạc nói. Trước kia có tin tưởng nhau sao? Hết hồn, Tù đại nhân chưa từng tin ta sao? Tù nghiêm mặt nói. Tất nhiên là có. Nếu không ta đã chẳng tìm ngươi phong ấn thân thể của ta, cũng không đưa Thái Dương chân quyết quý giá cho ngươi. Những cái này toàn là chứng minh cho tin tưởng, tình bạn với nhau. Nhưng cuối cùng ta bị mờ mắt tạo thành sai lầm lớn. Đám người Lý Vân Tiêu giật mình nghe, Ba Long cũng hết hồn. Chẳng ngờ Thái Dương chân quyết tương truyền đời đời của ba gia là chân long tam tử, nam nhân trước mắt cho. Biểu tình mọi người quái dị, nói vậy là trước kia quan hệ của hai người không tầm thường. Có lẽ là chiến hữu thân thiết, nhưng không biết vì sao về sau trở mặt. Ba Mộc mỉm cười nói. Thái Dương chân quyết chỉ là thù lao giúp ngươi, hai bên trao đổi đồng giá, không nói gì đến tình cảm. Dù có thì khi ngươi đánh lén ta cũng đã thành mây khói. Tù gật đầu nói. Được rồi, lúc trước ngươi bị ma chủ phổ kiềm chế, thành nô thành phó, nếu ta không cho ngươi Thái Dương chân quyết để ngươi thoát khỏi thân nô thì đã không có hải thần ngày xưa, và truyền thừa của ba gia. Ngươi vì ta phong ấn thân thể, bảo quản đến nay xem như thực hiện khế ước. Bây giờ trả thân thể cho ta được chưa? Lời thốt ra khiến người xung quanh kinh sợ. Mọi người nhìn hướng Ba Mộc. Lòng Lý Vân Tiêu dậy sóng thần. Hải thần ngày xưa lại là nô của ma chủ, cứu hải thần là Thái Dương chân quyết và chân long tam tử. Đầu óc Lý Vân Tiêu xoay chuyển nhanh, vừa kinh sợ vừa mừng như điên, kích động đôi tay run rẩy. Nếu Ba Mộc có thể thoát khỏi thân phận ma nô vậy Hoa Thiên Thụ cũng có thể, những vũ giả bị ma công tiêm nhiễm càng khỏi phải nói. Vẻ mặt Giận Vũ, Phong Yếu Ly quái dị, bọn họ không biết bên trong còn có ẩn tình này. Ba Mộc cười nói. Nãy đã nói rồi, sau khi ngươi đánh lén ta thì hiệp ước hai bên ký cũng mất. Nhưng bây giờ ta vẫn có thể cho ngươi con đường nà, đi tham gia Thiên Vũ Minh, lập tâm thể theo Lý Vân Tiêu. Không thể nào. Tù tức giận nói. Ta đường đường là long tộc, cường giả số ít xuyên suốt xưa nay. Ngươi kêu ta nghe lệnh một nam nhân loại, đi theo làm tùy tùng hầu hạ thì tá óng còn ý nghĩa gì? Ba Mộc nói. Thôi thì cho lời thề này một kỳ hạn thì sao? Chỉ 500 năm. Lý Vân Tiêu biết Ba Mộc xem trọng hắn cũng vì ma kiếp, Ba Mộc hy vọng lung lạc thêm lực lượng. Lý Vân Tiêu tăng nhiều hảo cảm với Ba Mộc. Tù lạnh lùng nói. 5 ngày cũng không được. Ba Mộc thở dài. Lắc đầu nói.
Nếu vậy thì không còn gì để nói. Phụ tử các ngươi tiếp tục đi. Tu biến sắc mặt, nếu Hải Hoàng Điện và Thiên Vũ Minh khoanh tay đứng nhìn thì gã chỉ có đường chạy trốn. Có thể thoát khỏi tay Giận Vũ hay không còn chưa biết, e rằng Tù khó thể lấy lại pháp thân. Tù vội nói, nếu có thể thương lượng thêm một chút thì được. Ba Mộc từ chối. Không bàn nữa, ta tuyệt đối không sửa điều kiện. Tù nói, để ta nghe lệnh án 500 năm cũng được, nhưng phải kèm thêm một điều, đó là giết Giận Vũ thay ta. Khi nào giết chết Giận Vũ thì khi đó ta bắt đầu theo lệnh hắn. Giận Vũ mắng chửi. Nghịch tử, tìm cái chết. Giận Vũ cao giọng quát. Bổn tọa là thiên địa chân long, ý nghĩa tồn tại là bảo vệ giới này. Chuyện ma kiếp bổn tọa nghĩa bất dung từ. Ba Mộc đại nhân đừng nói nhiều với nghịch tử này nữa, chờ ta giết hắn rồi chúng ta nói chuyện tiếp. Giận Vũ nói xong xoay người lao tới. Ầm 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 ầm. Không gian nơi Tù đứng nổ tung, gã nhảy vọt lên thụt lùi. Thế ục hiện tại rất rõ ràng, Tù mới chiếm thân thể lãnh đầu Nga, tuy thi triển tự nhiên nhưng không thể nào thắng được Giận Vũ. Huống chi đối phương có một họa đấu chân thân. Vì vậy Tù chỉ có thể không ngừng né tránh, nếu gã đã quyết tâm trốn thì Giận Vũ cũng khó giết. Phong Yếu Ly xem rõ tình thế, biểu tình cực kỳ khó xem. Dù Giận Vũ giết Tù Long cũng không ích lợi gì cho Phong Yếu Ly. Phong Yếu Ly từng bị Lý Vân Tiêu trêu đùa lỡ phát tâm thể tuyệt đối không ra tay đối phó Đoan Mộc Hữu Ngọc nữa, nên gã mới kết minh với Giận Vũ, mượn tay Giận Vũ cướp lại Cửu Diệu Tinh Trưởng từ tay Đoan Mộc Hữu Ngọc. Giận Vũ cũng cần năng lực suy tính của Đoan Mộc Hữu Ngọc, thế là hai người hợp ý nhau ngay. Không ngờ thế cục hiện tại rơi vào trạng thái bị động, tiến cũng không phải, lùi chẳng xong. Nhu Vi. Lúc này một phương Hải Hoàng Điện Ba Long bảo vệ không chịu nổi uy áp hóa thành bột mịn. Cảnh tượng trong phòng tối hiện ra, không gian tối đen, thất tinh đang đốt trên trận pháp, ánh sáng cơ hột đậu run nhẹ. Một chiếc giường hao đặt trên đó, tràn đầy hao tươi. Ba Long hết hồn, cẩn thận thu lại kết giới, sợ Giận Vũ và Tù chém giết lan tới. Lòng Lý Vân Tiêu máy động tiến lên trước. Hải Hoàng đại nhân, ta có viên đan dược này có lẽ sẽ cứu được mẫu thân của Thủy Tiên. Ba Long sửng sốt, phản xạ hỏi. Là đan dược gì? Ba Long không còn ôm hy vọng cứu thê tử, gã từng là cường giả đỉnh thiên vũ giới, hễ trên đời có thiên tài địa bảo gì đều bị gã đào móc nhưng vẫn không có bất cứ hiệu quả. Lý Vân Tiêu lấy ra hộp ngọc. Thiên vận tạo hóa đan. Cái gì? Ba Long kinh ngạc, không dám tin nhìn hộp ngọc trong tay Lý Vân Tiêu. Đan lực đậm đặc xuyên qua thân hộp cho cảm nhận rõ ràng, khiến sóng lòng Ba Long trào dâng, khuôn mặt giàn ua run rẩy. Thủy Tiên đã tỉnh từ lâu, nàng cũng rất kích động. Thủy Tiên chắp hai tay trước ngực hỏi. Vân Tiêu đại ca, đan dược này thật sự có thể cứu mẫu thân của ta sao? Lý Vân Tiêu mỉm cười nói. Thử xem tốt hơn là không thử gì, nếu đan này cũng không được thì rắc rối. Cố Thanh Thanh rời ánh mắt từ chiến trường tới đây, ái oán lườm Lý Vân Tiêu. Ba Mộc ngước mí mắt lên, gật gù. Đan này không chỉ là đan dược có khả năng cứu sống Nhu Vi nhất. Càng là một viên duy nhất trên đời. Hàng vạn tài liệu luyện chế nó hầu như tuyệt chủng, trừ phi quy tắc thập phương trở về thiên địa lại dựng dục ra mấy vạn năm có lẽ sẽ xuất hiện cơ hội tái tạo đan này. Trong ỏng mấy vạn năm không tìm ra viên thứ hai. Ba Long vô cùng kích động, hai hàng lệ rơi run giọng nói. Đa tạ, đa tạ. Trừ hai chữ đó ra Ba Long không biết nói cái gì để biểu đạt tâm tình. Lý Vân Tiêu nói. Ta vốn định chờ kết thúc chiến đấu mới lấy ra, nhưng giờ xem ra đôi phụ tử đó không tạo thành uy hiếp nữa. Có chúng ta hộ pháp chắc không sao. Ba Long run rẩy nhận lấy đan dược từ tay Lý Vân Tiêu, rút kết giới đáp xuống đất. Ba Long bình tĩnh tinh thần, lấy thiên vận tạo hóa đan ra. Ánh sáng kim ngân rực rỡ khuếch tán ẩn chứa vô số màu sắc lấp lóe trước mắt, giống như trong tay cầm một phương thế giới. Cánh tay Ba Long run rẩy sợ linh khí khuếch tán. Vội vàng nhét đan dược vào miệng Nhu Vi. Hà quang hòa tan trong miệng Nhu Vi biến thành vân hà bao bọc thân thể nàng. Ba Long vô cùng kích động, trong lòng có một tín niệm, tin tưởng lần này nhất định sẽ cứu thê tử về được. Năm ngón tay tang thương trượt trên khuôn mặt thê tử, giọt lệ rơi. Ba Long run giọng nói. Nhu Vi, chúng ta rất nhanh có thể gặp lại, ta sẽ không để nàng rời xa ta nữa. Thủy Tiên bị cảm động đứng một bên lau nước mắt. Đoan Mộc Thương thở dài. Nhu Vi đại nhân lấy thân tế thiên,
thôi diễn tương lai, thật sự khiến người khâm phục. Chỉ mong ông trời mở mắt cho nàng tỉnh lại. Thủy Tiên chắp hai tay vào nhau cầu nguyện. Nhất định có thể. Lý Vân Tiêu nói. Yên tâm đi, ta tin tưởng chắc chắn sẽ là địa đoàn viên. Lý Vân Tiêu quét mắt chiến trường, lạnh lùng nói. Đôi phụ tử kỳ quái kia ồn ào quá, hay chúng ta bỏ thêm sức tiễn họ về chầu trời đi. Phi Nghê cười nói. Phu quân thật bá khí, đó là phụ tử chân long tung hoành xưa này. Lý Vân Tiêu nhìn Ba Mộc. Không biết ý đại nhân thế nào. Nơi này dù gì là địa bàn Hải Hoàng Điện, hơn nữa Ba Mộc và Tù là quen biết cũ, nên tôn trọng ý kiến của Ba Mộc. Ba Mộc thở dài một tiếng. Ai, Tù cũng là cường giả khoáng thế, không ngờ rơi vào tình thế này. Nếu Tù đồng ý trợ giúp ngươi đối kháng ma kiếp thì ta rất sẵn lòng trả pháp thân lại cho hắn. Lý Vân Tiêu cười nói. Đáng tiếc hắn cũng không chịu, pháp thân thì. Lý Vân Tiêu liếm môi cười gian. Ta có mấy vị bằng hữu thiếu thân thể, đúng lúc có thể tạm thời sắp xếp chỗ cho họ. Ba Mộc gật đầu nói. Mọi chuyện tùy ý ngươi. Lý Vân Tiêu nhận được câu trả lời liền ra lệnh. Hai con sâu này ồn quá, giết hết. Nếu có ai dám ngăn cản thì giết hết. Câu cuối là nói với Phong Yếu Ly. Phong Yếu Ly dương mắt, bốn mắt giao nhau với Lý Vân Tiêu, lòng lạnh lẽo. Phong Yếu Ly khẽ hừ. Từ khi có được họa đấu chân thân thì bây giờ Phong Yếu Ly là họa đấu chân khu hoàn chỉnh. Tuy thực lực tăng hơn trước nhiều nhưng chưa tới trình độ biến thái, kêu Phong Yếu Ly một người đối kháng đám cao thủ Thiên Vũ Minh tất nhiên không được. Giận Vũ đang truy sát Tù, người Thiên Vũ Minh bao vây làm gã khựng lại. Giận Vũ tức giận quát. Lý Vân Tiêu, người thật sự muốn thành tử địch với ta sao? Lý Vân Tiêu cười nói. Đại nhân nói gì kỳ, đã bao giờ chúng ta không là tử địch? Tốt tốt, vậy ngươi đừng hối hận. Giận Vũ tức điên rồi lại không biết làm sao, chỉ có thể buông bỏ truy sát Tù, rút ra sau. Bàn nghị, Cố Thanh Thanh xông hướng Tù và Giao Nữ. Bọn họ giật mình không dám trực diện uy lực Thiên Vũ Minh. Tù kinh kêu. Ba Mộc, ngươi thật sự quên tình cảm ngày xưa sao? Nếu không có ta giúp ngươi thì bây giờ ngươi vẫn là nô tài của phổ, làm sao có ba gia đỉnh cao như hôm nay? Ba Mộc thở dài, khẽ lắc đầu. Ba Mộc nhắm mắt lại, ngồi trên đài sen pháp hoa nhập định. Ánh mắt Phong Yếu Ly lạnh lùng nói. Giận Vũ, cứu binh của ngươi đâu? Nếu vẫn không đến thì ta có ý kiến là rút đi. Lý Vân Tiêu nét mặt xa sầm hỏi. Cái gì, còn có cứu binh, nhanh chóng giết. Giờ Giận Vũ đi lẻ là thời cơ tốt nhất giết chết. Lý Vân Tiêu hóa thành sấm sét bắn xuyên qua. Giận Vũ hoàn toàn biến sắc mặt, không rảnh kịch chiến nữa, gã quát to. Đi. Giận Vũ xoay người bỏ trốn. Giờ muốn trốn muộn rồi. Sấm sét xuyên qua Giận Vũ, hiện thân trước mặt gã, hai tay Lý Vân Tiêu kết ấn đánh ra. Giận Vũ hết hồn, nhưng dù gì gã dày dạn kinh nghiệm, long thân lắc nhẹ hòa vào hư không, để lại tàn ảnh. Bùm! Tàn ảnh bị Lý Vân Tiêu đánh nát. Lý Vân Tiêu kinh kêu. Quy tắc thân pháp. Một bóng xanh ra từ hư không, dưới chân xúc địa thành thốn thoáng chốc lao xa mấy trăm trượng. Lý Vân Tiêu cười khẩy nói. Hừ, nếu như vậy mà để ngươi trốn được thì thật nực cười. Mắt phải hóa thành huyết nguyệt, Lý Vân Tiêu quát to. Nguyệt Dương. Cả không gian trở nên mềm mại vặn vẹo. Giận Vũ khựng bước chân, trên dưới dao động, lắc lư không dứt. Huynh đệ Liêu ra từ hai bên lao tới, bắt ấn. Ánh sáng chói mắt phát ra từ hai người biến thành hình dạng sáu cạnh tụ tập trên bầu trời. Hai hình sáu góc dung hợp lại diễn biến ra trăm góc cạnh thành hình dạng quả cầu ánh sáng bất quy tắc nhốt Giận Vũ lại. Long vực, Tinh Vân quyết. Sắc mặt Giận Vũ trầm trọng. Nếu không cố gắng rất có thể gã sẽ gục ngã tại đây. Phong Yếu Ly vẫn đang bàng quan, Giận Vũ rất giận vì điều này. Hai tay bắt ấn, long vực quanh thân Giận Vũ xoay tròn biến thành đóa hoa hồng trong lòng bàn tay, gã vỗ ra. Ầm 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 ầm. Huynh đệ tinh thần, Tinh Nguyên bày ra kết giới bị một kích lay động dữ dội, lực lượng long vực như rời núi lấp biển, từng đợt sóng càng dữ dội hơn. Giọng Lý Vân Tiêu vang lên. Chỉ là vùng vẫy sắp chết. Một thanh kiếm cương màu vàng mông lung từ 9 tầng trời giáng xuống đâm vào kết giới. Liêu tinh thần hét to một tiếng. Rút. Hai người rút về sau ngay, biến mất trong hư không. Long vực của Giận Vũ đánh ra như đê vỡ đập, thế năng tụt dốc nhanh.
Một kiếm kinh thiên của Lý Vân Tiêu như từ 9 tầng trời giáng xuống, nhân kiếm như nhất chém xuống. Giận Vũ hết hồn không kịp né tránh, cứng rắn nghênh đón. Hai tay bắt ấn trước mặt hóa thành hình rồng tiến lên nghênh đón. Bùm! Vuốt rồng đập vào thân kiếm, ánh sáng vô tận khuếch tán. Kiếm khí quét tứ phương, cánh tay Giận Vũ bị kiếm quang cắt rách, một mảnh vảy rồng chóc ra, máu phun tung tóe. Giận Vũ đau nhè răng trợn mắt. Bùm! Giận Vũ không đỡ nổi, hộc ngụm máu bị đánh bay xa ngàn trượng. Giận Vũ mới ổn định thân hình thì không rảnh nghĩ đến cái gì, xoay người hóa thành độn quang chạy trốn. Loài bò sát nhà ngươi kéo dài hơi tàn không biết bao nhiêu năm, kẻ nên sớm vùi xuống đất mà cứ sống dai nhách có gì vui. Hừ, mặt mũi các đời chân long bị ngươi làm mất hết, ngươi chết tại đây để lại chút tôn nghiêm cho long tộc đi. Đằng trước Giận Vũ lấp lánh ánh sáng, Sán và Trác hiện hình lạnh lùng nhìn Giận Vũ. Cơ thể hiện tại của Giận Vũ thủng lỗ chỗ, đấu với một người còn khó chứ nói gì bốn phía toàn là cường giả hư cực thần cảnh. Có thể nói lên trời không đường, xuống đất không cửa. Mặt Giận Vũ tái nhợt kêu lên. Yếu Ly huynh, cứu ta. Phong Yếu Ly lắc đầu thở dài nói. Giận Vũ huynh, làm người phải tự lập tự cường, chuyện gì đều tự dựa vào mình. Huống chi sự việc liên quan mạng sống, bản thân không cố gắng tranh thủ, dựa vào người khác làm sao được. Giận Vũ huynh hãy tự giải quyết cho tốt, ta đi trước một bước, có duyên sẽ gặp lại. Giận Vũ tức hộc máu, giận dữ hét. Phong Yếu Ly, ngươi ác lắm. Phong Yếu Ly xì cười không thèm để ý Giận Vũ, một mình đi ra ngoài hải chi xâm lâm. Lý Vân Tiêu nheo mắt, Phong Yếu Ly cũng là mối họa, nếu có thể trừ khử luôn là tốt nhất. Nhưng trước mắt phải phân biệt được yếu và thứ yếu, Giận Vũ mới là tai họa lớn nhất. Quan trọng là luân phiên chém giết với thuộc hạ của tù làm mỗi người bị tiêu hao rất lớn, Phong Yếu Ly thì trong trạng thái cao nhất. So sánh hai bên nếu đánh nhau dù giữ Phong Yếu Ly lại được e rằng phải trả giá cực đắt. Tù và Giao Nữ bị bàn nghị, Cố Thanh Thanh giết cực kỳ chật vật. Tù biết đại thế đã mất, vội nói. Ba Mộc, ta đồng ý điều kiện của ngươi, mau dừng tay. Ba Mộc nhướng mí mắt. Giờ phút này hết thảy do Vân Thiếu gia làm chủ. Ta không xen vào được. Tù căng thẳng hét lên. Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu nói. Nói nhảm nhiều vậy, chết cũng không thể chết trong yên lặng sao. Người có tư cách gì bàn điều kiện với bản thiếu gia? Mắt Lý Vân Tiêu chất chứa châm chọc ra lệnh. Giết. Tù vừa kinh vừa giận, đầu óc ngu ngơ. Gã là cường giả xuyên suốt xưa nay, tuy đối phương là chủ giới thần bi nhưng dù gì là nhân loại kinh nghiệm còn thấp. Tù không thèm đặt đối phương ở vị trí ngang hàng mình. Lúc trước Ba Mộc nói điều kiện đối với tù là nhục nhã, nhưng gã không ngờ hiện tại tự mình nêu ra điều kiện có tính chất vũ nhục nhưng đối phương phớt lờ. Đối phương không phải nên mừng như điên đồng ý sao? Lòng tự tôn long tộc của tù bị Lý Vân Tiêu nghiền nát. Giận dữ, xấu hổ, tức tối làm tù không kịp trở tay bị bàn nghị đánh trúng lồng ngực, phun ra bãi máu, bị đánh bay ra ngoài. Giao Nữ giật mình kêu lên. Tù đại nhân, bản thân Giao Nữ bị Cố Thanh Thanh bám chặt không rảnh giúp đỡ. Nhưng giờ phút này chẳng lo được nhiều, Giao Nữ đánh bậy một chiêu đổi lấy khoảnh khắc bay hướng tù. Giao Nữ chém một thủ đao vào bàn nghị. Dầm, bàn nghị nhẹ nhàng đỡ, lật tay chộp cánh tay Giao Nữ lại. Lực lượng hư quang cường đại áp chế, bùm một tiếng chấn chân nguyên hộ thể. Giao Nữ phun ngụm máu. Phụt, nguyên cánh tay Giao Nữ mất chi giác. Hoàn toàn bị bàn nghị chế ngự. Giao Nữ hét to. Tù đại nhân, trốn mau. Mặt tù tái nhợt căm hận liếc Lý Vân Tiêu, xoay người bỏ trốn. Cố Thanh Thanh xì cười đuổi theo. Dựa vào nữ nhân liều mạng đổi lấy cơ hội chạy trốn, người mặt dày thật. Ba Mộc luôn ngồi trên đài sen pháp hoa đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn hư không hải chi xâm lâm, đôi mắt kinh ngạc. Lý Vân Tiêu dường như cảm ứng được cái gì, quát to. Mau giết Giận Vũ. Ngoài hư không đột nhiên hiện ra vài lực lượng cực kỳ cường đại xuất hiện cùng lúc. Sán, Trác cũng cảm nhận được, vội vàng công kích. Hai kình phong to lớn nổ tung hóa thành khí cực kỳ sắc bén ập đến. Giận Vũ cũng phát hiện người ngoài hư không, gã liều mạng thi triển ra long vực rít gào. Cứu ta! Ầm 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 ầm. Hai dòng khí sắc bén đánh vào long vực, vảy rồng trên người Giận Vũ nát vụn từng mảnh, nhiều máu chảy ra. Lý Vân Tiêu thuấn di lên, kiếm thương chảm hồng chém vào cổ Giận Vũ. Bùm!
một luồng kiếm quang giáng xuống đập vào kiếm thương trảm hồng bắn ra ánh sáng chói mắt. Người tới cầm kiếm, dường như không đánh lại bị đẩy lùi ra mấy trăm trượng. Nhưng Giận Vũ nhờ thế có thời gian thở, gã thi triển ra chân long pháp thân lùi nhanh. Ba Mộc không kiềm được thở dài khẽ nói. Ai, rốt cuộc muộn một bước, ý trời là thế. Trên bầu trời hải chi xâm lâm mây đen dày đặc, thật nhiều khí thế đè xuống, từng vòng sao nở rộ trên cao biến ra vũ giả hải tộc. Lý Vân Tiêu biểu tình cực kỳ khó xem nhìn chằm chằm người vừa tấn công, là Long Thủ Đông Hải Vũ Địa, tay cầm kiếp lượng vô thủy trong thế giới chi kiếm. Long Thủ mạnh hơn lúc ở Đông Hải nhiều, người phát ra long khí cực kỳ tinh thuần, có lẽ mấy năm nay gã được nhiều thay đổi. Ha, ha ha ha, rốt cuộc đuổi kịp, trời không bỏ ta. Phụt phụ, Giận Vũ sống sót sau tai nạn, gã mừng rỡ hưng phấn quá độ liên tục phun mấy ngụm máu mới ổn định lại. Trên bầu trời hiện ra trăm ngàn vũ giả, toàn là các chủng tộc trong tứ hải xếp thành bốn trận doanh. Thống ngự bốn trận doanh chính là vương tộc tứ hải. Vẻ mặt Ba Long giật mình kêu lên. Các ngươi, Long Thủ rút kiếm về. A, à, rất bất ngờ sao? Long Thủ mỉm cười nói. Vương tộc tứ hải vốn là mạch Long tộc ta. Ba đại nhân cần gì bất ngờ vậy? Đáy mắt Ba Long lóe tia tức giận nhưng bề ngoài cực kỳ bình tĩnh gật đầu nói. Tốt, ta vốn cho rằng tứ hải sao động, sợ các ngươi bị lan đến nên kêu mọi người thoái ẩn, không ngờ các ngươi mới là ngọn nguồn gây ra. Vương tộc tứ hải vẻ mặt lúng túng không dám trực diện ánh mắt Ba Long. Lý Vân Tiêu quét mắt qua, lạnh lùng nói. Toàn là binh tôm tướng cua, chỉ lẻ tẻ vài quy chân thần cảnh, phái tới có tác dụng lấp biển không? Đám vương tộc như Quảng Pháp hoàn toàn biến sắc mặt, lộ vẻ tức giận. Ha ha ha, lấp biển, ngươi thật dám nói. Giận Vũ lạnh lùng cười. Đừng nóng, vẫn còn. Phong Yếu Ly đang định rời đi cũng ngừng lại đứng trên cao bàng quan. Tù Thầm giật mình, ánh mắt sắc bén nhìn Tù, như muốn xuyên thấu bề ngoài nhìn thẳng vào trái tim gã. Long Thủ phớt lờ, như thể không thèm để Tù vào mắt. Giờ phút này trên đầu đám đông vũ giả hải tộc có bóng ma to lớn hiện ra. Từng thân hình đỉnh thiên lập địa sừng sững trong hải chi xâm lâm, ảo ảnh to lớn không thấy rõ mặt mũi nhưng đầu đụng trời, chân đạp đất. Đây là... Lý Vân Tiêu kỳ dị nhìn Thủy Tiên, nghi hoặc hỏi. Cự thú đáy biển. Trong mắt Thủy Tiên chất chứa ngạc nhiên, mờ mịt. Đúng vậy, là cự thú đáy biển. Giận Vũ lau máu bên khóe môi, cười khẩy nói. Nhưng chúng không phải cự thú đáy biển bình thường. Dù Giận Vũ không nói thì Lý Vân Tiêu cũng cảm nhận được. Những cự thú đáy biển này dù là thể hình hay khí thế đều hơn xa đậu đậu, mau mau mà Thủy Tiên Tiệu Hoán ra. Ba Long sợ hãi rung động nói. Vị kia trong Thâm Uyên Tứ Hải cũng đến sao? Không khí trên bầu trời hải chi xâm lâm dao động nhẹ, một thanh âm xa xôi cổ xưa vang vọng khắp hải chi xâm lâm. Ngô là chúa tể Thâm Uyên, tên Ngô là Cửu Uyên. Thanh âm già nua nhưng hùng hồn mạnh mẽ như có lực lượng truyền thừa ức năm trong tứ hải giờ lại đến nhân gian. Mọi người thầm dùng mình, thanh âm phát ra lực lượng kích động lòng người. Bản tổn, chúa tể Thâm Uyên, này không phải là loại cường giả nào. Ba Long cao giọng nói. Hải Hoàng Điện cùng Cửu Uyên đại nhân vốn không quen biết, càng không có ân oán gì, tại sao đến phạm ta. Trong giọng nói ẩn chứa chất vấn, trách móc, một chút giận dữ, đối địch rõ ràng. Bốn hải hoàng duy trầm luân nhiều năm, không hỏi chuyện đời nhưng uy nghiêm còn đó, đâu thể để người tùy ý mạo phạm. Cửu Uyên không đáp, dường như lười nói nhiều, tự giới thiệu xong thì im lặng. Ha ha ha! Trên bầu trời chỉ có Giận Vũ cười như điên, trong mắt chất chứa khinh miệt châm chọc. Ba Long, người thật sự coi mình là hoàng của tứ hải. Ba Long nói, ba gia thống ngự tứ hải 10 vạn năm, không tôn hải hoàng điện làm chủ. Bổn tọa tất nhiên là hoàng của tứ hải. Phi, không biết ngưỡng miệng. Giận Vũ cười khẩy nói. Mới có 10 vạn năm, một đám tiểu bối. Tứ hải tồn tại ức vạn năm, dài hơn xa đại lục. Trong vô số năm đó từng xuất hiện cường giả nhiều không đếm xuể, mạnh hơn ba gia càng không đếm hết. Nhưng năm tháng lâu dài đó dám nói kéo dài không suy đến trên đỉnh tứ hải chỉ có hai địa chủng tộc. Một là Long tộc của ta, hai là tộc Thâm Hải. Mọi người lặng im nghe, Ba Long ngẩn ngơ, không lời nào để nói. Giận Vũ nói thật, ba gia thống ngự tứ hải chỉ mới 10 vạn năm, Long tộc có lịch sử bao lâu? Không ai biết, e rằng Giận Vũ cũng không biết.
Giận Vũ chỉ là một chân long hấp thu tinh hoa thiên địa sinh ra, trước gã có bao nhiêu chân long thì Giận Vũ cũng không rõ ràng. Về tộc Thâm Uyên, mọi người biết rất ít về chủng tộc này, chỉ hiểu rằng ở chỗ giao giới tứ hải có một mảnh vực sâu vô tận mãi không thấy đáy, bên trong tồn tại sinh linh đáng sợ. Rất ít người thăm dò được sự tồn tại của họ. Tộc Thâm Uyên là một trong các chủng tộc bí ẩn nhất toàn thiên vũ giới. Giận Vũ xì cười. Như thế nào, giờ phút này mới hiểu chính mình nhỏ bé sao? Các vị con kiến. Lý Vân Tiêu mở miệng nói. Không phải tồn tại càng lâu càng ghê gớm. Theo ta thì trong tứ hải có rất nhiều chủng tộc sâu xa hơn hai tộc các ngươi nhiều. Ví dụ tôm, cua, rùa, cáp này nọ, chúng nó sống lâu hơn xa hai vị. Nói tóm lại vẫn là các ngươi ếch ngồi đáy giếng. Mọi người ngây ngẩn. Ba Long kinh ngạc nói. Lời này rất có đạo lý, tuy rằng có chút không đúng nhưng ta không tìm được kẽ hợp hàn bác. Phi Nghê cười nói. Hoàn toàn không cãi lại được. Lý Vân Tiêu cười. Nếu muốn mình chọn vua tứ hải thì nên chúng nó mới đúng. Nhanh chóng tìm vua tứ hải của các ngươi đi, đừng léo nhéo ở đây. Quảng Pháp khẽ hừ chắp tay nói. Chân Long đại nhân, Lý Vân Tiêu rất giỏi đấu miệng lưỡi. Tuyệt đối đừng bị hắn kéo vào vòng. Giận Vũ sắc mặt âm trầm gật đầu nói. Ta hiểu, ta cũng lĩnh giáo qua rất nhiều lần. Giận Vũ châm học. Lý Vân Tiêu, cho dù ngươi thắng miệng lưỡi, thì sao? Thua mạng rồi có được khoái cảm không? Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Ta cũng không muốn đấu võ mồm với ngươi, nói thẳng đi, hôm nay ý của các ngươi sao? Giận Vũ chào phúng. Ha ha, như thế nào, ngươi sợ? Giận Vũ lạnh lùng nói. Vừa rồi không phải muốn lấy mạng bổn tọa sao? Giờ muốn cầu hòa. Lý Vân Tiêu cười mắng. Cầu hòa cóc khô, giỏi thì đừng chạy, hôm nay phải giết ngươi. Một đám đến lấp đầy biển có gì đắc ý? Nhìn khắp hải chi xâm lâm có người nào không đủ sức diệt các ngươi trong tích tắc? Giận Vũ tức xì khói, nhưng gã hiểu lực lượng vương tộc tứ hải quá yếu. Dù Giận Vũ còn lá bài tẩy Thủy Long nhưng chỉ dựa vào sức mạnh lực lượng không đủ để đối kháng hải chi xâm lâm. Muốn chấn áp toàn trường, khống chế hết thảy phải dựa vào lực lượng tộc Thâm Uyên. Được, bổn tọa không phải hạng người bụng dạ hẹp hòi, xóa bỏ chuyện lúc trước. Giận Vũ trầm tư nhiều lần, bất đắc dĩ dáng nhìn khuất nhục trước đó, cắn răng nói. Giao ra nghịch tử tù của ta, huynh muội Đoan Mộc, và pháp thần của tù thì chúng ta đi ngay. Tù giật nảy mình, mặt không còn chút máu. Lý Vân Tiêu phất tay nói. Tù thì ngươi cứ mang đi, hai điều kiện khác miễn bàn. Mặt Giận Vũ đen như lọ nồi lạnh lùng nói. Ta lại lùi một bước, Đoan Mộc Hữu Ngọc phải đi theo ta có thể để lại pháp thân của tù cho ngươi. Lý Vân Tiêu cảm thấy kỳ kỳ, hắn liếc Đoan Mộc Hữu Ngọc. Đoan Mộc Hữu Ngọc hoang mang không hiểu gì. Lý Vân Tiêu quái dị nói. Ngọc công tử giết phụ thân của ngươi hay gì mà muốn mạng của hắn giữ vậy? Giận Vũ bị chọc tức hộc máu. Phụt! Giận Vũ tức giận quát. Bổn tọa là chân long thiên địa sinh dưỡng, phụ thân ở đâu ra? Đừng nói bậy bạ, ta muốn Đoan Mộc Hữu Ngọc suy tính một chuyện giúp ta. Thì ra là vậy. Mọi người hiểu ra, nhưng cũng thấy lạ, có chuyện gì khiến Giận Vũ để ý như vậy? Phong Yếu Ly nêu ý kiến. Và cả Cửu Diệu Tinh Trượng nữa. Mắt Giận Vũ lạnh lùng nói, ủa, vị này là ai, có chút quen mắt. Mặt già Phong Yếu Ly đỏ dần, biết Giận Vũ tức giận chuyện vừa rồi. Phong Yếu Ly lúng túng ho khan. Khụ khụ, Giận Vũ huynh cứ đùa. Giận Vũ châm chọc nói. À, ra là quốc chủ của Tuyết Chi Quốc. Phong Yếu Ly lão huynh, ta nhớ mới rồi ngươi đã đi mà sao giờ trở lại. Phong Yếu Ly rất bức bối. Cứ tưởng Giận Vũ chết chắc. Ai thèm mạo hiểm vì một người chết. Không ngờ Giận Vũ số lớn như thế, nhặt lại cái mạng từ quỷ môn quan. Nếu biết sớm vừa rồi Phong Yếu Ly đã ra tay cứu Giận Vũ. Phong Yếu Ly lúng túng nói. Giận Vũ huynh nói đùa, vừa rồi Ngô chỉ định làm bọn họ mất cảnh giác để thừa dịp ra tay. À, ra là vậy. Giận Vũ ung dung nói. Nhưng ta nhớ Yếu Ly huynh nói chuyện gì đều nên dựa vào chính mình. Phải tự lập cánh sinh, độc lập tự chủ mới đúng. Câu này rất hợp ý ta, hợp vô cùng. Các hạ dựa vào sức mình lấy Cửu Diệu Tinh Trượng đi. Phong Yếu Ly bị nói á khẩu, đứng ngây như phỗng, đi không được, không đi cũng không được, bức bối vô cùng. Lý Vân Tiêu nói, để Ngọc Công Tử suy tính cho ngươi không khó,
ngồi xuống nói đàng hoàng là mọi người vừa lòng đẹp ý, không cần mang người đi đi. Đoan Mộc Hữu Ngọc biến sắc mặt dường như nghĩ tới cái gì. Đoan Mộc Thương Thầm căng thẳng nhìn ca ca của mình, lắc đầu rồi lại nhẹ gật đầu. Bọn họ không biết Giận Vũ yêu cầu suy tính cái gì, nhưng đã có thể đoán được. Chuyện cần suy tính nhất định là nghịch thiên, phải trả giá cực lớn. Nếu không Giận Vũ đã chẳng động can qua lớn thế này. Suy tính đơn giản thì Phong Yếu Ly đủ sức làm, không cần đến bắt Đoan Mộc Hữu Ngọc. Giận Vũ cười gằn. Chỉ sợ hắn không thích, nên đành mang đi, có như vậy mới ngoan ngoãn, ta có thể hứa với ngươi sẽ hết sức bảo vệ mạng sống của hắn. Nghe nói thế thì Lý Vân Tiêu đã hiểu, kinh ngạc hỏi. Bản thiếu gia rất tò mò ngươi muốn biết chuyện nghịch thiên gì. Chẳng lẽ kết quả ma kiếp? Hừ! Giận Vũ châm chọc nói. Ma kiếp dính gì đến ta? Hơn nữa chuyện lớn như thế chỉ bằng vào tu vi còn con của Đoan Mộc Hữu Ngọc dù có chết cũng không suy tính ra được. Giận Vũ nói đúng, ma kiếp liên quan tồn vong của hai giới, dù Bách Luân Kết Y sống lại cũng không thể tính ra kết quả. Lý Vân Tiêu ung dung nói. Ngươi nói lấp lửng như thế thì thật xin lỗi, ta không thể để ngươi mang Ngọc Công Tử đi. Giận Vũ trầm giọng nói. Ngươi thấy đáng vì một tiểu tử quy chân thần cảnh mà trở mặt với ta không? Ngươi có tính đến vì bảo vệ hắn mà chết bao nhiêu người không? Làm thống soái Thiên Vũ Minh, ngươi bỏ mặc ích lợi toàn liên minh. Nếu chúng ta đánh nhau thì những cường giả hư cực thần cảnh này không biết bao nhiêu người chết, người đã suy nghĩ cẩn thận được và mất chưa? Lý Vân Tiêu cười khẩy nói. Đây chính là ta và ngươi tư duy khác nhau. Nếu không bảo vệ được một bằng hữu kiêm thuộc hạ thì ta còn mặt mũi gì làm sán? Ngọc Công Tử không đi theo ngươi, muốn chiến thì chiến đi. Lý Vân Tiêu phát ra khí thế kiên quyết vô cùng. Quảng trường trở nên túc sát, báo hiệu trận chiến đấu kinh thiên động địa sắp bắt đầu. Đám người Thiên Vũ Minh từ bốn phương tám hướng tụ tập lại đoàn kết quanh Lý Vân Tiêu. Đoan Mộc Hữu Ngọc thầm cảm động, máu đang sôi trào, nóng bỏng. Giận Vũ nổi khùng. Ngu xuẩn đầu gỗ, tại sao Thiên Vũ giới có nhiều kẻ ngốc như vậy? Tức chết ta. Giết giết, giết hết đám ngốc này đi. Giận Vũ tức xì khói giống to. Đám ngốc tồn tại kéo thấp chỉ số thông minh giới này, bổn tọa là chân long thiên địa phải phụ trách giới này. Để Đoan Mộc Hữu Ngọc lại, những người khác giết hết. Trong phút chốc phong lôi dâng lên trên trời, sát khí rung trời ầm vang giáng xuống. Tù xoay người đáp xuống bên cạnh Ba Mộc, hét to. Ba Mộc, mau trả pháp thân của ta lại cho ta, vậy thì ta có thể giúp ngươi đối kháng Giận Vũ, chuyển bại thành thắng. Ba Mộc nói, chưa thua thì lấy gì chuyển bại thành thắng. Tù vội la lên, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra đám người Lý Vân Tiêu chết chắc sao? Ba Mộc lắc đầu nói. Không nhìn ra. Tù giận dữ. Đồ bỏ Giận Vũ nói đúng, các ngươi thật là đầu gỗ óc heo. Nếu chúng ta không phải châu chấu chung sợi dây thì ta rất muốn cho các ngươi chết chưa hết tội. Ba Mộc mỉm cười nói. Vậy chờ chết rồi tính tiếp đi. Tù tức giận quát. Ngươi nhìn cái tính cách quái đản của ngươi xem. Ngươi không rõ tại sao lúc trước ta không thân với ngươi. Bản thân ngươi không suy nghĩ sao. Ba Mộc phất lờ Tù, hai tay vẽ trước mặt giường như đang thi triển loại bí thuật nào đó. Như thị ngã văn tỏa ánh sáng vàng chói a lòa, mảng lớn phù văn nổi lên trên cánh hao. Nguyên hải chi xâm lâm chấn động dữ dội sắp trời sụp đất nứt. Mặt đất nứt nẻ, hải hoàng điện hoàn toàn vụn vỡ không chừa một miếng ngói. Ánh sáng vàng bắn ra từ mặt đất khuếch tán trên bầu trời, hóa thành một cung điện màu vàng. Vương tộc tứ hải giật mình kêu lên. Hải thần điện. Ba Long lộ vẻ mặt hoảng hồn. Nghe đồn có hải thần điện tồn tại, dù là Ba Long cũng không rõ thật giả. Cái này. Lý Vân Tiêu ngây người, ngơ ngác nhìn bóng điện màu vàng, giống thánh ma điện y như đúc. Thần điện tỏa ánh sáng vàng mông lung phát ra sức mạnh hùng vĩ to lớn. Luồng sáng từ điện bay xuống, mỗi cột sáng đáp xuống đất phát ra tiếng nổ rung trời. Cảnh tượng Bắc Minh chiến gian thay đổi theo vạn luồng sáng vàng. Một tòa cung điện hùng vĩ nhô lên trong ánh sáng vàng. Chuyện gì xảy ra? Đám người hải tộc rất là giật mình, lực lượng điện to kia rộng lớn bao la như hánh đường, khiến bọn họ áp lực khó đến gần. Giận Vũ giật mình kêu lên. Thánh ma điện, không, không thể nào. Giận Vũ nhận ra điện này, trong mắt tràn ngập kinh hoàng, vô cùng khó hiểu. Rầm, rầm. Thánh điện mênh mông ánh sáng vàng hóa thành ngàn vạn cột sáng đâm vào mặt đất.
một tòa điện đường thực thể trong phút chốc sinh thành, sừng sững chính giữa hải chi xâm lâm, nguy nga hùng vĩ. Đám người Lý Vân Tiêu biến mất, đã bị thánh điện bao tùm vào trong. Mặt giận Vũ đen như lọ nồi, hải thần điện trước mắt giống thánh ma điện y như đúc, trừ hơi thở thần thánh huy hoàng ra còn lại không khác gì. Giận Vũ hiểu biết uy năng thánh ma điện. Long thủ hỏi, đại nhân, hiện tại nên làm gì? Giận Vũ lạnh giọng nói, điện này chế tạo bắt chước thánh ma điện, tuy rằng cũng rộng lớn hùng vĩ nhưng không có uy năng của thánh ma điện. Chúng ta dùng cách trước của nghịch tử, điều khiển thật nhiều hải tộc thấp kém đi lê ăn mòn đại điện này. Long thủ nói, cách này cũng được nhưng mất rất lâu, đám người này đã sức cùng lực kiệt, là cơ hội tuyệt vời để bắt chọn ổ. Nếu chờ bọn họ phục hồi với 7, 8 vị cường giả hư cực thần cảnh, ta sợ là chúng ta sẽ tổn thất lớn. Giận Vũ gật đầu nói, không sai, vậy không dùng hải tộc thấp kém, khiến người tứ hải hợp sức oanh kích đi. Giận Vũ nhìn lên trời cao giọng quát, xin cửu huyên đại nhân cũng phối hợp ta. Long thủ truyền lệnh đi. Bộ tộc tứ hải toàn bộ bước ra khỏi hàng, cờ bay phấp phới, sát khí đằng đằng. Trong phút chốc ngàn vạn luồng sáng dâng lên, các đường cường giả ra tay đánh vào hải thần điện. Âm âm, hải thần điện bị chấn hàng vạn luồng sáng như mưa rào đánh nát mặt hồ, sóng gợn lăn tăn. Đám người Lý Vân Tiêu đúng là ở trong đại điện, mọi người giật mình trước cảnh thần kỳ này, thật lâu không thể hoàn hồn. Tù và giao nữ cũng đi vào, tất cả đều ngạc nhiên ngước nhìn trời. Trên nóc có điều khắc hoa văn kỳ lạ nhưng không ảnh hưởng tầm mắt mọi người, toàn có thể xuyên thấu nhìn ra ngoài. Mắt thấy công kích rậm rạp giáng xuống rung động tâm hồn người, nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lao ra đánh một trận. Lý Vân Tiêu hoảng hốt hỏi. Đại nhân, hải thần điện cùng thánh ma điện có quan hệ như thế nào? Ánh mắt Ba Mộc ngạc nhiên mỉm cười nói. Thì ra ngươi cũng biết thánh ma điện, tòa hải thần điện này vốn là thánh ma điện. Cái gì? Lý Vân Tiêu hơi khó hiểu hỏi. Ta từng thấy thánh ma điện trong khe nứt sơn mạch thiên đáng, hơn nữa bị ma tộc chiếm, chẳng lẽ đó là giả? Ba Mộc từ đài sen pháp hào đáp xuống, đôi chân đạp mặt đất. Cơ thể Ba Mộc vẫn do bóng sáng ngưng tụ thành, dường như không có thực thể. Ba Mộc giải thích rằng, ngày xưa chỉ có một thánh ma điện, sau khi ma chủ đế phân liệt ra phổ đại nhân, hai người vì tranh giành điện này mà đánh nhau kịch liệt. Cuối cùng thánh ma điện bị một phân thành hai, đây là dương điện. Thứ ngươi thấy trong sơn mạch thiên đãng tất nhiên là âm điện. Mọi người ngây ngốc nghe, kiến trúc cũng có thể một phân thành hai, hóa thành âm dương, thật là không thể tưởng tượng. Ba Long lo lắng hỏi. Tổ tiên đại nhân, thần điện này có thể duy trì bao lâu? Nhu vi vẫn đang được giải sáng bao bọc, bên trong tràn ngập sự sống nhưng mãi không thấy dấu hiệu thức tỉnh. Nhu vi sợ thần điện bị phá. Kịch chiến lan đến ái thê. Ba Mộc mỉm cười nói. Yên tâm đi, nguồn lực lượng của thần điện là linh tuyển vạn năm bên dưới hải chi xâm lâm, liên miên không dứt. Cho bọn họ quần công thế này qua 100 năm cũng không phá được. Điều ta lo là. Ba Mộc chưa nói xong bên trên thần điện lấp lánh ánh sáng đen, đi đùng xé rách không gian oanh kích mạnh vào thần điện. Ầm 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 ầm. Nguyên đại điện lắc lư. Mạnh quá. Vẻ mặt Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên. Lực lượng khủng khiếp như vậy sợ là có cường giả trưởng thiên cảnh dốc sức đánh một kích. Biểu tình Ba Mộc dầu lo khẽ thở dài. Quả nhiên là sợ cái gì đến cái gì, tộc Thâm Uyên đúng như cái tên, quả nhiên là sâu không lường được. Mặt Ba Long tràn đầy tức giận, lạnh giọng nói. Chờ qua kiếp này rồi ta sẽ giết tới Thâm Uyên, để chủ Thâm Uyên gì đó cho ta lời giải thích. Ba Mộc nhìn Ba Long, lắc đầu nói. Với tư chất của ngươi vốn có khả năng chạm vào đỉnh giới này. Nhưng ngươi quá tình cảm, cả ngày đổi phế, tự hủy tương lai. Hiện tại lấy cái gì đi liều với người ta? Đừng nói ngươi, một con cự thú đáy biển đủ xé rách ngươi. Ba Long bị nói mặt đỏ rực, trong mắt tràn đầy hối hận. Tổ tiên đại nhân dạy rất đúng, tử tôn bất hiếu. Ba Mộc nói, ai có chí nấy, không thể trách ngươi. Chờ Nhu Vi tỉnh lại hy vọng ngươi sẽ cố gắng vươn lên. Thái Dương chân quyết thần diệu vẫn có thể tiến thêm một bậc. Ba Long cung kính nói. Rõ. Ba Long không dám nói gì nữa. Lại là hai luồng sáng đen giáng xuống, làm đại điện lấp lánh ánh sáng vàng, rung rinh mơ hồ. Công kích bộ tộc tứ hải như gãi ngứa,
nhưng ánh sáng đen phá giới lay động kết giới thần điện khiến công kích từ hải tộc ảm ký hơn. Đám người giận vũ, Phòng Yếu Ly cũng phải biến sắc mặt, mắt lóe tia kinh sợ. Thực lực tộc Thâm Hải vượt xa bọn họ tưởng tượng. Mắt giận vũ phủ lớp xương, không biết đang nghĩ gì. Giận vũ quay đầu la lên. Yếu Ly huynh. Phòng Yếu Ly dùng mình đáp ngay. Giận vũ huynh gọi ta có chuyện gì? Thái độ của Phòng Yếu Ly trở nên cẩn thận, khiêm tốn hơn. Giận vũ gật gù. Yếu Ly huynh nói xem Đoan Mộc Hữu Ngọc thật sự có thể tính ra điều ta muốn sao? Phòng Yếu Ly trầm ngâm nói. Chưa chắc, nhưng Giận vũ huynh yên tâm, nếu Đoan Mộc Hữu Ngọc không làm được thì ta có thể giúp hắn một tay. Khóe môi Phòng Yếu Ly cong lên cười gian. Khiến bổn tọa hao phí thời gian mấy chục, trăm năm suy tính là không thể nào. Nhưng vì hoàn thành chí nguyện lớn lao của Giận vũ huynh, hao phí thời gian một, hai năm có lẽ Đoan Mộc Hữu Ngọc sẽ đồng ý. Giận vũ trừng Phòng Yếu Ly, hừ lạnh một tiếng. Nói vậy là tác dụng của Yếu Ly huynh rất lớn. Nếu Yếu Ly huynh sơ sẩy chết đi thì chí nguyện to lớn của ta sẽ bị lạc. Ha ha ha, chưa chắc, chưa chắc. Phòng Yếu Ly ngoài cười nhưng trong không cười nói. Với trận thế hiện tại của Giận vũ huynh, ta và huynh đứng chung trận tuyến thì sao sơ sẩy chết được, ha ha. Giận vũ gật gù. Ta hiểu, lát nữa phá hải thần điện mong Yếu Ly sáu y góp sức nhiều chút. Dù sao đám người Thiên Vũ Minh thực lực cường đại, dựa vào bộ tộc tứ hải rất khó thắng. Phòng Yếu Ly gật đầu nói. Đương nhiên rồi, đây vốn là hiệp ước mà ta và Giận vũ ký. Mặt Giận vũ xanh mét khẽ hừ, chuyện vừa rồi lại nổi lên trong đầu gã. Nếu không phải còn có chỗ dùng Phong Yếu Ly thì Giận vũ rất muốn quay đầu giết gã ngay bây giờ. Cự thú đáy biển trên bầu trời mỗi lần phun ra ánh sáng đen sẽ khiến ánh sáng vàng của hải thần địa nê tối đi vài phần. Mọi người trong điện ngồi yên xếp bằng, cố gắng điều dưỡng vết thương. Xem tình hình trước mắt thì phá điện chỉ là chuyện sớm muộn. Tù mặt âm trầm nói với Ba Mộc. Ba Mộc huynh đã quên tình cảm ngày xưa chúng ta dắt tay giết địch, ra sống vào chết rồi sao? Ba Mộc bị Tù quấy rối phát mệt, trực tiếp xoay người, thân hình biến mất trong đại điện. Tù! Sán lạnh giọng nói. Ta xem tiểu tử này cũng là tai họa, giờ giết chết chấm dứt mọi tai họa. Tù căm hận trừng Sán, hừ lạnh ngồi khoanh chân trị thương. Tù biết đám người Thiên Vũ Minh sẽ không xuống tay vào lúc này, dù sao ngoại địch quá cường đại, người hơi thông minh một chút sẽ hiểu kết minh lợi ích. Lý Vân Tiêu đột nhiên mở mắt ra hỏi. Tù! Người có biết Giận vũ muốn suy tính chuyện gì không? Tù hừ lạnh nói. Con người ích kỷ như hắn còn vì chuyện gì nữa? Tất nhiên liên quan đến thiên nhân ngũ suy. Lý Vân Tiêu từng nghe Lâm nói chút ít, hắn tò mò hỏi. Ngươi là nhi tử của Chân Long chắc biết nhiều bí mật. Tại sao tu vi của Giận vũ rớt tới mức nào? Nghe lúc trước ngươi nói thì Giận vũ bị người đánh thương, là ai bị thơ dần được giới vương cảnh ngày xưa? Tù biến sắc mặt mấy lần. Cuối cùng cười lạnh nói. Những việc này bổn tọa biết nhưng mắc mớ gì nói cho ngươi. Lý Vân Tiêu hừ nói. Ngươi có thể không thuyết, lát nữa ta rút long hồn của ngươi ra điều tra là xong. Người Lý Vân Tiêu phát ra ánh sáng hơi trắng. Tù giật mình ngơ ngẩn thì thào. Thuật thần chi quang, dưới vòng trời này thế nhưng còn có thuật thần. Lý Vân Tiêu uy hiếp nói. Ngươi cảm thấy trước mặt một vị thuật thần có thể giữ được bí mật trong lòng ngươi không? Ha ha, ấu trĩ. Tù châm chọc nói. Hồn phách của Ngô do long khí tịnh thuần nhất ngưng tụ, dù là thuật thần cũng không thể đọc ký ức. Nếu cứ muốn thử thì ta rất muốn xem bộ dạng thê thảm bị long khí phản phệ của ngươi. Lý Vân Tiêu ngẩn ra, không ngờ còn có cách nói này, hắn không biết. Xem bộ dạng Tù không giống nói dối. Ta biết thiên nhân ngũ suy, hễ là nhân vật nào đều có lúc chết. Giận vũ muốn tính xem khi nào mình chết sao. Tù cười khẩy nói. Ha ha, làm sao có thể? Tên rác rưởi đó yêu quý mạng sống của mình vô cùng, dù là thiên nhân ngũ suy cũng có cách đối kháng và chậm lại. Chắc hắn muốn tìm ra cách kéo dài hơi tàn. Ha ha, đáng tiếc, mất đi cảnh giới vĩnh viễn không về được, hắn sống thừa như vậy có gì hay? Làm mất hết tôn nghiêm long tộc. Lý Vân Tiêu nhìn hướng Đoan Mộc Hữu Ngọc, ánh mắt ý hỏi. Cách giảm chậm lại ngũ suy sao? Đoan Mộc Hữu Ngọc cau mày nói. Thiên nhân ngũ suy đúng là có thể thông qua các loại pháp môn làm chậm lại, nhưng đó chỉ là kế tạm thời, khó mà kéo dài, cuối cùng vẫn phải chết. Tù hừ lạnh một tiếng.
tên rác rưởi đó hơn phân nửa mong sống ngày nào hay ngày đó. Lý Vân Tiêu đăm chiêu, chậm rãi nói. Nếu chỉ kéo dài thì Giận Vũ sẽ không kiên quyết như vậy, thậm chí bỏ pháp thân của ngươi. Nếu Giận Vũ ra khỏi thân hình hiện tại tiến vào pháp thân của ngươi chắc có thể kéo dài thật lâu. Tu cũng ngẩn ngơ, trầm ngâm nói. Với trạng thái hiện tại của hắn đúng là không ngừng đoạt xá mới là con đường tắt tốt nhất. Chẳng lẽ có chuyện gì quan trọng hơn kéo dài mạng sống của hắn? Theo ta hiểu biết hắn chắc có lẽ còn thủ đoạn pháp thân nào tốt hơn nữa để kéo dài mạng sống. Lý Vân Tiêu khẽ thở dài. Nếu là suy tính đơn giản thì để Ngọc Công Tử tính cho hắn cũng không có gì. Dù sao hắn là chân long thiên địa, nếu có thể phục hồi lực lượng ít ra có lợi không hại với ma chiến. Ha ha ha, quả nhiên là ấu trĩ. Tù đột nhiên ôm bụng cười to, cười chảy nước mắt. Ha ha ha, ngươi trông chờ tên rác rưởi đó có thể giúp được việc sao? Hắn chỉ biết cản trở, mấy năm qua hai giới xung đột không chỉ có 10 vạn năm trước. Chẳng qua lần đó rất kịch liệt, ảnh hưởng lớn nhất. Có lần nào hắn thật sự ra tay không? Lý Vân Tiêu kinh ngạc kêu lên. Ý ngươi là cuộc chiến hai giới đã đánh rất nhiều năm. Mắt Tù lóe tia nghi hoặc nói. Lý ra là vậy, dù sao quỹ tích hai giới rất gần nhau, bao nhiêu năm vận chuyển va chạm nhau, ma sát có khe nứt là rất bình thường. Tuy nhiên trong ký ức của ta, ở doàng sông lịch sử dường như không bùng nổ xung đột kịch liệt bao giờ. Chém giết càng ngày càng nghiêm trọng là trong mấy chục vạn năm nay. 10 vạn năm trước mới thật sự là bùng nổ, ma chủ cũng bị phong ấn tại thiên vũ giới, lần đầu tiên từ trước đến nay. Ha ha ha, đó là nhục nhã lớn nhất của ma tộc. Đám người thiên vũ minh thầm bực bội, trận chiến thắng đó hao phí lực lượng một giới, khiến thực lực toàn thiên vũ giới rút lui 10 vạn năm. Tù nhìn Lý Vân Tiêu mặt ủ mày trao, lạnh lùng cười. Như thế nào? Chắc ngươi sẽ không có ý muốn hòa giải với ma tộc đi. Nếu là trước kia còn được, nhưng các ngươi 10 vạn năm trước giết ma chủ, đó là khuất nhục chưa bao giờ có khuất nhục. Với tính cách của ma đầu kia thì tuyệt đối không tha thứ, ta khuyên ngươi nhanh chóng bỏ ảo tưởng không thực tế đó đi. Lý Vân Tiêu nói, nếu thiên vũ giới diệt vong, Giận Vũ là chân long của giới này chắc cũng khó sống. Ha ha, nói rất đúng. Tù cười khẩy nói. Nhưng thiên vũ giới còn có đám các ngươi chống đỡ, chưa đến giây phút sụp đổ thì hắn sẽ không nóng nảy. Phải rồi, 10 năm trước nữ nhân có thiên phượng chân huyết dường như tên Ly Chu. Cũng là chủ tướng phong ma nhấp thu, thế nhưng bị hắn rút đi phượng huyết chân nguyên, cuối cùng dẫn đến chết trận. Cái gì, Ly Chu đại nhân chết vì lý do này? Sán và Trác toàn thân run rẩy, đôi mắt rực cháy lửa giận. Những người khác giật mình khi nghe, không ngờ Giận Vũ ác liệt đến mức này. Vì ích kỷ cho bản thân mà bỏ mặc một giới. Ha ha ha, người không vì mình chứ vì gì? Tù nhe răng cười nói. Đáng tiếc thực lực Ly Chu có hạn, không phối hợp nên Giận Vũ lay lắt sống thừa 10 vạn năm, nhưng lực lượng chưa khôi phục. Tù nheo mắt kỳ dị liếc Phi Nghê ở một bên. Phi Nghê thầm giật mình, bị Tù nhìn rợn tóc gáy nạt lại. Nhìn cái gì, còn nhìn nữa sẽ móc tròng mắt ngươi ra. Tù lắc đầu nói. Kỳ lạ thật. Rốt cuộc hắn muốn gì? Pháp thân của ta ở đây, nếu bị hắn đoạt xá rồi cướp đi chân nguyên thiên phượng, dù không thể về giới vương cảnh cũng có thể duy trì tạo hóa cảnh mấy vạn năm, chẳng lẽ còn thứ gì tốt hơn điều này sao? Mắt Phi Nghê bắn ra tia sáng lạnh lùng nói. Tộc thiên phượng ở trong mắt các ngươi là gì? Chỉ là đối tượng cướp đoạt như thiên tài địa bảo sao? Tù lấy lại tinh thần khịt mũi. Như thế nào, nàng không phục, vạn vật đều là con kiến. Xem các người là thiên tài địa bảo đã là coi trọng các người. Dầm. Phi Nghê lắc người tát tai đánh bay Tù, đại điện đổ máu. Giao nữ giật mình kêu lên. Ngươi làm cái gì? Giao nữ giận dữ vỗ một chưởng. Mặt Phi Nghê lạnh băng lại giơ tay tát giao nữ bay ra. Tù bò dậy, lạnh lùng hỏi. Ngươi dám đánh ta? Xì. Phi Nghê xì cười nói. Không dám, ta hiện tại chỉ muốn giết ngươi. Phi Nghê lật tay lấy lưỡi đao ra tiến tới gần từng bước, lạnh lùng nói. Từng đao từ từ cắt chết ngươi. Tù giật nảy mình, trong lòng hơi sợ, gã vội nói. Lý Vân Tiêu, mau ngăn cản thuộc hạ của ngươi lại. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Thuộc hạ, nàng là dưới tay của ta, là hồng nhan của ta, là chủ long gia. Ta không có cách nào thay đổi ý muốn của nàng, còn phải tôn trọng.
nếu nàng không hoàn thành được điều mình muốn thì ta sẽ giúp nàng. Nên ngươi ngoan ngoãn ở đó chờ bị cắt xuống từng miếng thịt chết đi. Tù hết hồn. Ngươi. Tù tức giận quát. Ngươi định giết ta vào lúc này sao? Nên biết Giận Vũ còn ở bên ngoài, nếu bọn họ xông tới, không có ta trợ giúp thì mấy người chết chắc. Lý Vân Tiêu cười khẩy nói. Ngươi đang hiểu lầm mình quan trọng cỡ nào sao? Không có ngươi thì thế giới tiêu, vũ trụ nổ chắc. Phi Nghê cảm kích liếc Lý Vân Tiêu, trong lòng không còn e dè gì nữa, từng bước đi hướng tù. Giao nữ ngây người, vẻ mặt hoang mang nhưng bản năng lao qua quát to. Dừng tay. Ánh sáng bạc ngưng tụ thành dao găm trong tay giao nữ xẹt qua cổ họng Phi Nghê. Vèo. Người Phi Nghê biến thành lửa, chiêu kia chém hụt vào lửa. Ngọn lửa xoay tròn quanh người giao nữ, một hói a phù màu đỏ mờ nhạt như bươm bướm bay lên. Giao nữ cảm giác sau lưng nóng cháy, bàn tay nóng hổi của Phi Nghê bóp cổ nàng. Phi Nghê nhẹ giọng nói. Chịu chết vì loại nam nhân như vậy có đáng không? Lòng giao nữ rung động mạnh, tức giận quát. Đương nhiên đáng giá, chết vì tù đại nhân là chết có ý nghĩa. Giao nữ hét to, bất chấp bàn tay đặt trên cổ cưỡng ép xoay người đâm tới. Chủy thủ lóe ánh sáng bạc biến roi dài trên không trung như con rắn bạc uốn lượn trói người Phi Nghê lại. Giao nữ dốc hết sức giống to. Chết đi. Giao nữ vùng roi bạc nghiền nát Phi Nghê vỡ thành nhiều đốm lửa. Giao nữ thành công ngay chiêu đầu nhưng nàng không thả lỏng cảnh giác, ngược lại trong mắt lộ ra sợ hãi. Thực lực của hai người chênh lệch không lớn, nhưng luân phiên chém giết làm giao nữ đã là nỏ mạnh hết đà. Giờ phút này giao nữ đứng trên đại điện, thân hình tiêu điều, cô đơn. Thân hình Phi Nghê biến thành chưa tắt hay rơi xuống, vẫn lơ lửng cháy hừng hực. Thanh âm lạnh băng vang lên. Nếu ngươi đã chọn thì ta không nói gì nữa, ngươi thấy vui là được. Muôn vàn hỏa phù tuôn ra như nhành liễu bay đi thoáng chốc bao tùm toàn thân giao nữ, hoặc như tuyết chôn vùi. Phi Nghê hiện hình trong lửa, một tay bắt ấn quát to. Hóa bướm. Ầm 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 ầm. Những hỏa phù đột nhiên nổ tung, lửa cháy hừng hực sộc thẳng lên nóc đại điện. Dường như chạm tới cấm chế, chúng ta bay tứ tán. Đại điện biến thành biển lửa. A! À, giao nữ vặn vẹo trong lửa cháy hừng hực, tiếng gào thét thê thảm. Chỉ giây lát giao nữ quỳ trong ngọn lửa cho đến khi gục ngã ra đất, bị lửa đốt thành cho tàn. Lửa bay đầy trời tụ tập vào giữa ngưng tụ ra chân thân Phi Nghê. Mặt Phi Nghê lạnh băng ngước đầu lên, tràn đầy âm trầm và tức giận trừng tù trong góc. Con sâu máu lạnh nhà ngươi, nàng nhiều lần ra sống vào chết vì ngươi, mấy lần cứu mạng của ngươi. Cuối cùng chết thảm trong lửa cháy nhưng ngươi không hề rung động sao? Tù sắc mặt âm trầm độc ác nói. Ai nói không rung động? Nếu ta có sức mạnh thì đã giết ngươi ngay bây giờ. Phi Nghê hỏi. Thế thì nàng chết thảm mà ngươi còn bình tĩnh ngồi đây được. Tù nổi giận mắng. Đao phủ nhà ngươi nếu cảm thấy nàng ta đáng thương vậy tại sao giết nàng ấy? Giết nàng đơn giản là vì thăm dò phản ứng sao? Còn mặt mũi nói ta máu lạnh. Phi Nghê thất vọng lắc đầu nói. Nữ nhân ngây ngốc đó thật sự không đáng giá. Nhưng ai có chí nấy, nàng cảm thấy tốt là được. Giờ ta từng đao cắt chết ngươi, rút long hồn của ngươi ra điều phối chút dược liệu luyện chế, chắc sẽ rất bổ. Tù nhìn Phi Nghê từng bước một đi lên trước, trong mắt tràn đầy kinh khủng liên tục thụt lùi ra sau. Đồ điên, một đám người điên, lúc này rồi còn không biết đoàn kết với ta. Giận Vũ nói đúng, các ngươi đều là đồ ngu. Nghiêm trọng kéo thấp chỉ số thông minh giới này. Đồ ngu chết tiệt. Phi Nghê lạnh lùng cười. Hồn phách của ngươi rất nhanh sẽ bị đám ngu này luyện thành đan dược ăn mất. Vẻ mặt Tù tuyệt vọng gầm lên. Ta chết cũng sẽ không cho các ngươi sống yên. Tù không trốn nữa, gã ngồi xếp bằng trong không trung, hai tay bắt ấn trước mặt. Trán Tù mở ra con mắt dựng đứng bắn ra tia sáng lạnh sắc bén. Hơi thở nguy hiểm lan tràn trong đại điện. Lý Vân Tiêu kinh kêu. Phi Nghê cẩn thận. Không cần Lý Vân Tiêu nhắc nhở thì Phi Nghê đã cảm ứng trước ngay, thân hóa bướm lửa tán đi trước mặt Tù, không dấu vết. Tù cười nhạt lạnh lùng nói. Đám ngu ngốc các ngươi tự tìm đường chết, tuy bên ngoài hải thần điện cực kỳ cứng rắn nhưng nếu ta phá hoại từ bên trong thì không chịu nổi một kích. Các ngươi chờ bị Giận Vũ rác rưởi đó giết chết đi. Ha ha ha. Mắt Tù lộ ý cười sung sướng và tàn nhẫn. Hai tay tăng tốc bắt ấn. Một luồng sáng chói mắt bắn ra từ con mắt dựng đứng, ầm vang chấn bốn phía. Giọng Ba Mộc vang lên,
Mọi người cẩn thận, hắn tự bạo thân thể. Ba Mộc mất tích nãy giờ lại xuất hiện bên trên đại điện, một tay bắt ấn. Cấm chế nguyên thần điện bị xúc động, kết giới hội tụ lại chống đỡ lực lượng tự bạo. Ầm 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 ầm. Lãnh Đồng cũng là cường giả hư cực thần cảnh, thân thể tự bạo mang đến uy thế khó mà tương đương. Ngay lúc này bên ngoài thần điện bị mấy ánh sáng đen phá giới công kích đánh mạnh vào thần điện. Ầm 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 ầm. Nội ngoại giáp công làm nhiều cấm chế vỡ tan, hóa thành từng tia chớp tứ răng trong điện. Nguy rồi. Ba Mộc kêu lên. Chủ cấm chế bị đánh mở. Mọi người hoàn toàn biến sắc mặt, xem đám đông hải tộc bên ngoài thần điện, cự thú đáy biển đỉnh thiên lập địa thì lòng nặng nề. Phi Nghê hối hận, tự trách nói. Phu quân, ta. Lý Vân Tiêu nói. Không sao, đại điện này vốn không chống đỡ được bao lâu, không cần ép buộc mình thỏa hiệp khoan dung. Loại bại hoại này giữ lại sớm muộn gì sẽ là mối họa. Phi Nghê rất cảm động, mũi cay cay, mắt ngấn lệ. Nhớ đến giao nữ chết vì tù nhưng không được yêu thương, tôn trọng gì cơ bản nhất từ gã. Thích một người không sai, chỉ sai ở chỗ nàng yêu sai người, thế là bản thân rơi vào vạn kiếp bất phục. Ha ha, một đám tự phụ, bồn tọa chờ xem các ngươi chết dưới địa quân giận vũ như thế nào. Cơ thể Lãnh Đồng tự bạo trên cao. Ngũ hành chi long hiển hiện ngưng tụ thành một quang long màu trắng dài hơn 10 trượng, sắc mặt dữ tợn. Long hồn. Mọi người hết hồn, rung động vì long hồn cường đại. Người bình thường nếu tự bạo đã sớm hồn phi phách tán. Phi Nghê vừa mừng vừa sợ nói. Đây là tinh hồn rồng tinh thuần nhất. Mắt Phi Nghê bắn ra tia sáng, nàng hóa thành lua gòn sáng đỏ bay đi. Trên nóc biến ra ảo ảnh thiên phượng, hai vuốt bấu xuống. Muốn bắt ta, đúng là người điên nói mớ. Tu tức giận quát. Bổn tọa đã chọn tự bạo làm sao không đề phòng chiêu này của các ngươi được. Long hồn màu trắng lắc mình cuộn lại, vô số long phù lấp lóe bên trên. Bùm. Cái đuôi đập một cái, 7, 8 luồng sáng đánh vào đôi vuốt thiên phượng đẩy ra. Sắc mặt Tu trầm trọng, miệng lầm rầm long ngữ khó hiểu. Nóc hiện ra phù văn màu vàng nhỏ xíu. Giới lực. Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên. Rốt cuộc hắn muốn làm gì mà có thể dẫn động giới lực? Ba Mộc nói. Long chi cửu tử giống chủ giới thần bi, là tồn tại có hy vọng trùng kích giới vương cảnh nhất. Ngày xưa Tù cũng là cường giả đỉnh tạo hóa cảnh. Đỉnh tạo hóa cảnh. Mọi người thầm thổn thức. Một người huy hoàng đến mấy cũng không ngăn nổi năm tháng sói mòn, cũng có lúc tụt dốc. Ầm 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 ầm. Trong người Tù phát ra tiếng nổ như sấm sét. Ánh sáng trắng trở nên rực rỡ sán lạn, trong phút chốc hóa thành muôn vàng ánh sáng trắng từ bốn phương tám hướng bắn đi. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. Hồn thể phân thân. Trong mỗi luồng sáng đều có bóng dáng Tù, chiêu này hơi giống tinh quang hồn thể của Viên Cao Hàn nhưng rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Ba Mộc giật mình trợn mắt há hốc mồm. Những hồn thể phân thân bay tứ tán trong nữ nhân, chui đi các góc như đang tìm đường ra. Thiên Phượng ở trên trời biến ra thân hình Phi Nghê. Nàng ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn long nguyên đầy trời dần tan biến. Phi Nghê cố gắng hết sức cất chứa một ít nhưng rất nhỏ. Những hồn thể rất nhanh tan biến trong đại điện, tất cả chui đi bốn phương tám hướng, chỉ chờ thần điện bị phá liền chạy trốn. Lý Vân Tiêu hỏi. Ba Mộc đại nhân, những thể long hồn này. Ba Mộc nói. Đều ở trong hải thần điện, ta có thể cảm giác rõ ràng. Nếu là ngày thường thì có thể thu thập từng cái rồi luyện hóa. Nhưng hiện tại bên ngoài gặp địch, chủ cấm chế bị phá, đại điện không chống đỡ được lâu. Chiêu của Tù, thật là bất đắc dĩ. Lý Vân Tiêu nói. Chắc hắn có quyết tâm từ lâu, trừ phi để hắn lấy lại pháp thân nếu không ấm chế đại điện bị phá, rơi vào tay giận vũ càng là sống không bằng chết. Thủy Tiên nói. Ngàn vạn long hồn này mỗi cái chứa chút ký ức, lực lượng của Tù. Có cái sẽ tan biến trong thiên địa, có bám vào chim chóc thú cá, có dính vào người nhân loại. Có lẽ trăm ngàn năm sau sẽ có một hồn thể lại lần nữa tu luyện trở về, tìm lại tất cả ký ức đã mất, tương đương với Tù trọng sinh. Phi Nghê lạnh lùng nói. Nam nhân như vậy chết chưa hết tội, cho hắn có chút xíu cơ hội khiến lòng ta khó chịu. Lý Vân Tiêu cười nói. Phi Nghê lo xa quá, Tù muốn lại lần nữa trọng sinh thì xác suất cực kỳ bé nhỏ. Khả năng lớn nhất là toàn bộ hồn lực dần tan biến thành mất tăm trong thiên địa. Ba Mộc thở dài. Chỉ tiếc hắn ngu xuẩn cứng đầu, nếu một lòng quy thuận Thiên Vũ Minh thì sao rơi vào kết cuộc này.
Lý Vân Tiêu nghiêm túc nói. Tâm tính người này rất xấu, dù lập lời thề quy thuận cũng không biết sẽ sinh ra bao nhiêu ưu chuyện. Ta không dám trọng dụng loại người này. Liêu Thần gật đầu nói. Vân Minh Chủ nói đúng, nếu không có trung can nghĩa đảm sẽ là mối họa, tiễn hắn quy thiên là lựa chọn tốt nhất, chỉ tiếc long hồn. Ba Mộc nói. Việc đến hiện giờ nói nhiều cũng vô ích, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, hải thần đĩ nê cực kỳ quý giá, ta không muốn nó bị hủy. Chờ lúc không chống đỡ nổi nữa ta sẽ khiến hải thần điện hư hóa để tự bảo vệ mình. Được. Sắc mặt mọi người trầm trọng tranh thủ thời gian cố gắng lấy lại sức. Lý Vân Tiêu bỏ Nhu Vi vào giới thần bi tránh cho bị vạ lây khi chiến đấu. Lý Vân Tiêu truyền âm vào trong, mạch đang tu luyện phản yêu thánh công trong phương thốn sơn đi ra ngay. Tuy mạch khó chịu nhưng không muốn làm trái ý Lý Vân Tiêu, đành xuất quan trước. Giận Vũ đứng trên trời hải chi xâm lâm phát hiện cấm chế đại điện thả lỏng, nét mặt vui mừng. Vết thương trong người Giận Vũ cực kỳ nặng nhưng may mắn cơ thể mạnh mẽ, chưa lành lại bao nhiêu nhưng ngăn chặn ác hóa, đang tự động khép lại từ từ. Giận Vũ lòng máy động khẽ kêu. À, loại cảm giác này. Con người Giận Vũ co rút nhìn chằm chằm hải thần điện như muốn nhìn thấu nó, vẻ mặt nghi ngờ lẩm bẩm. Chẳng lẽ nghịch tử tù đã tiêu đời? Long thủ đứng cạnh Giận Vũ mắt hấp hái. Đại nhân, ta cũng cảm giác được. Giận Vũ liếc Long thủ, gật đầu nói. Nếu vậy thì đúng rồi. Tiểu tử này đấu với ta nhiều năm không ngờ chết trong tay Lý Vân Tiêu, hừ, coi như hắn tốt số. Long thủ nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 125.